Chương 421. Tỉnh đốc đại nhân, quả thật là vậy, ta nhìn thấy lệnh bài trong tay đầu lĩnh của đám người kia, quả thật chính là lệnh bài của thống lĩnh cấm vệ quân, không sai vào đâu được. Hơn nữa thực lực của người này rất đáng sợ, không hề thua kém ta chút nào. Nếu không phải tới Từ Vương Thành thì căn bản không nơi nào có nhân vật cỡ này được. Bản thân của Phương Thiên Hồng bị thương rất nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói. Đáng chết, lúc đám người này tới cư nhiên không có chút phong thanh nào lộ ra hết, bệ hạ cũng thật là, cư nhiên giao Thiên Húc hành tỉnh cho một gia tộc nhỏ như Diệp gia, đúng là càng già càng hồ đồ mà. Ánh mắt của Ngụy Hoành vô cùng âm độc, trong mắt gã bắn ra một tia hàn quang, nhìn về phía một lão giả kế bên, ngữ khí vô cùng cung kích. Lữ Hạo đại sư, không biết ngươi có nắm chắc là giết chết được toàn bộ bọn họ không? Lữ Hạo đại sư kia mặc một bộ hồn sư bào năm màu, toàn thân gầy đét như một khúc cây, gương mặt ẩn bên dưới lớp áo choàng không thể nhìn thấy rõ, chỉ có một đôi mắt hẹp dài tản mát ra quang mang màu xanh thẫm. Ngụy Hoành tỉnh đốc à, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là một tên võ tông ngũ giai mà thôi, lấy thủ đoạn của lão phu, xử lý bọn chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá tới lúc đó, ngươi cũng đừng có quên chuyện ngươi đã hứa với lão phu. Thanh âm của người này khàn khàn rất khó nghe, giống như tiếng rên khóc, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Ngụy Hoành cắn răng một cái nói, đại sư cứ yên tâm đi, chuyện ta đã hứa với ngươi đương nhiên sẽ giữ lời rồi. Lão giả cười khặc khặc, âm thanh như tiếng thét gào giữa đêm. Tỉnh đốc đại nhân, ngươi cứ nhìn cho thật kỹ, xem lão phu đùa bỡn bọn chúng trong lòng bàn tay như thế nào. Đại trận viễn cổ ở bốn phía trong phủ thành chủ của ngươi vô cùng đáng sợ, đừng nói là võ tông, cho dù là võ tôn tới đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Khặc khặc, bọn chúng đi vào đại trận rồi. Mấy người Diệp Huyền vừa bước vào trong phủ thành chủ thì trước mắt lập tức thiên biến vạn hóa, đình viện có trồng hoa cỏ khi nãy đột nhiên biến mất, chỉ còn một mảnh sương mù trắng xóa che kín trước mặt mỗi người, mà những đồng đội vốn đang đứng ở đó nháy mắt cũng đột nhiên biến mất, giống như tiến vào một không gian cô lập vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu đây? Không ít cấm vệ quân lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt, nhưng nhớ tới lời Diệp Huyền nói lúc trước, cả đám liền cố gắng để cho bản thân mình chấn định lại, vận chuyển áo nghĩa của Bách Liên đại trận, căn cứ vào liên hệ giữa đại trận, cẩn thận dò tìm chiến hữu. Vừa tìm thử một cái liền khiến cho bọn họ an lòng hơn một chút, bởi vì ở bên trong cảm giác của bọn họ, tuy rằng xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy gì hết, nhưng bọn họ vẫn loáng thoáng cảm giác được bản thân mình dường như vẫn còn đang ở trong Bách Liên đại trận, còn chiến hữu của mình thì đang đứng trên từng điểm của Bách Liên đại trận, chỉ là tạm thời mình không nhìn thấy và không cảm giác được sự tồn tại của đối phương mà thôi. Diệp Huyền cũng là vừa mới bước chân vào thì lập tức rơi vào trong hoàn cảnh giống hệt như vậy, bất quá trong lòng của hắn lại không hề có chút kinh hoàng nào, chỉ thấy hai mắt của hắn ngưng lại, trong nháy mắt, hồn thức tam phẩm đỉnh phong trong não hải của hắn điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể, bắn ra bốn phía. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có tam phẩm đỉnh phong, nhưng thủ pháp vận dụng lại cường đại hơn nhiều so với luyện hồn sư tam phẩm bình thường, rất nhanh liền trùng kích vào các nơi ở bốn phía, chỉ là mới đi được tới hơn 10 mét, thì lập tức bị một đạo lực lượng kỳ dị ngăn cản lại, không cách nào xâm nhập được thêm nữa. Sắc mặt của Diệp Huyền lập tức biến đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng hồn thức của hắn chỉ có tam trọng đỉnh phong, nhưng thủ pháp điều khiển lại hết sức tinh diệu, bình thường mà nói, đủ để phá vỡ trận pháp tứ cấp bình thường chỉ trong nháy mắt, cho dù là trận pháp ngũ cấp đi nữa, cũng có thể giải khai một phần của mê trận này. Nhưng bây giờ, hồn lực tam phẩm đỉnh phong của hắn còn chưa kịp phân tích phá vỡ trận pháp này, thì đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn cản lại, có thể thấy được trình độ của trận pháp này so với hắn tưởng tượng lúc trước còn đáng sợ hơn nữa. Lực lượng của loại cấm chế này giống như không phải trận pháp hiện đại có khả năng phóng xuất ra được, bình thường chỉ có trận pháp viễn cổ mới có được lực lượng cỡ này. Xem ra đây là một trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa trình độ của trận pháp này vô cùng cao, phủ thành chủ của Thiên Húc hành tỉnh này, từ khi nào thì cư nhiên có thể bố trí được trận pháp cỡ này chứ? Tuy rằng Diệp Huyền có chút giật mình, nhưng cũng không hề bối rối chút nào, hắn không hề dùng hồn lực cưỡng chế bài trừ đại trận vây khốn bọn họ nữa, mà là nhích qua bên hông một bước, sau đó lại bước tới hai bước, lại nhích về bên phải một bước, không ngừng đi đi lại lại, hai chân giống như đang đạp nên một loại tiết tấu phủ văn thần bí nào đó. Một cỗ ba động thần bí rất đặc biệt, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, tản ra bốn phía. Màn sương mù xung quanh lập tức tản đi một phần, lộ ra thân ảnh mê mang của Âu Dương Tiêu Sơn. Huyền thiếu. Âu Dương Tiêu Sơn đầu óc đang choáng váng ở phía xa nhìn thấy Diệp Huyền, thì lập tức kinh hỉ kêu lớn. Âu Dương Tiêu Sơn, di chuyển theo mệnh lệnh của ta. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, liên tục truyền âm hạ chỉ lệnh cho Âu Dương Tiêu Sơn. Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình một cái, sau đó hai chân lập tức di chuyển. Cỗ ba động thần bí kia lại lấy chân của hai người làm trung tâm lan tiếp ra, dần dần, lại có thêm vài cấm vệ quân xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
các ngươi di chuyển theo lệnh của ta. Diệp Huyền không ngừng chỉ huy những cấm vệ quân này di chuyển, thứ hắn điều khiển là một phương thức vận chuyển vô cùng cao thâm của Bách Liên Đại Trận. Dần dần, tất cả 80+ cấm vệ quân từng tu luyện Bách Liên Đại Trận đều xuất hiện, trong tầm mắt của tất cả mọi người, đều đứng ở những điểm trong đại trận. Còn người của Diệp gia cùng với 10+ cấm vệ quân không học qua Bách Liên Đại Trận, thì lại không thấy tung tích. Huyền thiếu, những người khác đâu rồi? Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là, bởi vì không đứng ở trên trận điểm của Bách Liên Đại Trận cho nên, chúng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bây giờ nghe theo lệnh của ta, dựa theo phương vị ta chỉ huy mà hành động. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, rất nhiều cấm vệ quân nhanh chóng di chuyển. Đồng thời, hai tay của Diệp Huyền cũng không ngừng thi triển ra từng đạo phù văn, dung nhập vào bên trong không gian này. Dần dần, màn sương mù màu trắng ở giữa mọi người nhanh chóng biến mất. Sau đó, thân ảnh của mấy người Diệp Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện bên trong đội ngũ, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xuất hiện mới thôi. Huyền thiếu, chúng ta phá trận rồi sao? Âu Dương Tiêu Sơn vui vẻ nói. Diệp Huyền lắc đầu. Vẫn còn chưa phá trận được, ta chỉ lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian ở bên trong trận pháp của đối phương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp của đối phương vô cùng đáng sợ, hẳn là một loại trận pháp viễn cổ nào đó. Hơn nữa ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên. Nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn chính là trận pháp lục cấp. Trận pháp lục cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, trận pháp lục cấp ít nhất cũng là trận pháp sư tôn giai lục cấp mới có thể bày bố được, nhân vật như vậy ở Lưu Vân Quốc này căn bản không thể tìm thấy được. Mà trận pháp lục cấp, trước kia đừng nói là thấy, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên lại bị nhốt ở bên trong một trận pháp như vậy. Càng khiến cho bọn họ giật mình hơn chính là, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, bọn họ cư nhiên lợi dụng Bách Liên Đại Trận để mở một cái không gian. Ở bên trong trận pháp viễn cổ lục cấp này, không bị trận pháp khống chế, Bách Liên Đại Trận, mà Huyền thiếu truyền thụ cho bọn họ rốt cuộc là loại trận pháp đáng sợ tới mức nào. Nghĩ tới điểm này, tất cả cấm vệ quân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy rúng động thật sâu vì cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Huyền. Huyền thiếu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Liên Đại Trận có thể phá vỡ được trận pháp này hay không? Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Khó, trình độ của Bách Liên Đại Trận thật sự không kém gì với trận pháp của đối phương. Chỉ là các ngươi còn chưa hiểu nhiều về trận pháp, không cách nào phát huy ra được tinh túy của Bách Liên Đại Trận, quan trọng hơn chính là thực lực của các ngươi quá yếu. Tất cả cấm vệ quân đều xấu hổ không thôi. Nhìn không gian trắng xóa một mảnh khắp bốn phía, mặc dù trong lòng của mọi người cũng không hề hoảng loạn, nhưng đều không biết phải làm sao. Tuy rằng bọn họ đã cách ly ra một không gian riêng bên trong trận pháp này, không bị trận pháp khống chế, nhưng bọn họ còn không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, thì sao có thể tìm thấy đám người Ngụy Hoành phá vỡ trận pháp này được đây. Sau khi mấy người Diệp Huyền lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian, thì ở bên trong gian phòng nằm sâu trong phủ đệ kia, trên mặt của đám người Ngụy Hoành cũng lộ ra vẻ kinh dị. Đúng là có chút tài năng, rốt cuộc là bọn họ bố trí trận pháp gì đây? Cứ nhiên có thể cách ly ra một khoảng thiên địa bên trong mê không trận này, không bị mê không trận ước thúc, lợi hại, lợi hại. Nam tử kia liên tục mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Lữ Hạo đại sư, có phải là bọn họ phá vỡ được đại trận rồi hay không? Làm gì dễ như vậy? Lữ Hạo cười nhạo một tiếng. Ngụy Hoành tỉnh dốc, trận pháp viễn cổ mê không trận ở xung quanh phủ đệ này của ngươi chính là một trận pháp lục cấp, nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lão phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy. Các ngươi cứ yên tâm đi, mê không trận này chỉ là mê trận và khốn trận mà thôi, thủ đoạn thật sự ta dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ. Lão phu còn chưa thi triển ra nữa mà, một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lữ Hạo cười sằng sặc. Đám người Phương Thiên Hồng đứng bên cạnh nghe thấy Lữ Hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong, giống như nhớ tới điều gì, sắc mặt đều kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi kiêng kỵ. Bên trong đại trận, Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng bên trong đại trận giống như ruồi mất dầu, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết. Không cần làm gì hết, xem ta tới phá trận. Diệp Huyền cẩn thận quan sát đại trận cả buổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thần linh đồng thị phá huyễn. Hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành một màu xanh thẳm, hồn lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh, tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của Diệp Huyền. Đình viện lộn xộn, kiến trúc bị hủy, toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện, tử khí âm trầm, không có chút sinh khí nào, khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ở các góc quanh phủ đệ, đều là thi thể xếp ngổn ngang chất chồng, xem bộ dạng thì tất cả đều là người hầu trong phủ thành chủ này.
máu trên người bọn họ vẫn còn chưa khô, rõ ràng chỉ mới chết đi không bao lâu, nhưng thân thể lại giống như xác khô, chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa đôi mắt đều mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng là vì trước khi chết đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ đau đớn. Đồng tử của Diệp Huyền khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, rõ ràng là hao phí không ít hồn lực. Trần Tinh nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Huyền thiếu, sao rồi, có nhìn thấy gì không? Diệp Huyền điều tức thoáng một chút, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Thây khô, bên trong phủ đệ này chất đống thây khô, tất cả hẳn đều là người trong phủ thành chủ này. Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình hỏi. Thây khô sao, thây khô từ đâu có? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này, thì tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ, sau đó bản thân bỏ trốn một mình. Nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung ác chứ. Vì sợ, để lộ hành tung của bản thân cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình. Diệp Huyền nhìn màn xương trắng trước mặt, chậm rãi nói. Chưa chắc, trận pháp viễn cổ này, trong lúc nó vận chuyển, không thể không có người khống chế được. Hơn nữa tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này tuyệt đối không thấp. Tình hình xem ra phức tạp hơn so với ta nghĩ nhiều. Tất cả mọi người chú ý, đừng có tản ra, những người hầu trong phủ đệ kia chết rất quái dị. Chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được. Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được nói. Nhưng mà Diệp Huyền, bên trong đại trận này, chúng ta căn bản không cách nào đi lại được. Không có việc gì, nhìn ta đây. Diệp Huyền thản nhiên nói, trong tay đột nhiên xuất hiện từng cây trận kỳ, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục ném ra, giống như từng cánh chim bay vào bên trong màn xương kia, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Huyền. Trong miệng Diệp Huyền đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng truyền ra từ bốn phía xương trắng. Tất cả xương trắng nhanh chóng tản đi, xung quanh dần trở nên rõ ràng, lộ ra một khoảng trống chừng hơn 1.000 mét. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống hệt với cảnh tượng Diệp Huyền nhìn thấy lúc dùng thần linh đồng thị, chỉ có điều tận mắt nhìn qua lại càng thêm kinh tâm. Không ít người hầu trong phủ thành chủ đều nằm ngổn ngang ở đó, toàn thân khô quắt, huyết khí đã bốc hết, máu tươi trên mặt đất gần như biến thành màu tím đen, tản ra một thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng lên cao. Hai thiếu nữ như Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Nhíu mày lại, nếu không phải bởi vì tu vi của hai người không thấp, thì sợ là đã sớm ôm bụng nôn mửa rồi. Thủ đoạn thật buồn nôn. Mặt Âu Dương Tiêu Sơn âm trầm, tức giận nói, đột nhiên, gã nhường mày, kinh dị nói. Huyền thiếu, trên người những thi thể này cư nhiên đều không có vết thương, vậy thì bọn họ chết kiểu gì vậy? Những cấm vệ quân khác đứng một bên cũng phát ra thanh âm kinh ngạc, trên người của những thi thể khô quắt ở trước mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy chút vết thương nào. Chỉ là thất khiếu có máu tươi chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, không ngừng tiến vào bên trong. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng ném ra từng cây trận kỳ, không gian thăm dò ra được cũng ngày càng lớn, còn thi thể xuất hiện ở xung quanh thì cũng càng ngày càng nhiều. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, khá lắm, tiểu tử này cư nhiên còn có thủ đoạn như vậy. Ánh mắt của nam tử kia lóe lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền ở bên trong mặt gương, thầm kinh ngạc nói. Thủ đoạn phá trận của tiểu tử này vô cùng tinh diệu, có thể tìm ra vài trận điểm ở bên trong mê không trận này, dĩ điểm phá diện, thật là không thể ngờ, nếu đổi lại là lão phu tới làm thì sợ là, cũng chưa chắc đã làm được tốt bằng hắn, không ngờ ở một tiểu quốc nho nhỏ trong liên minh thập tam quốc này, cư nhiên có thể xuất hiện một thiên tài trận pháp như vậy, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ thì cũng là một lựa chọn rất tốt. Trong lòng của nam tử này cư nhiên nổi lên lòng ái tài. Đám người Ngụy Hoành đứng kế bên đều biến sắc. Nếu như Lữ Hạo đại sư thu Diệp Huyền này làm đồ đệ, thì Ngụy gia bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngụy Hoành vội vàng nói. Lữ Hạo đại sư, thủ đoạn phá trận của kẻ này cao minh như vậy, sao có thể không có người dạy bảo? Nói không chừng sau lưng hắn có trận pháp sư cường đại nào đó chỉ điểm rồi. Hơn nữa kẻ này tới từ Vương Thành, được bệ hạ xem trọng, không phù hợp với suy nghĩ muốn ẩn cư lánh đời của đại sư đâu. Đúng đó. Phương Thiên Hồng cũng vội vàng mở miệng. Không biết đại sư ngài khi nào thì mới thi triển thủ đoạn kia đây? Nếu như không thi triển thì đám người kia cũng sắp đi vào bên trong phủ đệ mất rồi. Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, thản nhiên liếc nhìn đám Ngụy Hoành một cái, lạnh giọng nói. Ngụy Hoành tỉnh đốc, xem các ngươi nóng nảy như vậy kìa, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Bây giờ lão phu còn nhiều chuyện cần làm như vậy, cho dù có lòng muốn thu đồ đệ thì cũng không rảnh rỗi, mà đi chỉ dạy cho hắn được. Bất quá Lữ Hạo cũng biết lời mấy người Ngụy Hoành nói cũng không phải là không có lý. Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn phá trận đã lão luyện nhường này. Sau lưng nhất định có một vị trận pháp đại sư cao minh nào đó chỉ dạy. Đáng tiếc. Lữ Hạo lắc đầu, trong mắt lóe lục quang, đột nhiên cười đầy quỷ dị. Các ngươi xem cho kỹ, bảo bối của lão phu đều đã xuất động rồi. Bên trong trận pháp, mấy người Diệp Huyền đang không ngừng tiến lên.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng rợn người xung quanh thì sắc mặt của Diệp Huyền cũng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên, hắn chợt dừng bước. Từng cỗ khí tức mong manh truyền tới từ bốn phương tám hướng, hơn nữa càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tiếng sột sột soạt soạt vang lên, ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo nói. Không xong, quả nhiên là những thứ kia. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, đột nhiên từ trong bồn hoa, kiến trúc khắp bốn phía, không ngừng phát ra thanh âm ong ong chói tai, từng đạo hắc quang mỏng manh hiện ra, càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất, từng con sâu có bộ dạng xấu xí không ngừng xuất hiện, trông giống như con rán, nháy mắt liền bao vây toàn bộ mọi người. Những con sâu này có bộ dạng vô cùng xấu xí, dữ tợn, nơi chúng đi qua, từng đống thây khô bị bọn nó điên cuồng chui vào bên trong thất khiếu, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Huyền thiếu, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đám sâu này trông gớm quá. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, đám yêu trùng này có hơn ngàn vạn con, từ khí tức tản ra trên người, thì mỗi con cư nhiên đều tương đương với linh võ cảnh nhất giai, trong đó có một số con đạt tới huyền võ cảnh nhị giai, thậm chí còn có con đạt tới địa võ sư tam giai và thiên võ sư tứ giai. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên ngưng trọng. Thực thi trùng là một loài yêu thú thuộc họ trùng, chúng nó là một loại yêu thú dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng để trưởng thành. Những con côn trùng này đều rất khó nhằn, hơn nữa số lượng lại đông, thi thể bị chúng nó hủ thực càng nhiều thì số lượng của chúng nó càng đông, phát triển càng nhanh. Diệp Huyền nhìn những con thực thi trùng đang chui vào bên trong mớ xác khô kia, thì mới lạnh lùng nói. Chẳng trách những người hầu này đều chết hết, hóa ra là để bồi dưỡng đám thực thi trùng này. Lòng dạ của tên Ngụy Hoành này đúng là hung ác, vì vây khốn chúng ta, cư nhiên dùng thủ hạ của bản thân để nuôi dưỡng những con thực thi trùng này, để gia tăng thực lực của bọn chúng. Da đầu của mọi người run lên, nói. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Không tốt, chúng nó kéo tới rồi. Đột nhiên, một đám thực thi trùng ở phía trước giống như nhận được triệu hoán nào đó, đột nhiên lao tới, khiến cho cấm vệ quân ở vòng ngoài sợ tới mức vội vàng rút vũ khí ra chém. Huyền lực bốc lên, từng đạo công kích chém lên lũ thực thi trùng kia, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, nháy mắt liền có hơn trăm con thực thi trùng bị công kích của mọi người chém nát bấy. Dễ giết như vậy sao? Mọi người ngẩn ra, nhưng chỉ sau một lát thì bọn họ đều giật mình, những con thực thi trùng bị chém chết kia, lập tức bị đồng bọn xung quanh cắn nuốt sạch sẽ, không sót lại một chút, còn những con thực thi trùng đã cắn nuốt thi thể của những con thực thi trùng đồng bọn khác, thì khí tức trên người cư nhiên lại mạnh hơn không ít. Thanh âm của Diệp Huyền truyền tới. Thực thi trùng này chẳng những có thể thôn phệ thi thể của con người để phát triển, mà còn có thể thôn phệ thi thể của đồng loại để phát triển, những con thực thi trùng bị các ngươi đánh chết đều sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho những con thực thi trùng còn lại, sau đó chúng nó lại sinh sôi nảy nở ra thêm một lần nữa. Cách duy nhất có thể giải quyết chúng nó chính là lợi dụng huyền lực hỏa hệ, thiêu sạch sẽ toàn bộ thi thể của chúng nó, thì thi khí bên trong thân thể của chúng nó mới có thể triệt để biến mất. Mọi người lại cảm thấy da đầu run lên từng hồi, những con thực thi trùng này, sau khi bị giết chết cư nhiên có thể dùng một hình thức khác để sinh sôi, đúng là vô địch mà. Tất cả cấm vệ quân của thuộc tính hỏa hệ đều đi ra bên ngoài đi. Âu Dương Tiêu Sơn điều động đội ngũ. Cùng lúc đó, toàn bộ thực thi trùng đều nhào lên. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi ở bên ngoài đội ngũ, đại lượng thực thi trùng bị công kích đánh nát, cũng có một số bị huyền lực hỏa hệ thiêu cháy hóa thành hư vô, chỉ là cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ ở bên trong đội ngũ thật sự quá ít, số lượng thực thi trùng có thể giết chết hoàn toàn thật sự vô cùng ít ỏi, đa số công kích của mọi người chỉ là gia tăng thêm chất dinh dưỡng cho đám thực thi trùng còn lại mà thôi. Mặc kệ mọi người tấn công kiểu gì, những thực thi trùng này đều hung hãn không sợ chết mà lao lên liên hồi, hơn nữa số lượng căn bản không hề giảm bớt. Liên tục công kích khiến cho huyền lực bên trong cơ thể của rất nhiều cấm vệ quân đều tiêu hao nghiêm trọng, chỉ trong vòng một nén nhang, những cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ kia đều thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khặc khặc khặc, đám thực thi trùng bảo bối của ta vô cùng vô tận, căn bản không thể nào giết hết được, mặc kệ bọn họ phản kháng kiểu gì cũng đều là phí công vô ích mà thôi. Thực lực của đám người kia có vẻ không tệ, bất quá như vậy cũng tốt, thực lực càng mạnh thì chất dinh dưỡng càng cao, một khi trở thành thi thể bị thực thi trùng bảo bối của ta thôn phệ rồi, thì nói không chừng, trong số chúng sẽ xuất hiện vài con thực thi trùng có thực lực ngũ giai nữa, khặc khặc khặc. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, nam tử kia nhìn vào hình ảnh trong mặt gương kia thì cười lạnh, đám người Ngụy Hoành đứng kế bên thì cảm thấy ớn lạnh. Lữ Hạo đại sư này tới Thiên Húc hành tỉnh vào mấy tháng trước, nghe nói là tới từ khu vực ở bên ngoài Liên Minh Thập Tam Quốc. Thực lực vô cùng đáng sợ, trong lúc vô tình phát hiện ra đại trận viễn cổ lưu lại, trong phủ đệ Ngụy gia bọn họ, lúc này mới ở lại để nghiên cứu. Đối với Lữ Hạo này, trong lòng Ngụy Hoành vẫn là có chút kính nhi viễn chi, nếu như lần này không phải đám người Diệp Huyền đánh tới, gã căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể cuốn gói bỏ trốn.
truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong đại trận, đám người Âu Dương Tiêu Sơn dốc toàn lực ngăn cản, Diệp Huyền thì diện vô biểu tình, nhíu mày, cẩn thận xem xét thứ gì đó. Những thực thi trùng này tấn công rất có quy luật, cũng không phải tấn công loạn xạ, mỗi lần tấn công đều tìm được phương hướng rất chuẩn, khiến cho các cấm vệ quân luống cuống tay chân. Mở đại trận viễn cổ, thực thi trùng bị người ta khống chế, những thứ này đều chứng tỏ, ở bên trong phủ thành chủ này, hẳn là có một cao thủ trận pháp nào đó, hơn nữa, người này đồng thời còn là một luyện hồn sư. Hắn cũng không sợ thực thi trùng này, điều hắn kiêng kỵ duy nhất chính là luyện hồn sư thần bí này. Chỉ là Diệp Huyền vẫn không thể hiểu, ở Lưu Vân Quốc này rốt cuộc là ai có được thủ đoạn cỡ này chứ, nghĩ kỹ lại thì những người có thể làm được thế này, nhất định không phải luyện hồn sư bản thổ của Lưu Vân Quốc. Dù sao thì tới phó hội trưởng hiệp hội luyện hồn sư tứ phẩm như Khô Trần trưởng lão cũng hoàn toàn không thể làm được điều này. Trong lúc suy nghĩ, bên trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền đột nhiên có một cỗ khí tức hơi động. Khóe môi một mực mím chặt của Diệp Huyền đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Vẫn luôn là ngươi một mực tấn công, bây giờ rốt cuộc tới lượt ta rồi, ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, dám tới thiên húc hành tỉnh của ta dương oai. Diệp Huyền một mực không hề động đậy, nay đôi mắt chợt lóe sáng. Đột nhiên ném vài cây trận kỳ ra ngoài, cắm vào bên trong khoảng không phía trước. Chỗ sâu bên trong phủ đệ, hình ảnh trước mặt đám người đột nhiên liền biến mất. Lữ Hạo đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Hảo tiểu tử, cư nhiên phát hiện ra lão phu đang quản chế trận pháp, cắt đứt hình ảnh quản chế. Vẻ mặt Lữ Hạo trở nên dữ tợn, trong đôi mắt màu xanh âm u lóe lên lãnh quang. Bất quá nếu như tiểu tử này thật sự cho rằng làm như vậy, có thể giữ được mạng thì đúng là quá mức ngây thơ rồi, bảo bối của lão phu căn bản không cần khống chế. Cũng có thể giết chết được những võ giả lục giai đổ xuống, đám người kia bất quá chỉ có thể kéo dài thời gian giữ chút hơi tàn mà thôi. Lời của Lữ Hạo còn chưa nói xong thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, lời nói ra cũng nghẹn lại. Bởi vì lão khiếp sợ phát hiện, sau khi hình ảnh bị cắt đứt, thì đám bảo bối của lão cư nhiên trong nháy mắt liền mất đi liên hệ một mảng lớn. Loại tình huống thế này, trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Không tốt, rốt cuộc là bảo bối của ta đang bị gì thế này? Sắc mặt của Lữ Hạo vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng như có lửa đốt, chỉ là trên hình ảnh chỉ có một mảnh hư vô, lão cũng không biết rốt cuộc bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì nữa. Đám Ngụy Hoành nhìn thấy sắc mặt của Lữ Hạo đại biến thì trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, trong ấn tượng của bọn họ, Lữ Hạo đại sư chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là bên trong trận pháp đã xảy ra dị trạng gì rồi? Bọn họ không ngừng hỏi han, chỉ là không thể lấy được câu trả lời từ Lữ Hạo. Thực tế thì không phải là Lữ Hạo không muốn trả lời, mà là lão hoàn toàn không thể nào trả lời được, bởi vì bây giờ lão đang dốc hết toàn lực để điều động đám thực thi trùng bảo bối của mình lui về. Những thực thi trùng này là chân bảo lão lấy được từ trong sư môn, bởi vì chuyện này mà lão còn đắc tội với cao thủ trong sư môn, bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành một kẻ bị vứt bỏ, lão tuyệt đối không thể để cho bảo bối của mình bị hao tổn toàn bộ ở nơi này được. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là mặc kệ lão dùng hồn lực triệu hoán đám thực thi trùng của mình kiểu gì đi nữa, đều không được đáp lại nửa lời, chỉ là không ngừng cảm giác được từng mảng thực thi trùng biến mất từ trong cảm ứng của mình. Ngoài ra, lão còn từ trên đám thực thi trùng kia cảm giác được một loại tin tức, đó chính là sợ hãi, dường như có thứ gì đó khiến cho thực thi trùng vô cùng sợ hãi đã xuất hiện, chính loại sợ hãi này khiến cho thực thi trùng căn bản không nghe theo mệnh lệnh của lão. Không thể nào, phản ứng đầu tiên của lão là phủ quyết, tuy rằng đẳng giai của đám thực thi trùng này của lão khá thấp, nhưng lại là loài yêu thú cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần có được lượng lớn thi thể thì có thể thăng cấp vô hạn, nói thẳng ra, thì nếu có đại lượng thi thể yêu thú cửu giai đế cấp bị thực thi trùng của lão thôn phệ, thì thậm chí còn có khả năng sinh ra một đàn thực thi trùng có thực lực cửu giai nữa, bởi vậy cho nên ở trên đại lục này, căn bản có rất ít thứ có thể khiến cho thực thi trùng của lão cảm thấy sợ hãi được. Há miệng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt Lữ Hạo tái nhợt, vẻ mặt ngây ra, chỉ mới 10 giây thôi, những thực thi trùng bị lão khống chế kia cư nhiên đều đã biến mất toàn bộ. Trong lòng của lão hoàn toàn không dám tin, chỉ là tới lúc này rồi, lão có không tin cũng vô dụng mà thôi, bởi vì ở bên trong cảm giác của lão, thực thi trùng của lão quả thật là gần như đã biến mất toàn bộ. Hình ảnh trước mắt đột nhiên lóe lên, bóng dáng của Diệp Huyền lại xuất hiện lần nữa, chỉ thấy ở trong hình ảnh kia, ánh mắt Diệp Huyền xuyên thấu qua mặt gương nhìn tới, giống như mang theo chút trào phúng. Xung quanh hắn, chỉ còn lại lác đác hơn 100 con thực thi trùng là còn sống, bị nhốt bên trong một trận pháp loại nhỏ. Còn nhân thủ bên phe Diệp Huyền thì cư nhiên hoàn toàn không có bất kỳ thương vong nào. Xú tiểu tử, ngươi đã làm gì thực thi trùng bảo bối của lão phu rồi? Lữ Hạo rốt cuộc không giữ nổi chấn định nữa, tức giận thét ầm lên, âm thanh thông qua quản chế trận pháp truyền ra bên ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Bên trong trận pháp,
Diệp Huyền thản nhiên nói, mang theo vẻ trào phúng. Ở xung quanh hắn, đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Huyền. Lúc trước, sau khi Diệp Huyền đột nhiên ném ra vài cái trận kỳ, thì đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc từ trong chữ vật giới chỉ. Sau khi hắn mở hộp ngọc ra, thì lập tức liền có một con trùng nho nhỏ cỡ chừng hạt mè bay ra từ bên trong. Con trùng màu đen kia vừa mới bay ra, thì đám thực thi trùng lúc nãy hay còn điên cuồng vây công bọn họ giống như gặp phải thiên địch vậy, sợ tới mức căn bản không dám ngo ngoe. Mà con trùng nho nhỏ màu đen kia lại điên cuồng xuyên qua thân thể của đám thực thi trùng kia, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến cho người ta khó mà ngờ tới được. Tất cả những con thực thi trùng bị con trùng nhỏ màu đen kia xuyên qua, nháy mắt tất cả đều biến thành cho bụi bay đi mất, bao gồm cả thi khí bên trong cơ thể chúng nó cũng như vậy. Đám thực thi trùng kia căn bản không phải đối thủ của con trùng nhỏ màu đen kia, chỉ mới mười mấy giây thôi, một đàn thực thi trùng vốn vô cùng đông nghịt, vô cùng vô tận tất cả đều bị con trùng nhỏ màu đen kia nuốt vào trong bụng, kể cả những con thực thi trùng có thực lực đạt tới tứ giai cũng vậy. Cuối cùng giống như con trùng nhỏ màu đen kia ăn no rồi, lúc này mới biến thành một đạo hắc quang, quay về hộp ngọc trên tay Diệp Huyền. Đừng nói là Lữ Hạo không thể tận mắt nhìn thấy tình huống, ngay cả những người tận mắt nhìn thấy toàn bộ như Âu Dương Tiêu Sơn, cũng phải trợn mắt há hốc mồm, căn bản không rõ lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì hết. Không thể nào, trên đời này căn bản không ai có thể, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi giết chết toàn bộ thực thi trùng bảo bối của Lão Phu được, cho dù là võ tôn lục giai cũng không được. Nói thật cho Lão Phu biết, rốt cuộc bảo bối của Lão Phu đi đâu cả rồi. Trong hư không truyền tới thanh âm hổn hển của Lữ Hạo. Không có gì là không thể hết, chỉ là thực thi trùng mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, chúng nó là thôn thiên trùng đứng đầu bảng linh trùng kỳ dị hay sao? Diệp Huyền phì cười một tiếng, ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Lúc trước thứ Diệp Huyền dùng để giết thực thi trùng chính là, phệ tâm trùng lấy được từ trong cơ thể quốc quân Triệu Kính. Thứ hạng của phệ tâm trùng ở trên vạn yêu bảng cũng không tính là cao lắm. Chỉ có thể xếp hạng chừng 20, nhưng so với thực thi trùng thì mạnh hơn rất nhiều. Đều là yêu thú trùng, nhưng phệ tâm trùng lại là khắc tinh của thực thi trùng. Bởi vậy cho nên trong lúc mấy người Âu Dương Tiêu Sơn chiến đấu, thì hắn không ngừng ra sức luyện hóa phệ tâm trùng. Sau khi cảm nhận được khí tức của thực thi trùng, phệ tâm trùng, sau khi ăn lượng lớn âm quý mộc liền lâm vào ngủ say kia cũng dần tỉnh lại, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, liền đại sát tứ phương. Bất quá dù cho không có phệ tâm trùng đi nữa thì Diệp Huyền cũng vẫn có cách giết chết toàn bộ thực thi trùng này, chỉ có điều sẽ phiền toái hơn mà thôi. Diệp Huyền cũng lời phải nhiều lời với đám người Ngụy Hoành, hắn xách tên Ngụy Quang bị bắt làm tù binh ở một bên lên, sau khi đập gã tỉnh lại, thì nhìn về phía hơn trăm con thực thi trùng may mắn còn sống sót, và đang bị nhốt lại kia, lạnh lùng nói. Ngụy Hoành tỉnh đốc, ta biết rõ ngươi đang ở gần đây, xét thấy những gì ngươi đã làm ở thiên húc hành tỉnh này, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn ra đây đầu hàng thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội được chết toàn thây. Bằng không, ta sẽ ném đứa con trai cưng này của ngươi vào trong trận pháp kia, ta nghĩ, ngươi đã được chứng kiến uy lực của đám thực thi trùng này như ngươi chắc hẳn, cũng biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đúng không? Ngươi dám? Không đợi Diệp Huyền nói xong, thì liền vang lên thanh âm tức giận gầm lớn của Ngụy Hoành tỉnh đốc. Ngươi nhìn xem ta có dám hay không? Diệp Huyền cười lạnh, đẩy Ngụy Quang tới gần chỗ của đám thực thi trùng kia. Đối với Ngụy Quang và Ngụy Hoành, trong lòng Diệp Huyền không có nửa điểm nhân từ. Những kẻ này, vì lợi ích của bản thân mình, chẳng những xem tính mạng con dân trong hành tỉnh như rơm rạ, hoành hành ngang ngược, lại còn trắng trợn tàn sát người hầu trong phủ đệ của mình chỉ để đạt được mục đích, dùng bọn họ làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đám thực thi trùng kia, để thăng thực lực của bản thân để giết chết người bên phe Diệp Huyền. Hành vi cỡ này đã hoàn toàn vượt khỏi cực hạn chấp nhận được của Diệp Huyền. Phụ thân, Lữ Hạo đại sư, cứu ta! Ngụy Quang hoảng sợ kêu to, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi không thể giết ta được. Nếu ngươi giết ta thì Lữ Hạo đại sư sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lữ Hạo đại sư tới từ tông môn cường đại bên ngoài liên minh thập tam quốc, đắc tội với ngài ấy thì các ngươi chắc chắn phải chết. Đừng nói là các ngươi, Lưu Vân quốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Mau thả ta ra, mau thả Quang Nhi ra. Thanh âm tức giận của Ngụy Hoành lại truyền tới, âm thanh xen lẫn vẻ lo lắng, lại không hề có bất kỳ ý tứ thỏa hiệp nào. Ta mặc kệ ngươi là Lữ Hạo đại sư hay là đại sư gì, nếu như muốn hắn không chết thảm thì ngoan ngoãn đi ra đầu hàng cho ta. Ta đếm tới ba, nếu như không đi ra thì ta sẽ không khách khí đâu. Diệp Huyền chậm rãi đếm. Dừng tay. Ngụy Hoành gầm lên. Xem ra ngươi không muốn để hắn được sống rồi. Diệp Huyền lắc đầu, lạnh lùng ném Ngụy Quang vào trong trận pháp dùng để nhốt lũ thực thi trùng còn lại. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm con thực thi trùng liền bao vây kín Ngụy Quang kín kẽ, bò vào trong cơ thể gã từ thất khiếu. Ngụy Quang kêu la thảm thiết, sau đó nhanh chóng biến thành một cái xác khô, trước khi chết. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ và oán độc, giống như lệ quỷ chết không thể nhắm mắt. Ngụy Hoành kêu lớn đầy thê lương, oán độc gầm lên.
tiểu tử, ngươi dám giết chết Quang Nhi. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, toàn bộ trên dưới của Diệp gia các ngươi, không sót một kẻ nào, tất cả đều phải chết đi cho ta. Yên tâm đi, ngươi sẽ chết sớm hơn chúng ta thôi, những thực thi trùng này, ta sẽ không phá hủy chúng, chờ giữ lại cho ngươi dùng. Diệp Huyền hừ lạnh lên tiếng, trên mặt hoàn toàn không có chút thương hại nào, đối với loại người như Ngụy gia, phải làm như vậy thì mới được, nếu giết chúng nhẹ nhàng quá thì căn bản chính là tiện nghi cho bọn chúng. Nếu các ngươi đã không chịu vào thì ta sẽ qua đó tìm các ngươi vậy, tới lúc đó lại giết hết lũ bại hoại các ngươi một lần luôn. Diệp Huyền cười lạnh, cất bước đi tới, đồng thời trong tay lại xuất hiện từng cây trận kỳ. Những trận kỳ này bị hắn nhanh chóng ném vào trong màn sương trước mắt. Muốn giết bọn ta à? Ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ mê không trận này được sao? Thanh âm dữ tợn của Lữ Hạo lại vang lên, nhưng lão còn chưa nói xong thì liền nín bặt, đôi mắt kinh hãi, toát ra vẻ khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy sau khi Diệp Huyền ném ra lượng lớn trận kỳ thì trong mặt gương, màn sương mù vốn đang bao phủ bốn phương dần dần phiêu tán, bốn phía lại khôi phục rõ ràng, đồng thời, mê không trận trong cảm giác của lão, phần lớn trận điểm vốn đã bị lão khống chế dần dần biến mất, giống như thoát khỏi sự khống chế của lão, nhất thời khiến cho trong lòng lão cảm thấy quá đỗi sợ hãi, lập tức nòi thầm không tốt, tạo nghệ của đối phương ở trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này, ngay cả trận pháp lục cấp mà cũng có thể phá giải được. Lão thật không thể nào ngờ tới, đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tạo nghệ trận pháp cư nhiên lại cường đại tới mức này. Chỉ nháy mắt, tất cả mê không trận vốn đang bao trùm phủ thành chủ đều đã ngừng vận chuyển, cảnh vật xung quanh cư nhiên lại hiện ra trước mặt mấy người Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, dẫn theo mọi người xông vào một tòa đình viện ở phía trước, cách đó không xa, hắn có thể cảm nhận được, ba động của đám Ngụy Hoành khi nãy chính là truyền tới từ chỗ đó. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Diệp Huyền cũng không hề lãng phí thời gian, mà là đang nghĩ cách tìm hiểu thiết trí của toàn mê không trận này. Tuy rằng trình độ của mê không trận này cao tới lục cấp, thuộc về trận pháp tôn cấp, nhưng đối với bản thân mình mà nói, thì không phải loại trận pháp gì khó có thể phá giải được. Vừa rồi kéo dài thời gian như vậy, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng cách bố trí và trận điểm của mê không trận này, huy động trận kỳ một cái liền phá giải toàn bộ đại trận này ngay lập tức. Nhìn thấy Diệp Huyền không chút do dự xông thẳng về phía mình, tên Ngụy Hoành lúc nãy hãy còn nổi điên la hét, với Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên kinh hoàng. Lữ Hạo đại sư, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là xông ra ngoài rồi, tuy rằng đối phương có nhiều cao thủ, nhưng người của chúng ta ở đây cũng không ít, lại có thêm lão phu, cho dù không có trận pháp đi nữa, chẳng lẽ còn sợ chúng hay sao? Không phải ngươi muốn báo thù cho con trai của ngươi hay sao? Bây giờ không phải cơ hội tốt à? Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, lời của lão làm cho tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia thoáng cái liền bình tĩnh lại, trong mắt bừng lên một ngọn lửa. Gã quay sang những võ giả tinh anh của Ngụy gia nói gì đó, cổ động tinh thần của bọn họ. Cùng lúc đó, đội ngũ của mấy người Diệp Huyền cũng đã xông tới, trong lòng biết rõ ý của Diệp Huyền cho nên Âu Dương Tiêu Sơn không nói hai lời, giơ tay chém một đao xuống, ánh đao sáng chói trực tiếp chém đình viện xuất hiện một khe rãnh thật dài. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từ bên trong đình viện, nháy mắt liền có mười mấy tên võ giả mặc khôi giáp lao ra, những võ giả này, khí thế trên người của mỗi tên đều vô cùng đáng sợ. Cư nhiên đều là cường giả địa võ sư trở lên, trong đó có gần 10 người đã đạt tới tứ giai, người mạnh nhất trong số đó chính là tên Phương Thiên Hồng lúc trước trọng thương bỏ chạy, bất quá bây giờ gã nhìn qua đã không còn giống như bị thương nữa, rõ ràng thương thế trên người cũng đã được trị khỏi rồi. Nhóm cao thủ này tất cả đều là cường giả do Ngụy Hoành đào tạo ra trong bao nhiêu năm nay, cũng một mực trung thành đối với gã, tại thời khắc mấu chốt này, tất cả đều bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Bày trận, chợt nghe một giọng nói âm lãnh vang lên. Mấy chục người nhanh chóng hợp thành một chiến trận, một cỗ hồn lực vô hình lan ra trên chiến trường, bao phủ trên người của những người này, khiến cho khí thế của bọn họ trong nháy mắt liền tăng lên gần gấp đôi. Một nam tử mặc áo đủ màu đi tới từ phía sau đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, mọi người liền có cảm giác giống như bị một con độc xà âm lãnh nhìn chằm chằm. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, hồn lực trên người đối phương vô cùng hùng hậu và ngưng tụ, giống như thực chất vậy, cư nhiên lại đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. So với Khô Trần trưởng lão phó hội trưởng hồn sư tháp còn mạnh hơn một bậc. Đối phương rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại không chút ba động. Dù sao thì kiếp trước hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cường nhân. Chỉ là một luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong, hắn còn không thèm đặt vào mắt. Sở dĩ hắn giật mình chính là vì ở Lưu Vân Quốc căn bản không có cao thủ cỡ này, mà thôi. Xem ra lời Ngụy Quang nói lúc nãy là thật, tên kỳ quái kia rất có thể tới từ một đại thế lực nào đó, bên ngoài Liên minh Thập Tam Quốc. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi biết được chút ít về trận pháp, thì có thể đối nghịch với lão phu được sao? Hôm nay lão phu muốn cho ngươi biết rõ,
Kết cục khi đắc tội với lão phu, làm người đừng nên quá mức cuồng vọng thì hơn. Lữ Hạo âm lãnh lên tiếng, trong lòng bốc lên sát khí nồng đậm đối với Diệp Huyền. Những lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, ngươi cho rằng dùng hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đó của ngươi, tạo thành võ hồn vô hình, liên hợp một phần nhỏ khí tức võ hồn của những người này lại với nhau, thì có thể bắt được mấy người bọn ta hay sao? Nực cười. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho sắc mặt của Lữ Hạo đại biến, lão hoàn toàn không biết vì sao Diệp Huyền lại biết được trình độ hồn lực của mình. Chẳng lẽ đối phương cư nhiên là một luyện hồn sư còn cường đại hơn cả bản thân mình, hay sao? Lữ Hạo liên tục lắc đầu, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được, chưa nói tới nơi nhỏ nhoi, như Lưu Vân Quốc căn bản không thể nào xuất hiện luyện hồn sư cường đại, cho dù có xuất hiện được thì lấy tuổi của đối phương thì sợ là, cũng chỉ mới là một luyện hồn sư nho nhỏ vừa mới bước lên con đường luyện hồn sư, mà thôi. Đang lúc nghĩ như vậy, Lữ Hạo liền nhìn thấy Diệp Huyền dẫn theo mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, nhanh chóng vọt lên như mãnh hổ, lão không chút nghĩ ngợi. Lập tức thôi động hồn lực để cho mấy người Phương Thiên Hồng xông lên nghênh chiến. Đội ngũ cường đại do hai phe tạo thành nhoáng cái liền giống như hai ngọn núi lớn, đụng mạnh vào nhau, các loại huyền lực đủ màu cùng võ hồn chi lực kích phát bốn phía, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai bên chỉ vừa mới tiếp xúc một cái, sắc mặt của Lữ Hạo đã đột nhiên biến sắc, bởi vì lão hoảng sợ phát hiện ra, tại hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của mình gia trì, lúc đám người bên phía Ngụy Hoành va chạm cùng với đội ngũ do Diệp Huyền khống chế, thì lập tức tan rã cực nhanh, giống như trứng gà đập lên tảng đá vậy. Chuyện này không thể nào, trong lòng Lữ Hạo dâng lên nỗi kinh sợ, tuy rằng nhân số của đối phương đông gấp đôi so với bên này, hơn nữa tổng thể thực lực cũng mạnh hơn không ít, nhưng có hồn lực tứ phẩm đỉnh phong của lão gia trì, dựa theo suy nghĩ vốn có của lão, thì thực lực của đội ngũ bên phía lão đã hoàn toàn vượt qua đối phương mới đúng, nhưng thật sự không thể ngờ tới cư nhiên lại bị đối phương chèn ép ngược lại. Đối phương rốt cuộc là thi triển trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể khiến cho nhiều người bộc phát ra được thực lực như vậy, hơn gấp đôi so với thực lực vốn có. Loại đại trận này cho dù là lúc ở trong tông môn của lão, cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lòng Lữ Hạo vô cùng chấn động, chỉ là lúc này không có nhiều thời gian để cho lão chấn kinh nữa, bởi vì đội ngũ của Diệp Huyền đã dùng khí thế Thái Sơn đè áp xuống, còn bên phía phủ thành chủ thì cũng liên tục lùi lại. Nếu như lão còn không mau nghĩ cách thì chỉ sợ chốc lát nữa thôi, đội ngũ bên lão sẽ triệt để bị tiêu diệt. Thấy tình cảnh thế này, Lữ Hạo không chút nghĩ ngợi, đột nhiên giơ tay ném một cái trận bàn ra, trận bàn nhanh chóng bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ toàn bộ nhóm người Diệp Huyền vào bên trong, một cỗ khí tức huyền lực khủng bố tỏa ra từ bên trong bạch quang, trận bàn này là một sát trận ngũ cấp mà Lữ Hạo mang ra từ tông môn, uy lực vô cùng cường đại, đủ để dễ dàng giết chết cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai, là một trong những đòn sát thủ của lão. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là, trong nháy mắt khi lão vừa mới phóng xuất sát trận này, ra thì trong tay Diệp Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện vài cây trận kỳ, trong nháy mắt ném ra ở bên trong sát trận của Lữ Hạo, đúng lúc cắm lên trận nhãn trong sát trận mà Lữ Hạo bố trí, nhoáng cái liền phá giải sát trận của lão. Trong lòng Lữ Hạo lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, nhìn Diệp Huyền như gặp phải quỷ vậy, sát trận này của lão chính là sát trận ngũ cấp, ở nơi nhỏ như Lưu Vân Quốc tuyệt đối là trận bàn vào hàng nghịch thiên, không ngờ đối phương vừa mới ra tay một cái thì không kiên trì nổi mấy giây, nháy mắt liền bị thiếu niên này phá vỡ. Trong lòng Lữ Hạo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là, đối phương còn là người hay không? Trong lúc lão khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong nhanh chóng bao trùm lên ngụm tinh huyết kia, nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn kỳ dị bay ra khắp đất trời, chỉ một nhoáng liền tràn đầy hồn lực ba động nồng đậm. Thời khắc mấu chốt thế này, Lữ Hạo cũng không dám che giấu thực lực của mình chút nào nữa. Hồn lực ba động vừa xuất hiện, thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn bên cạnh Diệp Huyền lập tức cảm giác trong lòng trầm xuống. Giống như có một cỗ lực lượng khủng bố đang chế trụ võ hồn của bọn họ, khiến thực lực của bọn họ trong nháy mắt liền giảm mạnh. Hồn phù áp chế. Diệp Huyền nhướng mày, chợt cười lạnh, một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh, đồng thời hồn lực đạt tới tam phẩm đỉnh phong biến ảo thành một thanh lợi kiếm vô hình, đột nhiên bắn vào bên trong hồn phù áp chế kia, dùng một loại góc độ vô cùng quỷ dị, nháy mắt liền xé rách tan tành hồn phù mà Lữ Hạo thi triển ra, mất đi khả năng áp chế. Giao phong cùng nhau nói ra thì dài, nhưng thật ra chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi hồn phù bị phá, khuôn mặt của Lữ Hạo đã hoàn toàn biến thành tái nhợt, không kịp thi triển thủ đoạn gì nữa, trơ mắt nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn ầm ầm chém thẳng vào trong đội ngũ bên phía Ngụy Hoành tỉnh đốc. Chỉ mới giao phong có một đợt, bên phía Lữ Hạo liền có gần 10 võ giả bị giết chết, trong đó có 7 địa võ sư, 2 thiên võ sư. Thực lực của phía Lữ Hạo vốn đã yếu hơn so với bên phía Diệp Huyền, sau khi chết đi nhiều người như vậy thì trong nháy mắt liền sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, liên tục có người bị chém chết. Lữ Hạo đại sư. Đám người Ngụy Hoành liên tục lùi lại phía sau,
trong nháy mắt liền nhìn về phía Lữ Hạo cầu xin giúp đỡ. Khốn kiếp! Trong lòng Lữ Hạo thầm mắng không thôi, liên tục bị Diệp Huyền áp chế khiến lão triệt để mất đi bình tĩnh. Trong mi tâm, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đột nhiên hóa thành một đạo sóng xung kích vô hình đánh về phía Diệp Huyền, muốn dựa vào tu vi hồn lực cường đại đánh vào trong não hải của Diệp Huyền, nháy mắt đánh nát hồn hải của hắn. Diệp Huyền cười lạnh, sao có thể không biết được Lữ Hạo đang nghĩ gì, hắn cũng không ngăn cản, mặc cho hồn lực của đối phương tiến vào trong cơ thể của mình, đồng thời điều khiển hồn lực trong não hải của mình, nhanh chóng tạo thành hồn thức hình đao bổ lên hồn lực vừa xông vào của đối phương. Diệp Huyền biết rõ tu vi hồn lực của hắn so với Lữ Hạo thì còn kém một chút, nhưng đối với vận dụng hồn lực thì hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy cho nên sau khi biết rõ Lữ Hạo muốn dùng hồn lực tập kích hắn, thì hắn lập tức tương kế tựu kế, dẫn dụ hồn lực của đối phương vào trong cơ thể mình, để đả thương đối phương. Diệp Huyền có thể thấy được, tu vi của Lữ Hạo này ước chừng ở Thiên Võ Sư tam trọng đỉnh phong, mà tu vi hồn lực thì là tứ phẩm đỉnh phong, một luyện hồn sư tứ phẩm, cho dù chỉ là Thiên Võ Sư tam trọng, chính thức đánh nhau thì tuyệt đối không hề thua kém gì so với tên võ tông Trương Khuê của Ảnh Sát môn trước đó không lâu tới ám sát mình. Chỉ cần có thể khiến hồn lực của đối phương bị trọng thương, khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi thủ đoạn của luyện hồn sư, thì cho dù là Thiên Võ Sư tứ giai cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lữ Hạo thôi động hồn lực của mình tới mức tận cùng, lão và Diệp Huyền đều như nhau, muốn lợi dụng hồn lực công kích để nháy mắt khiến đối phương bị trọng thương. Lão cũng đã nhìn ra, đám người Âu Dương Tiêu Sơn sở dĩ có thể có chiến lực cường đại như vậy hoàn toàn là bởi vì có Diệp Huyền trợ giúp, chỉ cần Diệp Huyền trọng thương thì thực lực của những người khác cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chính là Lữ Hạo thật sự không ngờ, sau khi hồn thức của lão tiến vào trong thân thể của Diệp Huyền, thì đột nhiên lại truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, giống như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén điên cuồng cắt hồn thức của lão, nháy mắt liền cắt hồn lực của lão chia năm xẻ bảy. Hồn thức đau đớn, Lữ Hạo lập tức biết rõ không ổn, đối phương thậm chí còn có công pháp hồn thức, hơn nữa còn là công pháp hồn thức công kích tương đối lợi hại. Nếu như là luyện hồn sư bình thường, bị Diệp Huyền tấn công như vậy thì sẽ lập tức luống cuống thất thần, mất đi khả năng chống cự, nhưng Lữ Hạo tới từ đại tông môn lại không phải người mà luyện hồn sư bình thường có thể so sánh được. Lão không chút nghĩ ngợi lại cắn răng phun ra thêm một búng máu, cưỡng chế chặt đứt hồn thức mà lão đưa vào trong cơ thể Diệp Huyền, để hồn thức còn lại lui ra. Trải qua một loạt giao phong như vậy, sự kinh hãi trong lòng Lữ Hạo đã nhiều hơn tổng số mấy chục năm qua cộng lại. Hồn thức của lão bị thương, cũng không cố giúp đám Ngụy Hoành chống cự công kích nữa, đưa tay ném ra một viên cầu màu đen, đồng thời bản thân lão thì nhanh chóng rút lui. Viên cầu màu đen đột nhiên nổ mạnh ở giữa không trung, khói mù màu đen kết hợp cùng một cỗ võ hồn chi lực cường hoành nháy mắt liền lan ra, đâm vào võ hồn của những người ở đây, khiến cho nó tê dần giống như bị kim châm vào. Nhờ đợt hỗn loạn này, Lữ Hạo nhanh chóng lui về chỗ đình viện trước kia. Diệp Huyền lập tức liền phát hiện, tên Lữ Hạo này nhất định là đánh không lại cho nên muốn chạy trốn, nhưng hắn sao có thể để cho đối phương chạy trốn được chứ? Sau khi dặn dò mấy người Âu Dương Tiêu Sơn một cái, thì toàn thân Diệp Huyền liền hóa thành một đạo lưu quang, không quan tâm tới màn khói trước mắt, đuổi theo Lữ Hạo chạy vào trong đình viện. Lữ Hạo và Diệp Huyền vừa mới rời đi, đám Ngụy Hoành lập tức trợn tròn mắt, sở dĩ bọn họ kiên trì tới lúc này cũng là vì tin tưởng thực lực của Lữ Hạo, nhưng thật không ngờ, Lữ Hạo như chúa cứu thế trong lòng bọn họ cư nhiên lại bỏ chạy đầu tiên, trong lúc luống cuống thất thần lại bị cấm vệ quân do Âu Dương Tiêu Sơn xuất lĩnh không ngừng giết chết, máu tươi văng ra khắp bốn phía. Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền tiến vào trong đình viện phía trước. Bên trong đình viện này không có gì hết, chỉ có một địa đạo đen thui xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống địa đạo kia. Bên dưới địa động là một thạch động tối đen. Diệp Huyền đi tới, liền cảm thấy không ổn. Một cỗ võ hồn chi lực âm lãnh nhanh chóng bao vây lấy hắn. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới có một con rắn lớn toàn thân bao phủ, bởi khí tức âm lãnh, tản ra võ hồn chi lực nồng đậm, há miệng cắn về phía hắn. Con hắc ám cự xà này chính là ám xà võ hồn của bản thân Lữ Hạo, đã sớm chờ đợi ở nơi này, đợi một kích giết chết Diệp Huyền. Chỉ là khiến cho Lữ Hạo không ngờ chính là, võ hồn của lão vừa mới nuốt Diệp Huyền vào trong bụng, còn chưa kịp hoàn toàn giết chết đối phương, thì có một cỗ đau đớn kịch liệt truyền tới từ trong cơ thể cự xà võ hồn. Ở bên trong cảm giác của lão, võ hồn của mình đang nhanh chóng giảm bớt, không đợi lão kịp phản ứng lại, thì cự xà võ hồn đang bao trùm lấy Diệp Huyền liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ vậy, triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Lữ Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hồn lực và võ hồn đều bị hao tổn khiến đôi mắt của lão nháy mắt liền biến thành màu đỏ bừng, giống như phát điên, liên tục phóng ra hơn 10 cây trận kỳ. Lúc này Diệp Huyền cũng không tiến lên, sau khi thôn phệ võ hồn cắn nuốt cự xà võ hồn của Lữ Hạo xong, thì lập tức lâm vào say ngủ, hiển nhiên là đang tiến hành lột xác. Hồn thức của Lữ Hạo đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, võ hồn cũng cao tới tứ tinh,
đối với võ hồn chỉ mới nhị tinh mà nói thì quả thật là thứ đại bổ. Trận kỳ rơi xuống đất, thì một cái trận pháp phức tạp liền nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyền, đồng thời thanh âm của Lữ Hạo cũng truyền tới từ bên ngoài trận pháp. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật đúng là khiến cho lão phu không thể ngờ, đã bao nhiêu năm nay, không thể không nói, ngươi chính là người có thiên phú mạnh nhất mà lão phu từng gặp qua, giữa ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thù oán, cứ giết tới giết lui như vậy thật không đáng chút nào, không bằng dừng tay nghe lão phu nói một lời có được không? Thanh âm của Lữ Hạo khàn khàn, sau khi lợi dụng trận pháp nhốt Diệp Huyền lại thì trên tay giống như ngừng tấn công, trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, tên Lữ Hạo này thoạt nhìn thì có vẻ như dừng tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm khống chế trận pháp. Đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Huyền sao có thể không biết Lữ Hạo đang nghĩ gì, khốn trận mà đối phương bố trí chỉ là một thủ thuật che mắt, thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong, trước mắt đang ở trong quá trình tích xúc năng lượng, một khi tích xúc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo, cho dù là võ tông ngũ giai như Âu Dương Tiêu Sơn cũng sẽ bị nổ tan tành. Nhìn thấy Diệp Huyền thật sự ngừng động, Lữ Hạo nói với vẻ thành khẩn. Ngươi cũng biết rồi đó, lão phu tới từ bên ngoài, nói thật cho ngươi biết, lời Ngụy Quang nói thật sự không sai, lão phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại, tên là Huyền Cơ Tông. Sự cường đại của tông môn của lão phu không phải liên minh thập tam quốc các ngươi có thể hiểu được, lão phu thấy ngươi có thực lực siêu quần, thiên phú kinh người, cho dù là ở Huyền Cơ Tông cũng là người đứng đầu, ta có một đề nghị, không bằng để lão phu mang ngươi về gia nhập Huyền Cơ Tông đi, tới lúc đó với thiên phú của ngươi nhất định sẽ khiến mọi người chú ý. Cần gì phải ở lại Lưu Vân Quốc nho nhỏ này, ngươi cảm thấy thế nào hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Tại sao lại không tin chứ? Giữa ta và ngươi cũng không có thù oán gì to lớn không thể hóa giải được. Giết lão phu rồi ngươi cũng có được gì đâu. Huống hồ gì, ngươi căn bản cũng không giết được lão phu. Nếu để lão phu dẫn ngươi gia nhập Huyền Cơ Tông, thì mới thật sự là có lợi cho ngươi. Vậy thì được, ngươi triệt hồi trận pháp này trước đi. Không được. Lữ Hạo lắc đầu. Tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi, nhưng trước mắt ta vẫn chưa tin ngươi được, chỉ cần ngươi đáp ứng. Lữ Hạo còn chưa nói xong hết thì Diệp Huyền lại trực tiếp cười lạnh. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng gì với ngươi hết. Vừa nói xong thì trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện hai cây trận kỳ, phóng vào hư không phía trước. Trận pháp vốn đang bao vây hắn nháy mắt liền bị phá giải. Sắc mặt Lữ Hạo trực tiếp thay đổi, chỉ vào Diệp Huyền nói với vẻ không dám tin. Sao ngươi lại biết? Chỉ là trận pháp mà cũng muốn giấu được ta. Diệp Huyền cười lạnh, không đợi Lữ Hạo nói thêm cái gì. Đưa tay bắn ra một thứ gì đó màu đen. Một cỗ lực lượng khủng bố ép xuống. Khi Lữ Hạo phát hiện ra Diệp Huyền động thủ thì lập tức liền phản ứng tới. Lão thấy Diệp Huyền ném ra một quả cân đen thui, vốn còn định cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được nữa. Có một loại áp chế hư không khiến lão khó nén nổi sự chấn kinh trong lòng. Thứ mà đối phương ném ra tuy rằng khó coi, nhưng cơ nhiên lại là một món huyền bảo. Lữ Hạo tới từ Huyền Cơ Tông đương nhiên biết rõ huyền bảo là loại bảo vật thế nào, trên người của lão cũng có. Nhưng cho dù là ở trong Huyền Cơ Tông cũng không phải ai cũng có được, đối phương chỉ là một thiếu niên ở Lưu Vân Quốc cư nhiên lại có huyền bảo. Lữ Hạo cũng không còn công phu nghĩ nhiều nữa, bắn ra một đạo hắc ảnh, muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất thủ trước, chấn nguyên thạch đã kích phát, còn hắc cổ do Lữ Hạo vội vàng ném ra kia, tuy rằng cũng là một loại huyền bảo, nhưng chỉ là một huyền bảo bình thường. Hơn nữa còn là huyền bảo chưa phát huy uy lực hoàn toàn, muốn ngăn cản chấn nguyên thạch của Diệp Huyền thì căn bản không thể nào. Hắc cổ phát ra tiếng nổ vang, sau đó là tiếng răng rắc vỡ nát. Chỉ mới đụng nhẹ một cái, hắc cổ của Lữ Hạo liền hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Lữ Hạo lập tức kinh hãi, không đợi lão hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chấn nguyên thạch của Diệp Huyền lại đập tới lần nữa. Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Lữ Hạo đã kinh hồn táng đảm với chấn nguyên thạch của Diệp Huyền, đâu còn dám tiếp tục liều mạng. Lão thật không thể nào ngờ, một thiếu niên của Lưu Vân Quốc như Diệp Huyền, cư nhiên còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới. Từ Huyền Cơ Tông như lão, qua đợt giao phong này, khiến cho trong lòng lão triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu. Nếu như có thể, lão thà rằng không giao thủ với Diệp Huyền, thậm chí vứt bỏ mê không trận, rời xa nơi thị phi này. Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, lúc này rồi mới xin tha thứ, đúng là muộn rồi. Chấn nguyên thạch trong tay Diệp Huyền không chút chần chờ, trực tiếp đập lên người Lữ Hạo, cho dù Lữ Hạo là thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của Diệp Huyền, lập tức bị đánh thành thịt vụn. Sau khi thu hồi chấn nguyên thạch, Diệp Huyền đưa tay nhặt chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo lên, lúc này mới xoay người đi ra khỏi địa động. Huyền thiếu, tên kia đâu rồi, có phải là chạy thoát rồi không? Ta đuổi theo. Diệp Huyền vừa mới đi về trong đình viện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn liền vọt tới, sau đó muốn nhảy vào bên trong địa đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần đuổi theo đâu, tên kia đã bị ta giết rồi.
Cái gì? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đều ngây ra, sau đó đều nhìn thấy thi thể của Lữ Hạo nằm bên dưới địa động, cả đám nháy mắt liền trừng to hai mắt, miệng há ra lớn tới mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Trải qua đợt giao phong khi nãy, bọn họ đều biết tuy rằng Lữ Hạo chỉ là thiên võ sư tứ giai, nhưng cũng là một luyện hồn sư cường đại, luận tổng thực lực thật sự thì cho dù là bản thân Âu Dương Tiêu Sơn, cũng chưa dám nói có thể thắng được lão, nhưng trong thời gian ngắn ngủn thế này, Huyền Thiếu chẳng những đuổi theo lão, lại còn giết chết lão. Thực lực cỡ này, cho dù là Âu Dương Tiêu Sơn cũng không thể nào bằng. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lại càng thêm kính sợ Diệp Huyền. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Mấy người Diệp Phách Thiên lão gia tử đều đi tới, lo lắng nhìn Diệp Huyền, sau khi phát hiện Diệp Huyền không có chuyện gì, tảng đá lớn trong lòng mọi người mới rơi xuống. Huyền Thiếu, đám người kia nên xử trí thế nào đây? Bên ngoài đình viện, đám người Ngụy Hoành bị trói vào cột, cả đám mặt mày hung dữ, cực lực dãy giụa. Xú tiểu tử, ngươi mau thả ta ra, ta chính là bá tước của vương quốc, là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh. Nếu như ngươi giết ta thì bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Ngụy Hoành lạnh giọng kêu lớn, trong lòng gã vẫn còn ôm chút hy vọng sống còn, ánh mắt sắc bén. Vậy sao? Diệp Huyền nghe xong thì cười lạnh, tới lúc này rồi mà Ngụy Hoành còn dám uy hiếp hắn, vung tay lên không chút do dự. Giết hết toàn bộ cho ta. Không, ngươi không thể giết ta được. Diệp Huyền, không, Huyền Thiếu, Phương Thiên Hồng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, xin ngươi tha cho tại hạ một mạng đi. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Huyền Thiếu, kính xin Huyền Thiếu tha mạng. Một đám thủ hạ của Ngụy Hoành đều hoảng sợ kêu lớn, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, mắng to. Lũ phản đồ các ngươi, nếu như lão phu có cơ hội thì nhất định sẽ giết hết các ngươi. Ngụy Hoành, ngươi gây nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Huyền Thiếu, tại hạ biết hết những gì Ngụy Hoành tỉnh đốc làm ở Thiên Húc hành tỉnh những năm nay, bây giờ tại hạ nguyện ý làm nhân chứng xin khai ra, ở trước mặt bệ hạ chỉ chứng tên nghịch tặc này. Vì mạng sống, đám thủ hạ kia của Ngụy Hoành đều liên tục xin khai, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn. Ngay tại lúc này, bên ngoài phủ thành chủ đột nhiên truyền tới một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn tướng sĩ võ trang đầy đủ bao vây toàn bộ phủ thành chủ, xông thẳng vào bên trong phủ đệ. Đầu lĩnh là một cường giả mặc khôi giáp, cầm một thanh trảm mã đao trong tay, thân mặc vương khải, đôi mắt lạnh lẽo như điện, chiến đao trong tay chỉ về phía mấy người Diệp Huyền, tức giận nói: "Lũ nghịch tặc các ngươi dám dương oai ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, còn không mau thả Ngụy Hoành tỉnh đốc ra cho ta, mau mau khoanh tay chịu trói, nếu không đại quân của ta nhất định sẽ chém bay đầu các ngươi. Mau thả Ngụy Hoành tỉnh đốc ra, giơ tay chịu trói." Hơn ngàn vạn binh sĩ cùng nhau kêu lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như muốn thổi bay phủ thành chủ. Âu Dương Tiêu Sơn biến sắc, bước lên vài bước, lấy ra một khối lệnh bài, lạnh giọng nói: "Các hạ là ai?" "Chúng ta chính là cấm vệ quân Vương Thành, phụng lệnh của bệ hạ, đặc biệt tới Thiên Húc hành tỉnh sắc phong Diệp Phách Thiên của Diệp gia làm Diệp Vương, phong Vương quốc nhất đẳng công, thống lãnh Thiên Húc hành tỉnh, Ngụy Hoành tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh làm nhiều điều sằng bậy, đã bị chúng ta bắt giữ, giao cho Diệp Vương xử trí, các ngươi còn không tới yết kiến Diệp Vương đại nhân." Ánh mắt của Âu Dương Tiêu Sơn sắc bén như dao, từ trên khôi giáp của đối phương liền nhìn ra những người này, hẳn đều là tướng sĩ vương quốc trú đóng ở bên ngoài Thiên Húc hành tỉnh. Cái gì mà Diệp Vương với không Diệp Vương? Bản tướng quân không nhận được thánh chỉ, cho nên không biết, bản tướng quân chính là thống lĩnh Chu Tuấn trú đóng bên ngoài Thiên Húc hành tỉnh. Mặc kệ các ngươi có địa vị gì, bây giờ tất cả đều buông vũ khí xuống, giơ tay chịu trói, các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần bản tướng quân xác minh rõ ràng thân phận của các ngươi, thì nhất định sẽ thả hết toàn bộ các ngươi ra. Còn bằng không thì đừng trách bản tướng quân ra tay độc ác vô tình, ta cho các ngươi 10 giây suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ. Chu Tuấn cười lạnh, sắc mặt lạnh như tiền, ngàn vạn tướng sĩ bên cạnh không ngừng tới gần, khí thế hung hăng. Các ngươi có nghe rõ hay chưa? Còn không mau thả ta ra. Vẻ chán trường trên mặt Ngụy Hoành nháy mắt liền biến mất, lên giọng cười ha hả. Chu thống lĩnh, những kẻ này dám giả mạo cấm vệ quân của vương quốc, mau bắt tất cả bọn chúng lại chém đầu đi. Tên Chu Tuấn chính là cứu viện do gã mời tới. Không ngờ ngay tại lúc mấu chốt như thế này lại kịp thời chạy tới, khiến cho trong lòng của gã thở phào một cái nhẹ nhõm. Thấy cục diện lại có tiến triển mới, những cường giả phủ thành chủ lúc nãy hay còn vội vàng van xin đầu nhập vào Diệp Huyền đều trợn mắt kinh ngạc, sau đó lập tức rối rít đổi trận doanh, kêu gào bảo Chu Tuấn mau bắt hết đám Diệp Huyền về quy án, nghiêm hình khảo tra. Bọn họ đều biết, Chu Tuấn này đóng quân ở Thiên Húc hành tỉnh gần 10 năm nay, có quan hệ rất tốt với Ngụy Hoành tỉnh đốc, bây giờ gã xuất lĩnh đại quân tới đây, cho dù mấy người Diệp Huyền có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có chừng trăm người, mà thôi, có thể đối kháng cùng hơn vạn đại quân của Chu Tuấn hay sao? Trong lòng cả đám đều hối hận không thôi, vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn như thế để làm gì kia chứ,
cả đám lại rối rít bày tỏ bản thân vẫn đứng cùng một chiến tuyến với Ngụy Hoành Tỉnh Đốc. Huyền Nhi, tên Chu Tuấn này rõ ràng là cấu kết với Ngụy Hoành Tỉnh Đốc, nếu còn ở lại thì không phải lựa chọn sáng suốt, không bằng chúng ta xông ra ngoài đi. Diệp Phách Thiên lão gia tử cũng đã nhìn ra chuyện này có điều không đúng, vội lên tiếng nhắc nhở Diệp Huyền. Xông ra ngoài? Sao phải xông ra ngoài làm gì chứ? Diệp Huyền cười lạnh, hắn vừa dứt lời thì toàn bộ tỉnh thành đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là động đất à? Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó đột nhiên có một cỗ sát khí nồng đậm truyền tới từ đằng xa, đồng thời còn có rất nhiều tiếng kinh hô của người dân tỉnh thành vang lên. Một tên tướng sĩ vẻ mặt kinh hoàng thở hồng hộc chạy vội tới trước mặt Chu Tuấn, nói trong vẻ hoảng sợ. Tướng quân, không xong rồi, từ bên ngoài thành đột nhiên có một đám binh sĩ xông tới, phá tan phòng tuyến bên ngoài của đội ngũ chúng ta, bao vây toàn bộ chúng ta rồi. Binh sĩ gì chứ? Sắc mặt của Chu Tuấn trầm xuống, đột nhiên tức giận nói. Ta để lại gần 1.000 người ở bên ngoài canh gác, nhiều người như vậy cư nhiên lại bị một nhóm binh sĩ phá tan là sao? Các ngươi ngủ gật hết rồi sao? Lập tức triệu tập 2 đại đội cho ta, mau bắt đám người kia lại giải tới đây, ta muốn xem thử, là người của bộ phận nào dám động tới đội ngũ của Chu Tuấn ta. Nhưng mà, còn nhưng nghị gì nữa, không mau đi làm cho ta cho ngươi 2.000 người, có đủ hay chưa? Tên tướng sĩ này nhăn nhó mếu máo. Tướng quân, đối phương có ít nhất hơn 10 vạn người lận. Vẻ mặt của Chu Tuấn lập tức ngây ra, sau đó đột nhiên mắng to với vẻ không thể tin. 10 vạn người sao? Nói giỡn cái gì vậy hả? Ở phụ cận của Thiên Húc hành tỉnh này, ngoại trừ chúng ta ra thì không có quân đội nào vượt quá 1 vạn người hết. Gã còn đang định nói gì đó, nhưng chợt có một trận tiếng chém giết la hét truyền tới, đội ngũ gã an bài ở phụ cận phủ thành chủ liên tục bị đánh tan, lục tục chạy về từ bên ngoài. Chợt nghe tên giáo úy Tâm Phúc của gã từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ, khóc la. Tướng quân, không xong rồi, chúng ta bị bao vây rồi. Trong lòng Chu Tuấn nháy mắt liền trở nên khẩn trương, gã cũng không còn lòng dạ nào để mà nghi ngờ nữa, trầm giọng quát lên. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Gã bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn bụi mù răng kín chân trời, nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc không thôi. Không đúng, ở Thiên Húc hành tỉnh chỉ có một chi quân đội phòng vệ, chính là một chi do bản thân gã dẫn đầu. Nhân số bất quá chỉ gần 1 vạn người mà thôi, nhưng đây rốt cuộc là... Đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe ầm ầm một tiếng. Bờ tường bên ngoài phủ thành chủ bị xô đổ sập, đại lượng chiến mã xông thẳng vào, sau đó tản ra. Rất nhanh, bên ngoài đình viện liền có mấy ngàn con chiến mã tụ tập, cả đám uy phong lẫm lẫm, trong tay mỗi người đều cầm chiến thương của quân đội. Tinh cương lóe sáng, loại chiến thương này do Bách Luyện Cương luyện chế mà thành, chỉ có tinh anh trong vương đội mới có thể sở hữu. Phía trước vẫn còn nhân mã ùn ùn kéo tới không ngớt. Toàn bộ tỉnh thành đều chấn động từng cơn, giống như không có hồi kết, không có điểm dừng. Sắc mặt của Chu Tuấn đại biến, vô cùng khó coi, gã cũng là kẻ dẫn binh lão luyện, biết rõ dựa vào thanh thế để phán đoán nhân số của đối phương, nhưng dựa theo khí thế này thì dường như đối phương thật sự có hơn 10 vạn người, điều này sao có thể được chứ? Toàn bộ đội ngũ dàn ra, nơi đội ngũ đi qua, đại quân của Chu Tuấn chỉ có thể bị ép dồn về một góc nhỏ ở bên trong phủ thành chủ, bốn phía chẳng chịt, một mảnh đông nghịt đều là đại quân của người khác. Đảo mắt liền bao vây quân chú đóng bọn họ lại thành 3 tầng kín mít, con đường lớn, hẻm nhỏ ở bên ngoài phủ thành chủ, tất cả đều là đầu người nhấp nhô di chuyển. Lúc này, rốt cuộc có một cây cờ lớn dựng lên trên một chiến xa, phía trên có hình một con sư tử màu vàng dương nanh múa vuốt, lông bờm thật dày, uy phong lẫm lẫm, vô cùng khí phách. Kim sư quân đoàn. Chu Tuấn hoảng sợ thất thanh lên tiếng. Đại quân vương bài kim sư quân đoàn của vương quốc sao lại tới nơi này chứ? Đúng lúc này. Từ bên trong đội ngũ của Kim Sư quân đoàn có một võ giả lao ra, nhoáng lên mấy cái liền phá tan phòng ngự của quân đội phe Chu Tuấn, đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói. Thuộc hạ Lưu Hiểu Long cứu giá chậm trễ, kính xin Huyền thiếu trách phạt. Diệp Huyền đại sư là vị nào, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, để cho ta gặp một cái xem nào. Cùng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên, từ bên trong đại bộ đội kia có một vị đại tướng đi tới, gã mặc áo bào trên người. Toàn thân vô cùng khí phách, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đang ở giữa đám người, lập tức hào sảng bước lên. Các hạ dừng bước. Gương mặt của Chu Tuấn tái nhợt, lạnh giọng quát. Nơi đây là chỗ quân biên phòng chúng ta trú đóng, mặc dù các hạ là kim sư quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh đi chẳng nữa, nhưng cũng không nên vượt tuyến thế này chứ. Ánh mắt của vị đại tướng kia nhìn về phía Chu Tuấn lạnh như băng, trong mắt tản ra sát khí sắc bén. Tất cả những người đứng xung quanh cảm giác được cỗ sát khí này, đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Một cỗ sát khí ngùn ngụt phát ra từ trên người vị đại tướng kia, ẩn ẩn có một cỗ uy áp che trời, gã thản nhiên mở miệng. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với Lý Mỗ ta? Chán sống rồi sao?
khí thế uy vũ, trên người vị đại tướng kia hợp cùng một chỗ với khí thế của 10 vạn đại quân, giống như một cơn sóng dập trời, từ xa đổ ập tới, đè ép lên người mấy ngàn tên binh sĩ trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh. Những tên trú quân này quanh năm trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh, căn bản không hề trải qua đánh trận hay chính chiến gì, nào đã gặp qua trận thế như vậy bao giờ, cả đám đã sớm nơm nớp run rẩy ở trong lòng, giống như bị thứ gì đó chèn ép không thể thở nổi. Đặc biệt là Chu Tuấn, người bị ánh mắt của đối phương nhìn trực diện, tuy rằng thực lực bản thân gã cao tới Thiên Võ Sư Tam trọng đỉnh phong, nhưng lúc này lại giống như cá bị mắc cạn, thở dốc từng hồi, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi khó mà che giấu được. Võ tông ngũ giai. Trên trán Chu Tuấn ướt đẫm mồ hôi lạnh, đặc biệt là sau khi nghe thấy họ của đối phương xong thì hai chân liền mềm nhũn ra, thầm nghĩ tiêu rồi, đồng tử co rụt lại, run run nói: "Các ngươi là ai chứ?" Đại tướng kia cười lạnh, nghiêm giọng nói: "Loại như ngươi mà cũng xứng để nghe tên của ta sao? Ta vốn còn định để lát nữa sẽ xử trí ngươi sau, bây giờ ngươi lại tự dâng mình lên, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu, mau bắt hết lũ phản tặc này lại cho ta." "Dạ, tướng quân." Vài tiếng hô to vang lên, từ phía sau đội ngũ lại có 3 người đi tới, khí thế trên người mỗi người đều hơn hẳn gã, giống như mấy ngọn núi lớn, ép tới mức trong lòng Chu Tuấn chấn động mãnh liệt. Chu Tuấn biến sắc, biết rõ hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Ta chính là tướng quân của Vương quốc, thống lĩnh quân đội trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh, đang truy xét kẻ xấu sát hại người của phủ thành chủ, các ngươi dựa vào cái gì mà xử trí ta?" Gã bất chấp tất cả, trực tiếp chiếm lấy chữ Lý trước đã. Có Lý sẽ dễ nói chuyện hơn, đều là người của Lưu Vân quốc, mặc dù đối phương là Kim Sư quân đoàn Vương Bài, nhưng gã cũng là tướng quân trấn thủ một phương, đối phương cũng không tới mức bất chấp đạo lý, không hỏi không rằng liền trực tiếp bắt gã lại đúng không? Dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào bản tướng quân họ Lý tên Giật Phong, là vương quốc tam đẳng công, bách thắng tướng quân do bệ hạ tứ phong, đừng nói là bắt ngươi lại, cho dù có giết chết ngươi thì cũng không ai nói gì. Vị đại tướng Lý Giật Phong kia cười lạnh, ngữ khí vô cùng bá đạo. Gã vừa mới xưng tên ra thì toàn trường liền liên tục vang lên tiếng hít khí lạnh. Lý Giật Phong, cư nhiên chính là Lý Giật Phong tướng quân. Bách thắng tướng quân của vương quốc, trước kia trong đại chiến với Hỏa Ô quốc, bách chiến bách thắng, không một lần thất bại. Nhất cử thành danh, trở thành bách thắng tướng quân danh chấn vương quốc, được phong tam đẳng công. Mặc dù Lý Giật Phong tướng quân là đệ tử Lý Gia Võ Huân gia tộc nổi tiếng của vương quốc, nhưng cũng không dựa vào thế lực của gia tộc mà là bắt đầu từ một binh sĩ quèn, từng bước đi lên trở thành tướng quân của Kim Sư quân đoàn. Mọi người liên tục mở miệng nghị luận, ánh mắt kinh thán, thật sự là vì tên tuổi của Lý Giật Phong quá lớn, thân là một trong số các con trai của Lý Lão Gia Tử, là vị tướng quân thanh danh hiển hách bậc nhất ở vương quốc hiện nay. Hơn nữa, thực lực của gã cũng đã tới ngũ giai nhị trọng. Người có tên, cây có bóng. Lý Giật Phong vừa xưng tên xong, thì ánh mắt của tất cả tướng sĩ dưới trướng Chu Tuấn liền lóe lên, trong lòng cảm thấy sợ hãi, giống như chuột gặp phải mèo, trong lòng run sợ. Lý đại tướng quân ở đây, còn không mau mau khoanh tay chịu trói. Binh sĩ của Kim Sư quân đoàn cả đám ngữ khí bén nhọn, nghiêm giọng hô to, thanh âm như sấm rền. Trong lúc nhất thời, tiếng binh khí rơi xuống đất leng keng không ngừng vang lên. Tướng sĩ do Chu Tuấn đưa tới, ở dưới danh tiếng của Kim Sư quân đoàn cùng với bách thắng tướng quân Lý Giật Phong chấn nhiếp, căn bản không dám nghĩ tới chuyện phản kháng, tất cả đều đầu hàng ngay lập tức. Vài tên giáo úy lưng hùm vai gấu trực tiếp đi về phía Chu Tuấn, muốn bắt gã lại. Chu Tuấn biến sắc, lại vẫn cố gào lên. Cho dù ngươi có là bách thắng tướng quân đi nữa thì sao? Dựa vào cái gì mà đòi xử trí ta? Rốt cuộc ta phạm phải điều nào trong quân quy chứ? Các ngươi dám động tới ta thì dù có kiện lên tới vương thành ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dựa vào cái gì sao? Để ta cho ngươi biết là ta dựa vào cái gì. Trong mắt Lý Giật Phong lóe lên một tia sát khí, gã thật không ngờ, sau khi mình xưng tên ra rồi mà tên tướng quân biên phòng nho nhỏ này còn dám cãi lời mình. Gã quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền bay thẳng lên trời, tung ra một quyền thật mạnh nện xuống mặt Chu Tuấn. Chu Tuấn biến sắc, đang định chống cự lại thì đột nhiên một cỗ võ hồn khí tức vượt xa cảnh giới của gã trực tiếp khóa chặt gã lại. Trong mắt Lý Giật Phong lóe lên quang mang lạnh lẽo, sát khí dâng lên, rõ ràng, chỉ cần Chu Tuấn dám phản kháng thì sẽ đánh gã chết ngay tại chỗ. Chu Tuấn sợ tới mức cả người run lên, nào còn dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nhìn nắm đấm của Lý Giật Phong ngày càng tới gần mình. Gương mặt của Chu Tuấn hứng chọn một quyền cực mạnh, nửa bên mặt trực tiếp vặn vẹo, phun ra một búng máu xen lẫn vài cái răng, cả người bị nện văng ra ngoài, ngã đập xuống đất, kéo lê thành một đường dài mười mấy mét. Thân hình Lý Giật Phong nhoáng lên một cái, đuổi theo Chu Tuấn sát nút. Đá lên lồng ngực của gã một cước, lại đạp gã bay thẳng lên trên không. Lý Giật Phong lại dẫm hai chân xuống đất thật mạnh, bay lên theo lên không, nhảy lên phía trên của Chu Tuấn, chân phải nện xuống thật mạnh, hung hăng đạp một cước lên ngực của gã. Chỉ nghe tiếng xương cốt vỡ răng rắc vang lên,
Chu Tuấn thiếu chút nữa trợn lồi luôn cả tròng mắt ra ngoài, nội tạng bị thương, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn mảnh vụn nội tạng, bịch một xuống, ngã đập xuống mặt đất thật mạnh tạo thành một cái hố sâu trên đất. Rầm rầm rầm. Lý Dật Phong còn chưa chịu buông tha, sau khi đáp xuống đất thì lại điên cuồng tẩn cho tên Chu Tuấn kia thêm một trận, mỗi lần đều đánh lên chỗ yếu hại, đánh cho toàn thân trên dưới của Chu Tuấn không có chỗ nào lành lặn, phun máu tung tóe khắp nơi. "Đừng, đừng đánh nữa, van xin ngươi, đừng đánh nữa." Chu Tuấn đau đớn cầu xin tha thứ, gã biết rõ, nếu như mình không cầu xin tha thứ thì sợ là sẽ bị đánh chết tươi, gã vốn còn cho rằng bằng vào thân phận tướng quân của mình, cho dù Lý Dật Phong không nể mặt mình thì cũng không dám làm gì mình hết, nhưng bây giờ gã mới phát hiện những gì mình nghĩ thật sự quá ngây thơ rồi, đối phương căn bản không xem một tướng quân như gã ra gì hết. Lý Dật Phong lúc này mới châm chọc nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bây giờ biết rõ ta dựa vào cái gì dối chứ, đường đường là một tên tướng quân. Ngay cả đạo lý nắm đấm mới là chân lý mà cũng không hiểu được, lại còn muốn bẩm báo lên bệ hạ, ta nói thật cho ngươi biết, đừng nói là ta đánh ngươi, cho dù là có giết chết ngươi thì bệ hạ cũng sẽ không làm gì ta. Biết rồi, biết rồi. Chu Tuấn rên rỉ nói. Đám quân biên phòng do Chu Tuấn mang tới nhìn tướng quân của mình, cứ nhiên lại cầu xin người khác tha thứ như vậy, sắc mặt cả đám nhoáng cái liền đỏ bừng lên, sự kính sợ dành cho gã trước kia nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ. Lý Dật Phong không để ý tới Chu Tuấn nữa, vội vàng bước lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền được mọi người vây ở giữa như chúng tinh phủng nguyệt, lập tức cười lớn nói. Nếu như ta đoán không lầm, thì vị này chính là Diệp Huyền đại sư danh chấn Vương Thành đúng không? Mặc dù tại hạ không ở trong Vương Thành, nhưng danh tiếng của Diệp Huyền ta vẫn nghe như sấm đánh bên tai, tại hạ dẫn quân tới trễ, mong rằng đại sư thứ lỗi. Vẻ mặt của gã vô cùng nhiệt tình, ánh mắt lấp lánh, giống như quần chúng hâm mộ gặp được thần tượng mà mình tha thiết ngưỡng mộ, bộ dáng kia nhìn qua vô cùng thành kính. Rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy Bách Thắng tướng quân trong truyền thuyết của Vương quốc cư nhiên lại khách khí và cung kính với Diệp Huyền như vậy, nhất thời cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi. Lý tướng quân khách khí quá rồi, lần này nếu như không phải nhờ có Lý tướng quân dẫn binh tới đây, thì e là tại hạ phải gặp nguy hiểm rồi. Diệp Huyền thản nhiên cười nói, Diệp Huyền đại sư sao lại nói vậy? Ánh mắt của Lý Dật Phong đảo qua chỗ mấy người Âu Dương Tiêu Sơn và cấm vệ quân đứng, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang sáng chói. Gã hàng năm chính chiến ở bên ngoài, thực lực siêu quần, sao có thể không nhìn ra, tuy mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng đó nhìn như cực kỳ bình thường, kỳ thật lại vô cùng kinh diệu, chính là một chiến trận vô cùng cường đại. Gã lập tức cười ha hả, nhíu mày nói, cho dù ta không tới thì những kẻ tôm tép nhãi nhép này sợ là, cũng không phải đối thủ của Diệp Huyền đại sư ngài đâu. Gã vừa nói vừa tiếp tục đánh giá chiến trận do Diệp Huyền bố trí, càng xem lại càng cảm thấy kinh hãi, trong lòng vô cùng chấn động. Chiến trận này càng xem càng thấy tinh diệu, càng xem lại càng thấy phức tạp, cư nhiên làm gã có một loại cảm giác như lầm vào bên trong tinh không bao la, chỉ mới thôi diễn một lát thôi gã liền không thể thôi diễn tiếp được nữa, mồ hôi tuôn ướt đẫm toàn thân. Lý Dật Phong vội vàng dừng lại, không thôi diễn tiếp nữa, cố nén vẻ khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nói. Diệp Huyền đại sư, ta nhận được tin tức của ngươi, nói rằng ở Thiên Húc hành tỉnh này có phản quân, bây giờ đám phản quân này đã bị bắt, không biết đại sư chuẩn bị xử trí chúng thế nào đây? Đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, cùng với Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh hắn, bây giờ bọn họ mới hiểu ra, lúc ở Mặc Lâm thôn, vì sao Diệp Huyền lại để cho Lưu Hiểu Long rời đi, hóa ra là đi thông báo cho Kim Sư quân đoàn ở gần đây tới tiêu diệt phản quân, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ngay từ đầu như vậy, sự kính sợ trong lòng họ dành cho Diệp Huyền lại sâu thêm một phần. Mà Ngụy Hoành và đám thủ hạ của gã lại càng trợn mắt kinh hãi hơn nữa, bọn họ vốn còn cho rằng có Chu Tuấn tới thì đám Diệp Huyền liền xong đời. Nào ngờ quanh co một hồi, chuyện tình lại quay ngoắt 180 độ, không ít người cảm thấy khó chịu tới mức thiếu chút nữa phun máu vài trượng, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước cứ một lòng đầu nhập vào Diệp Huyền cho rồi, có lẽ còn giữ được chút hy vọng sống còn, bây giờ thì, nghĩ tới kết cục của mình, không ít người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lên lẩy bẩy. Xử trí thế nào sao? Ánh mắt Diệp Huyền thản nhiên quét qua đám người Ngụy Hoành, Chu Tuấn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười lạnh, mở miệng lên tiếng một cái liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo ập tới. Giết hết bọn chúng. Cái gì? Đám người Chu Tuấn và Ngụy Hoành đang quỳ trên mặt đất liền run lên một cái, thất thanh nói. Giết ta. Người muốn giết ta. Vẻ hoảng sợ trên mặt Chu Tuấn biến mất, giống như không dám tin, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn và khiếp sợ, tức giận nói. Ta chính là tướng quân của quân biên phòng do Vương quốc sắc phong, là đại tướng trấn thủ một phương, không có thủ dụ của bệ hạ, các ngươi dám tự ý giết sao? Trong lòng các ngươi còn vương pháp nữa hay không? Đúng đó, ta chính là bá tước nhất đẳng do bệ hạ sắc phong, là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, cho dù ta thật sự mưu nghịch đi nữa,
cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xử trí ta, Lý Dật Phong. Cho dù ngươi là đệ tử Lý gia, tướng quân của Kim Sư quân đoàn, vương quốc tam đẳng công đi nữa thì ngươi cũng không có tư cách xử trí ta. Diệp Huyền nhìn Chu Tuấn và Ngụy Hoành vẫn còn đang giãy giụa gào thét, cười lạnh nói. Những việc làm của các ngươi ở Thiên Húc hành tỉnh đã xúc phạm vương pháp, chính là tử tội. Diệp gia ta chính là Diệp Vương do bệ hạ mới sắc phong, là lãnh chúa của Thiên Húc hành tỉnh này, có quyền xử trí tất cả những chuyện xảy ra ở Thiên Húc hành tỉnh. Giết chết các ngươi, bệ hạ căn bản sẽ không hỏi tới một câu, bất quá, dù ngài ấy có thật sự hỏi tới đi nữa thì hôm nay có Diệp Huyền ta ở đây, các ngươi cũng phải chết mà thôi. Loại thái độ coi thường tất cả phát ra từ trên người Diệp Huyền khiến cho Chu Tuấn và Ngụy Hoành lập tức cảm giác được bản thân mình chỉ là một con kiến hôi mặc người bóp chết, khiến cho bọn họ cảm thấy chỗ dựa lớn nhất của mình nháy mắt liền mất đi toàn bộ. Hai người này bây giờ đã thật sự sợ hãi, sắc mặt Chu Tuấn tái mét, nói: "Không, đừng giết ta, ta là cường giả Thiên Võ sư tứ giai, giữ ta lại có rất nhiều tác dụng. Chỉ cần ngươi không giết ta thì ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, dù có làm người hầu cũng được." "Đừng, đừng giết chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Ta chính là Võ tông ngũ giai." Chỉ cần ngươi không giết ta thì ta sẽ làm việc cho Diệp gia các ngươi. Rất nhiều võ giả và tướng sĩ có mặt ở đây đều khóc lóc van xin, bởi vì bọn họ đều nhìn ra, sát khí trong mắt Diệp Huyền là thật, không hề có chút giả tạo nào. Mấy người Diệp Phách Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, im lặng không nói gì, trong số đám người kia, chẳng những có mấy tên Thiên Võ sư tam trọng đỉnh phong, lại còn có một võ tông nhất trọng, nếu như đám người kia đều thuần phục Diệp gia bọn họ, thì đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể xem thường. Võ tông Diệp Huyền khinh thường cười nhạo nói, võ tông giống như ngươi, trong mắt ta, bất quá chỉ là một kẻ phế vật còn chưa nhập môn võ đạo mà thôi, dùng ngươi thì làm được gì chứ, để ngươi chết chính là chết, giết hết cho ta. Võ tông ngũ giai là phế vật còn chưa nhập môn võ đạo. Trong lòng mấy cường giả như Lý Dật Phong và Âu Dương Tiêu Sơn đều chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bất luận là vị cường giả võ tông nào, đều là lực lượng cường đại không thể bỏ qua ở Lưu Vân Quốc, nhưng ở trong mắt của Diệp Huyền cư nhiên lại không là gì hết. Lời hắn nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy không phải hắn đang ra vẻ, mà giống như thật sự là vậy, khiến cho trong lòng mấy người đều như có điều suy nghĩ, tâm thần đại chấn. Trong mắt hiện lên một tia sát phạt, vài cấm vệ quân áp giải đám người Ngụy Hoành đều rút chiến đao ra, giơ tay chém xuống. Đao phong xẹt qua cổ của mấy người này giống như chặt một ống nước, chỉ nháy mắt liền có máu tươi tung tóe như suối. Mấy người Chu Tuấn và Ngụy Hoành trợn mắt không dám tin, ánh mắt ngày càng ảm đạm, giống như pháo hoa, sau khi bùng nổ lóe sáng thì chính là tử vong. Rất nhiều cường giả lúc trước còn ở lại phủ thành chủ, không kẻ nào may mắn tránh thoát, tất cả đều bị giết chết. Những tên quân biên phòng nhìn thấy cảnh này thì cả đám kinh hồn táng đảm, quỳ rạp trên đất. Chuyện còn lại cũng không cần Diệp Huyền quan tâm nữa, những người của Diệp gia cũng cùng nhau tiến vào phủ đệ bên trong phủ thành chủ. Đi theo hộ tống còn có mấy người Lý Dật Phong của Kim Sư quân đoàn. Những gì xảy ra, ở phủ thành chủ hôm nay đã sớm kinh động dân chúng toàn bộ tỉnh thành, nhìn thấy vô số tướng sĩ uy phong lẫm lẫm bao vây chặt chẽ phủ thành chủ. Ngoại trừ những đại gia tộc biết được đôi chút ra, thì những dân chúng còn lại đều bàn tán, trong lòng sợ hãi lo âu thấp thỏm, không biết rốt cuộc là Thiên Húc hành tỉnh xảy ra chuyện gì. Mà những người cầm quyền của các đại gia tộc trong tỉnh thành, cũng cảm thấy bồn chồn trong dạ, bọn họ không biết thế cục đã thay đổi, cả đám bắt đầu mở đại hội gia tộc, bàn bạc tính toán bước tiếp theo. Vì để cho dân chúng an tâm, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng hợp tác với Lý Dật Phong, treo thủ cấp của đám người Ngụy Hoành, Phương Thiên Hồng, Chu Tuấn ở trên tường thành, hơn nữa tuyên bố ý chỉ của bệ hạ, tứ phong Diệp gia của Lam Nguyệt Thành làm Diệp Vương, thống lĩnh Thiên Húc hành tỉnh. Đám người Ngụy Hoành và Chu Tuấn hoành hành vi phạm luật pháp vương quốc, cho nên bị bêu đầu thị chúng để răn đe. Tin tức này vừa ra thì toàn bộ tỉnh thành đều oanh động, tất cả dân chúng đều trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi, sau đó chính là vô số thanh âm hoan hô của dân chúng. Những năm này Ngụy Hoành nắm quyền, khiến cho Thiên Húc hành tỉnh rối tinh rối mù, tiếng oán than vang tận trời cao. Không biết bao nhiêu gia tộc bị gã niêm phong tịch biên, khiến cho lòng người bàng hoàng. Hôm nay có người khác lên nắm quyền, tuy rằng không biết thủ đoạn điều hành ra sao, nhưng vẫn cứ khiến cho dân chúng đại khái nhân tâm. Đặc biệt là khi nghe nói Diệp gia cầm quyền chính là Diệp gia bán đan dược đặc hiệu ở Lam Nguyệt Thành xong, thì dân chúng khắp nơi lại càng thêm vui mừng. Trên đường phố đều là tiếng hò hét hoan hô trợ uy cho Diệp Vương. Hơn một năm nay, tiệm thuốc của Diệp gia gần như trải rộng toàn bộ Thiên Húc hành tỉnh, gần như tất cả dân chúng của Thiên Húc hành tỉnh đều biết Diệp gia là một gia tộc có lương tâm, nếu là bọn họ trưởng quản Thiên Húc hành tỉnh, thì mọi người đương nhiên là sẽ vô cùng yên lòng. Quả nhiên, rất nhanh, một vài chính sách mới được hạ xuống, rất nhiều thủ đoạn vơ vét tài sản của Ngụy Hoành bị Diệp gia công bố ra, dân chúng lại hoan hô mừng rỡ thêm lần nữa. Trong phủ thành chủ bị tàn phá đổ nát, người của Diệp gia cũng hưng phấn không thôi.
Tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh, cấm vệ quân chạy vào liên tục, không ngừng bày từng hòm đồ vật tài sản la liệt ra mặt đất, cả căn sảnh mau chóng bị lấp đầy, tất cả đều là vô số huyền tệ và kỳ chân dị bảo, vô số đan dược cấp thấp cùng với tài liệu huyền binh. Ước tính đơn giản mà nói thì đống này phải giá trị đến gần 100 vạn, khiến mọi người Diệp gia đều nhìn hoa cả mắt, ngay cả đám Âu Dương Tiêu Sơn đi theo hộ tống họ cũng trợn mắt há mồm. Thân là thống lĩnh cấm vệ quân của vương quốc, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa giàu có tới mức này, thế nhưng một tỉnh đốc của một hành tỉnh mà thu gom được nhiều tài sản bảo vật thế này, thậm chí còn nhiều hơn cả công hầu khanh tướng ở vương thành, thì vẫn làm cho họ giật mình kinh ngạc. Mà tướng quân Lý Dật Phong cũng nghẹn họng chân chối, đờ đẫn mặt mày. Gã ta hoảng sợ nói, Ngụy Hoành này đảm nhiệm chức vụ tỉnh đốc một hành tỉnh, tuy rằng quản lý địa hạt của một tỉnh, nhưng đa phần tiền thuế đều phải nộp cho vương quốc hết, thu gom dành dụm được nhiều tài sản tiền bạc thế này không khỏi quá khoa trương rồi. Lý gia ta thân là gia tộc quân công hiển hách của đế quốc, kế thừa hết đời này, đến đời khác mà tài sản đồ đạc trong nhà cũng chỉ đến thế này thôi, chẳng hơn được là bao đâu. Diệp Huyền lạnh lùng cười. Thế mới biết tên Ngụy Hoành này đã tước đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, cho dù chúng ta không giết hắn, thì chỉ nhiêu đây cũng đủ để hắn bị tru di cửu tộc. Hắn vung tay lên. Lý Dật Phong tướng quân, lần này may nhờ có ngươi đến đây cứu viện, ta quyết định giao một phần tiền của tài sản nơi này cho ngươi phân phát cho cấp dưới, coi như thưởng công bọn họ bôn ba vất vả một chuyến đi. Diệp Huyền chỉ vào khoảng chừng 1/10 đồ đạc tiền tài trong phòng, tính ra cũng phải đáng giá trên 100 vạn huyền tệ. Việc này không làm thế được đâu. Lý Dật Phong liên tục xua tay nói. Lần này đến đây ta cũng chẳng làm được gì nhiều lắm, cho dù không có ta thì tin rằng, Diệp Huyền đại sư ngươi cũng có thể bình yên vô sự mà thôi, ta nhận lấy thì thật là xấu hổ. Hơn nữa bọn ta là người cầm quân, dẫn binh chiến đấu, bảo vệ an toàn cho vương quốc này là việc trong bổn phận của bọn ta, làm sao có thể nhận đồ của Diệp Huyền đại sư ngươi được chứ? Diệp Huyền cười nhẹ. Lý Dật Phong tướng quân khách khí quá rồi, tướng quân thanh liêm chính trực đương nhiên không coi mấy thứ đồ này vào đâu, thế nhưng tướng sĩ dưới tay ngươi cũng cần cơm ăn cần áo mặc, họ bôn ba vất vả như thế đương nhiên phải khao thưởng chứ. Nếu tướng quân không chịu nhận lấy, thì ý là khinh thường tại hạ hay sao? Hay là tướng quân chê bấy nhiêu đó còn quá ít? Số tài sản và tiền của này tuy nhiều nhưng Diệp Huyền cũng chẳng ham cho lắm, bởi vì bảo vật chân chính của Ngụy Hoành tỉnh đốc đều để hết, trong chữ vật giới chỉ của gã, rồi. Trong đó kém nhất cũng là tài liệu và linh dược tứ giai, mấy thứ này mới là quan trọng nhất đối với Diệp Huyền, còn chút ít huyền tệ và tài liệu cấp thấp gì đó, thì hắn căn bản chẳng để tâm đến. Nhân số Diệp gia ít ỏi. Số tài vật nhiều chừng này là đủ để họ phát triển lên rồi, để lại nhiều hơn nữa chỉ tổ lãng phí mà thôi. Hơn nữa ít lâu sau hắn phải rời khỏi Lưu Vân Quốc, nếu có thể làm cho Diệp gia và Lý Dật Phong giao hảo với nhau, thì khi Diệp gia có gặp chuyện gì, Lý Dật Phong cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Diệp Huyền kiên trì như thế, đã nói đến hết nước hết cái thế này thì Lý Dật Phong chỉ có thể nhận lấy thôi. Gã trầm tư một lát rồi bảo. Diệp Huyền đại sư, không bằng thế này đi, mấy thứ này ta nhận, nhưng sẽ dùng làm chi phí để ta bồi dưỡng tư binh cho Diệp gia các ngươi, cho ta thời gian 1 năm, ta cam đoan sẽ bồi dưỡng ra, cho Diệp gia ngươi một đội quân không thua kém gì Kim Sư quân đoàn, của ta cả. Vậy thì phải nhờ vào Lý Dật Phong tướng quân rồi. Một cơn phong ba mau chóng bị dẹp yên, đồng thời tin tức Thiên Húc hành tỉnh đổi chủ, giờ đã trở thành lãnh địa của Diệp gia cũng lan truyền khắp nơi như một cơn gió, mau chóng bay tới tất cả các thành trì ở hành tỉnh này. Dẫn đến những trận chấn động liên hồi mạnh mẽ. Mấy ngày kế tiếp, các gia tộc lớn nối liền không dứt thi nhau đạp lên bậu cửa phủ thành chủ. Rất nhiều thành chủ trong hành tỉnh nhận được tin, cũng nhao nhao tới gặp tỏ vẻ nguyện ý trung thành. Trung quy từ nay về sau bọn họ thuộc quyền quản hạt của Diệp gia rồi, có được đảm nhiệm chức vụ nữa không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào một câu của Diệp gia thôi. Diệp Huyền giao tất cả những công việc này cho đám người gia gia Diệp Phách Thiên nhà họ, còn bản thân hắn thì đi lục lọi chữ vật giới chỉ lấy được từ tay Ngụy Hoành, Phương Thiên Hồng và Chu Tuấn. Bên trong đó đầy ắp tài liệu tứ giai, còn có một ít tài liệu ngũ giai, khiến cho Diệp Huyền rất là vui vẻ. Có nhiều thứ thế này, ít nhất trước khi hắn đột phá thiên võ sư tứ giai là, tạm thời không sợ thiếu hụt tài liệu rồi. Cuối cùng Diệp Huyền mới nhìn đến chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo, tài liệu bên trong càng đáng ngạc nhiên hơn, có cả 1-2 cây linh dược lục giai làm cho hắn kinh hỉ không ngớt. Trong chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo, Diệp Huyền còn tìm thấy một lượng hồn tinh lớn, cùng với một vài tài liệu luyện hồn. Thậm chí còn có một ít bí tịch ghi lại rất nhiều tri thức liên quan đến phương diện luyện hồn. Đồng thời Diệp Huyền cũng tìm thấy một ít ghi chép của Huyền Cơ Tông, nằm trên bình nguyên mộng cảnh ở bên ngoài Liên Minh Thập Tam Quốc. Bình nguyên mộng cảnh là một bình nguyên có thanh danh vang dội ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi này nguyên sơ bao la bát ngát, cường giả xuất hiện hết lớp nọ đến lớp kia, bên trong còn có rất nhiều tông môn. Đế quốc đông đúc như rừng,
mà Huyền Cơ Tông rất mực bí ẩn trên bình nguyên mộng cảnh còn đứng vào hàng tương đối cường đại. Mấy thứ này Diệp Huyền chỉ lướt nhìn thoáng qua rồi vứt sang một bên luôn, thứ duy nhất hấp dẫn ánh mắt hắn là một loại quả màu đen trong đó. Loại quả đen này to chừng một nắm tay, tản ra sắc tối lờ mờ. Không ngờ lại là hồn mệnh quả. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên ánh vui sướng. Hồn mệnh quả là một loại quả thần kỳ có thể nâng cao khả năng thừa nhận võ hồn của võ giả, cấp bậc cao đến lục giai. Hơn nữa còn có tác dụng chịu tải rất lớn đối với hồn lực của luyện hồn sư, có thể khiến hồn hải của luyện hồn sư trở nên càng thêm vững chãi chắc chắn. Diệp Huyền tu luyện vô tướng hồn quyết, vô cùng cường đại, vốn dĩ bằng kinh nghiệm và thiên phú của mình, thì hắn đã sớm đột phá luyện hồn sư tứ phẩm từ lâu, hiện tại vẫn dừng mãi ở đỉnh phong tam phẩm là vì hồn hải không đủ vững chãi, không thể chịu tải được luồng lực cường đại đến vậy, để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên hắn mới không tiếp tục tăng lên nữa. Dù sao luyện hồn sư bình thường chỉ có thể nâng cao hồn lực tương ứng theo sự tăng cấp về võ đạo, một địa võ sư nhị trọng, như Diệp Huyền hiện tại thì luyện hồn sư cũng chỉ đạt đến được tam phẩm trung kỳ. Chỉ có một mình Diệp Huyền vượt qua cảnh giới võ giả của bản thân, thế nhưng muốn tiến tới tứ phẩm thì vẫn còn những khó khăn nhất định. Mà sau khi có hồn mệnh quả này, Diệp Huyền liền có thể mau chóng phá tan hạn chế ấy, khiến cho hồn lực bước vào cảnh giới tứ phẩm. Sau khi sắp xếp hết phần lớn đồ vật nọ kia, Diệp Huyền lập tức bế quan. Một ngày sau Diệp Huyền tăng hồn lực của mình lên đến cực hạn, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó lấy hồn mệnh quả ra dùng. Sau khi tiến vào trong thân thể Diệp Huyền, hồn mệnh quả hóa thành một dòng nước ấm màu đen, sau khi chạy khắp tứ chi bách hải của hắn một lần, bèn hội tụ trên đỉnh đầu hắn, trở thành một luồng lực hư vô làm đỉnh đầu hắn ấm lên. Toàn bộ quá trình này kéo dài chừng 3 ngày 3 đêm. Hồn hải của Diệp Huyền không ngừng trưởng thành khỏe mạnh dưới sự vỗ về của hồn mệnh quả, hồn bích cũng càng thêm vững chãi. Đến khi công hiệu của hồn mệnh quả biến mất hoàn toàn, hồn hải của Diệp Huyền đã cường đại hơn gấp không chỉ 2 lần so với lúc trước. Diệp Huyền điều động hồn lực đỉnh cao tam phẩm của mình, vận chuyển vô tướng hồn quyết, không ngừng nỗ lực đề cao. Không biết thời gian qua bao lâu, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, một luồng hồn niệm vô hình xông phá mà ra, cảnh tượng bốn bề trở nên càng thêm rõ nét, mỗi rung động rất nhỏ trong không khí đều hiển hiện rõ ràng trong cảm giác của hắn, như thể vừa được nước rửa qua vậy. Khuôn mặt hắn hé lộ nét sung sướng, hồn lực cuối cùng cũng đột phá từ đỉnh phong tam phẩm lên đến tứ phẩm. Nhìn qua thì đây chỉ là đề thăng nhất cấp rất nhỏ bé, song từ tam phẩm lên tứ phẩm lại thể hiện rằng, một luyện hồn sư đang non tay bỡ ngỡ đã trở thành thuần thục lão luyện, từ sơ kỳ đã bước đến trung kỳ, hồn lực tứ phẩm dù ở phương diện nào cũng cường đại hơn hồn lực tam phẩm nhiều lắm. Có thể nói giờ đây cấp bậc võ giả của Diệp Huyền không chút thay đổi, nhưng thực lực chân chính lại tăng lên rất nhiều. Nếu gặp lại Lữ Hạo kia lần nữa, cho dù không có huyền bảo cấp bậc như Trấn Nguyên Thạch, thì hắn cũng có thể giết kẻ kia bằng chính sức mạnh thực sự của mình. Sau khi tăng hồn lực lên tứ phẩm, Diệp Huyền không hề dừng lại, hắn lấy lục sắc hoa lấy được từ chỗ bệ hạ ra tiếp tục tu luyện. Linh dược lục giai lục sắc hoa là tài liệu luyện thể cực kỳ nghịch thiên, Diệp Huyền muốn nhân cơ hội đột phá này, thăng cấp cửu chuyển thánh thể của mình từ nhất chuyển lên đến nhị chuyển. Dưới sự điều chế của Diệp Huyền, 6 đóa linh hoa màu sắc khác nhau nhanh chóng biến thành một lọ linh dược rực rỡ. Một mùi hương thơm ngát không ngừng tỏa ra từ bình thuốc ấy. Diệp Huyền uống xuống một ngụm, chỉ thoáng sau, một luồng nóng ấm, như dung nham cháy bỏng nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Thân thể Diệp Huyền như có ngọn lửa nóng rực vừa bốc cháy lên, đau đớn mãnh liệt truyền tới, từ những lỗ chân lông toàn thân hắn chảy ra từng đường máu tươi. Diệp Huyền gặp phải tình huống ấy nhưng không hề sợ hãi, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân chìm vào quá trình tu luyện cửu chuyển thánh thể. Thời gian từng giọt trôi qua không biết đã mấy ngày. Trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên truyền ra tiếng xương cốt lạo xạo liên tiếp, tiếng động như ai giang đậu tương vậy. Tiếng vang ấy không ngừng tăng lên, cuối cùng giống hệt như sấm rền không ngừng vọng ra từ thân thể Diệp Huyền, rồi dần dần yếu đi. Một lớp dịch sú uế đen đúa toát ra ngoài da thịt hắn tỏa mùi hôi tanh, đây chính là tạp chất bị trừ ra bên ngoài sau khi cửu chuyển thánh thể tu luyện, với lục sắc hoa tinh chế. Đồng thời huyền hải của Diệp Huyền mở rộng hình thành một luồng khí xoáy, cuối cùng quy về tĩnh lặng. Diệp Huyền mở to hai mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không hề dự kiến được khi cửu chuyển thánh thể đột phá đến nhị chuyển, thì tu vi võ đạo cũng từ địa võ sư nhị trọng bước sang tam trọng, nước chảy thành sông, chẳng hề gặp trở ngại gì. Khi Diệp Huyền ra khỏi phòng tu luyện, thì cảnh tượng trong toàn bộ phủ thành chủ đã trở nên khí thế ngút trời. Phủ thành chủ của Ngụy gia trước kia sau một hồi đại chiến đã bị tàn phá tổn hại không ít, Diệp Phách Thiên lão gia tử quyết định đập hết đi xây lại, dựng lên một tòa Diệp Vương phủ mới toanh. Đương nhiên, nơi có mắt trận của mê không trận lục giai sớm bị Diệp Huyền tìm ra, không thể có mảy may dị động gì nữa. Gia tộc của Diệp Vương mới lên có thể dùng mê không trận này làm cơ sở, để tiến hành kiến thiết. Theo tính toán của Diệp Huyền,
thì hắn chuẩn bị lấy Mê Không Trận làm nền móng để xây dựng một phủ đệ mới. Đến lúc đó toàn bộ Diệp gia sẽ nằm trọn trong vòng bảo vệ của Mê Không Trận. Mê Không Trận lục giai này thuộc cùng một mạch với Mê Trận và Khốn Trận từ thượng cổ, cường đại vô cùng, không biết năm đó là ai đã lập nên. Chỉ cần có trận pháp này ở đây thì có thể bảo vệ Diệp gia trong cơn nguy khốn. Lần này cũng là Ngụy gia xui xẻo gặp phải đại sư trận pháp như Diệp Huyền nên mới bị công phá dễ dàng như thế. Bằng không cho dù Lý Dật Phong có xuất lĩnh 10 vạn binh lính Kim Sư quân đoàn đến đây, chỉ sợ cũng khó mà phá được Mê Không Trận để bắt sống đám người Ngụy Hoành. Diệp Huyền vẫn lo lắng ảnh sát môn sẽ gây bất lợi với Diệp gia, có Mê Không Trận này thì hết thảy đều dễ xử lý, chỉ cần không có võ tôn lục giai đến, thì muốn phá vỡ trận pháp lục cấp căn bản là không thể. Cho nên vừa ra khỏi phủ, Diệp Huyền đã tập trung lực chú ý vào Mê Không Trận này. Diệp Huyền cẩn thận quan sát, rồi lập tức bị cách thiết trí của Mê Không Trận hấp dẫn. Mê Không Trận này là trận pháp lục cấp cao cấp, thuộc về trận pháp thượng cổ, nhưng lại có khác biệt rất lớn với các trường phái thượng cổ trận pháp mà Diệp Huyền biết đến trước đó, giống như cả thiên địa đều kết hợp lại với nhau vậy. Trận pháp này ẩn trong hư không, cực kỳ bí ẩn, nếu không trải qua thời gian quá lâu dẫn đến để lộ một vài trận cơ, thì bằng tu vi luyện hồn sư tứ phẩm của Lữ Hạo căn bản chẳng thể nào phát hiện ra được. Thủ pháp bố trận thật độc đáo. Sau khi quan sát toàn bộ Mê Không Trận một lần, Diệp Huyền nhịn không được âm thầm thốt lên tán thưởng. Người thiết kế Mê Không Trận này năm đó có tạo nghệ, về mặt trận pháp cực kỳ nghịch thiên, chẳng hề kém Diệp Huyền kiếp trước. Nhìn từ cách xử lý trận văn và trận cơ thì có thể thấy được, sự hiểu biết của người này với trận pháp đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nhưng điều làm Diệp Huyền nghi hoặc là, với ánh mắt hắn đương nhiên có thể nhìn ra trận pháp này đã được lập ra cách đây ít nhất mấy ngàn năm lịch sử, trận pháp bình thường đều dùng huyền thạch làm năng nguyên. Trong tình huống không khởi động thì trải qua mấy mươi 100 năm sẽ hao hết năng nguyên, mà trở thành phế trận. Ấy vậy mà Mê Không Trận này rõ ràng đã tồn tại trên mấy ngàn năm, vốn Diệp Huyền tưởng đám người Lữ Hạo thêm vào năng nguyên mới nhưng nay nhìn, thì phát hiện ra không phải thế, trong lòng hắn lập tức nổi lên hồ nghi. Hắn đi qua đi lại, cẩn thận xem xét kỹ từng bộ phận, từng trận văn của trận này, tứ phẩm hồn thức vừa đột phá thẩm thấu đến các trận cơ, cảm ngộ hết thảy trong đó. Sau mấy canh giờ quan sát, Diệp Huyền đột nhiên kinh nghi thốt lên, hắn nhướng mày, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng sắc bén. Thật đúng là một trận pháp cổ quái, Diệp Huyền ngạc nhiên tán thưởng, cuối cùng hắn cũng nhìn ra năng nguyên mà Mê Không Trận này sử dụng là gì rồi. Đó không phải là huyền thạch bình thường, mấy khối huyền thạch vụn vỡ bên ngoài trận cơ chỉ là thủ thuật dùng để che mắt mà thôi, nơi phát ra năng lượng chân chính của nó đến từ dưới đáy. Mấy đạo trận văn bên trong Mê Không Trận tiềm tàng nối thông với nơi sâu trong lòng đất, từ đó hấp thu những dao động năng nguyên chưa rõ không ngừng truyền lên. Rốt cuộc dưới lòng phủ đệ này ẩn giấu cái gì mà có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho trận pháp như thế? Diệp Huyền thất kinh trong lòng, nếu không phải kiếp trước hắn là một trận pháp đế sư cửu cấp mà đổi lại để cho một tông sư trận pháp bình thường tới đây thì căn bản cũng không nhìn ra điểm này. Diệp Huyền hơi chút do dự, đồng thời cảm giác không ổn cũng dâng lên trong lòng hắn. Mê Không Trận này quá mức cổ quái, không giống trận pháp thượng cổ bình thường, vạn nhất dưới đáy đất tiềm tàng mối nguy hiểm gì mà Diệp gia nhà họ lại xây dựng ngay trên nó, một khi nó bị kinh động thì Diệp gia gặp nguy là cái chắc. Nhưng cứ thế mà từ bỏ Mê Không Trận này thì Diệp Huyền lại không cam lòng, chung quy với tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí một vài trận pháp ngũ cấp mà thôi, còn là loại yếu kém trong trận pháp ngũ cấp ấy chứ. Một khi ảnh sát môn chĩa mũi nhọn vào Diệp gia, trận pháp ngũ cấp chẳng thể ngăn cản tập kích của đối phương được. Sau khi tự hỏi hồi lâu, cuối cùng Diệp Huyền quyết định tiếp tục xây phủ đệ trên nền trụ cột là Mê Không Trận. Mê Không Trận thượng cổ này bố trí ở đây đã mấy nghìn năm, nếu trong mấy nghìn năm này đều an ổn vô sự thì chỉ cần cẩn thận một chút, chắc sẽ không trùng hợp xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, thứ được che giấu dưới đáy Mê Không Trận chưa chắc đã là cái gì nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Diệp Huyền lợi dụng Mê Không Trận này để bảo vệ Diệp gia chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, qua 2 năm nữa thực lực của hắn khôi phục thêm một ít rồi, ắt hẳn sẽ biết bên dưới Thiên Húc hành tỉnh cất giấu cái gì, đến khi đó nếu có nguy hiểm thật thì chuyển rời Diệp gia đi cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hạ ngay quyết định. Với tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ để một mình bố trí một trận pháp lục cấp, mà ngoài hắn ra thì Diệp gia cũng chẳng còn trận pháp sư nào làm nên trò trống, để tộc nhân của mình nắm giữ được Mê Không Trận, Diệp Huyền nhất định phải tiến hành thay đổi một số thứ trên trụ cột Mê Không Trận vốn có. Diệp Huyền không tùy tiện động thủ mà cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó mới vạch kế hoạch trong lòng. Một vài tài liệu Diệp Huyền yêu cầu nhanh chóng được vận chuyển tới. Mê Không Trận vô cùng độc đáo và cường đại, vượt qua cả năng lực bố trí của Diệp Huyền hiện tại, còn chưa kể đến trận pháp viễn cổ cực kỳ đặc thù. Song trận pháp học trải qua nhiều năm phát triển như thế, dù vô số trường phái trận pháp thượng cổ đã thất lạc trong sông dài lịch sử, nhưng thuật học về trận pháp vẫn đang không ngừng tinh giản và lão luyện hơn.
Với Diệp Huyền mà nói, thay đổi vài đường cơ bản trong trận chẳng phải là chuyện đặc biệt khó khăn gì. Cho dù là thế, Diệp Huyền cũng mất hơn nửa tháng dòng dã mới, có thể hoàn thành triệt để việc cải tạo mê không trận. Trong thời gian nửa tháng ấy, với sự trợ giúp của 10 vạn đại quân mà Lý Dật Phong mang đến, phủ đệ Diệp gia cũng xây dựng xong xuôi, một tòa kiến trúc vô cùng xa hoa rộng mênh mông bát ngát cuối cùng, cũng hiển hiện trước mắt mọi người. Gia gia, phụ thân, bá bá, nơi đây chính là trung tâm khống chế của mê không trận, thật ra nó có thể di động đấy. Mọi người xem, thứ thực sự quan trọng nhất ở đây là quả khống chế cầu này. Khống chế cầu là do con luyện chế bằng thủ pháp đặc thù, chỉ có huyền lực hình thành, từ việc tu luyện công pháp vô song địa diệt công mới có thể luyện chế khống chế. Con còn đưa phương pháp khống chế mê không trận vào bên trong đó, chỉ cần mọi người dùng huyền thức thẩm thấu vào là, biết được phương pháp khống chế mê không trận ngay thôi. Vậy sao? Nghe Diệp Huyền nói vậy, lão gia tử nhất thời vui vẻ hẳn lên, ông đặt tay phải lên thủy tinh cầu, huyền thức khống chế huyền lực tiến vào trong đó, chỉ một chớp mắt sau. Từng đường từng góc của cả tòa phủ đệ đã hiển hiện rõ ràng trong tâm trí ông, đồng thời trên mặt kính trước mặt, cũng hiện ra con đường lui tới của rất nhiều tộc nhân trong tòa phủ này. Lão gia tử học tập đơn giản một chút thì đã nắm vững phương pháp khống chế, ông vừa động tâm niệm, thì cả Diệp Vương phủ đệ đã biến mất không rõ tung tích chỉ trong nháy mắt, người bị vây hãm trong phủ đệ lập tức thấy, như mình rơi vào một mảnh sương mù mịt mờ, không cảm giác nổi bốn phía, thậm chí còn hoàn toàn mất đi liên hệ với đồng bạn của mình. Một màn bất thình lình diễn ra như thế làm cho rất nhiều người hầu kẻ hạ và tộc nhân Diệp gia hoảng hốt lên. Chỉ có đám người Âu Dương Tiêu Sơn vốn biết mấy ngày nay Diệp Huyền làm gì là bình tĩnh lại được sau phút cả kinh ban đầu. Lão gia tử lại động tâm niệm thêm lần nữa, sương mù đầy trời biến mất, Diệp Vương phủ đệ lại hiện ra trước mắt mọi người. Gia gia, người vừa thi triển hiệu quả mê trận của mê không trận, trừ cái này ra, chỉ cần người muốn thì còn có thể vây khốn địch nhân ở bất cứ khu vực nào của đại trận. Sau đó lệnh cho tộc nhân đánh tan từng bộ phận của chúng. Không chỉ như thế, mê không trận cải tiến xong còn có hiệu quả công kích nhất định, có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả như thiên võ sư tứ giai. Song đối với võ tông trên ngũ giai thì hiệu quả không tốt được như thế, chỉ có thể làm cho họ luống cuống tay chân một chút mà thôi. Diệp Huyền giải thích chi tiết. Tốt lắm, có đại trận này ở đây, Diệp gia ta quả thực đúng là đã có một lớp phòng thủ kiên cố rồi. Sau khi ba người Diệp Phách Thiên lão gia tử lý giải hết công hiệu của mê không trận, thì cả đám người đều trợn tròn mắt há hốc mồm, mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Theo như những gì Diệp Huyền nói thì chỉ cần có đại trận này, ngũ giai võ tông căn bản là chỉ có vào mà không có ra, cho dù là lục giai võ tôn đi vào bị vây khốn ở trong đó, không mất 10 ngày nửa tháng loay hoay vất vả thì cũng không phá được trận, mà bước ra ngoài. Diệp Phách Thiên lão gia tử lập tức hạ mệnh lệnh xuống, sai người đem cất khống chế cầu vào nơi sâu nhất trong nội viện Diệp gia, hơn nữa còn phải canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Diệp gia phủ đệ phân ra nội viện và ngoại viện là nơi người hầu tạp dịch ở, nội viện là nơi ở của tộc nhân trực hệ Diệp gia, mà nơi sâu nhất ở đây chính là trung tâm cấm địa. Nơi này chỉ có ba người Diệp Phách Thiên lão gia tử, phụ thân của Diệp Huyền Diệp Triển Vân và gia chủ Diệp Triển Hùng là có thể đi vào, trừ họ ra, bất luận là ai trong Diệp gia cũng không được bước vào nửa bước. Ở nhà thêm một thời gian, mắt thấy thời gian cách phủ quang đại hội chẳng còn lại bao nhiêu, bấy giờ Diệp Huyền mới khởi hành rời khỏi gia tộc, đi đến Vương Thành. Đến Vương Thành, đám người Khô Trần đã sớm chờ lâu đến mỏi cả mắt, nhìn thấy Diệp Huyền trở lại, bấy giờ cả đám mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi làm lão hủ này đợi lâu quá, ngươi mà còn không về, thì lão hủ ta sắp phải đến Thiên Húc hành tỉnh tìm ngươi luôn rồi. Tuy từ nay đến Phù Quang Đại hội còn đến hơn một tháng thời gian, nhưng Lưu Vân Quốc cách nơi tổ chức đại hội cả tháng đi đường dài rằng rặc, nếu không khởi hành ngay lập tức chỉ sợ là sắp muộn mất rồi. Sau khi Diệp Huyền tới, đội ngũ tham gia thi đấu của Lưu Vân Quốc lập tức khởi hành. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền đã sớm tới Hồn Sư Tháp ở Vương Thành, giờ này khắc này, trong đại sảnh Hồn Sư Tháp đã có không ít luyện hồn sư tụ tập. Vị này chính là Diệp Huyền đại sư đã chữa khỏi bệnh cho bệ hạ trong truyền thuyết sao? Là hắn sao? Sao mà hắn còn trẻ thế? Sao mà không trẻ cho được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói năm nay Diệp Huyền đại sư mới có 16 tuổi thôi, sau khi gia nhập Huyền Linh Học Viện một năm, hắn đã tốt nghiệp với tu vi võ sư tam trọng nhị giai rồi, không biết bây giờ đã đột phá địa võ sư chưa? 16 tuổi mà đã là võ sư tam giai. Hẳn là không có đâu đúng không? Lưu Vân Quốc chúng ta cả trăm năm nay chưa xuất hiện thiên tài nào như thế đâu. Nghe nói vì hắn mà cả vương thành này chấn động đến trời long đất lở, mấy vị hầu gia đầu thân chia lìa, thậm chí còn liên lụy đến vài vị vương tử nữa đấy. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Mấy lời thế này mà cũng dám nói ra ư? Tuy rằng chúng ta là luyện hồn sư địa vị cao quý, thế nhưng không nên can thiệp vào việc trong vương tộc thì vẫn là tốt hơn cả. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền thì toàn bộ đại sảnh của Hồn Sư Tháp mau chóng nổi lên rất nhiều âm thanh bàn luận ồn ào,
Không ít các luyện hồn sư không ngừng đánh giá quan sát Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất ngờ, kinh ngạc. Thế nhưng có một vài luyện hồn sư lại nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Trong đó có một thanh niên luyện hồn sư mặc trường bào lam sắc, người này hừ lạnh một tiếng mà nói. Nghe nói vì chờ đợi hắn, mà cả một đoàn luyện hồn sư đông đảo chúng ta phải ở đây, uổng phí cả hơn nửa tháng trời kia đấy, bằng không chúng ta đã xuất phát lên đường từ lâu rồi, người này đúng là cao giá quá. Ta đã xem qua sơ lược lý lịch của hắn ở hồn sư tháp, lúc đăng ký chẳng qua chỉ là một nhất phẩm luyện hồn sư, hơn nữa mới đăng ký từ một năm về trước, thế mà lại được gia nhập, trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài của Lưu Vân Quốc chúng ta, chẳng biết là có thực lực thật sự hay là đi cửa sau luồn vào. Một thanh niên khác cũng cười lạnh nói với giọng điệu chua ngoa mỉa mai. Có khi đúng là như lời ngươi nói thật đấy, nghe đồn mối quan hệ của người này với Khô Trần phó hội trưởng vô cùng tốt mà, ai biết được thế nào đâu. Không ít người âm thầm bàn tán xì sầm, ánh mắt nhìn Diệp Huyền cực kỳ bất hảo. Những luyện hồn sư này đều trên dưới 20 tuổi, nhìn Diệp Huyền có thực lực mới lên nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, mà đã trở thành một trong ngũ đại tuyển thủ tổ thiên tài, trong lòng họ đều cực kỳ không vui. Trong số họ có rất nhiều người từ 2-3 năm, thậm chí là 5-6 năm trước đã trở thành nhất phẩm luyện hồn sư, nay đều đã ở kỳ đỉnh phong của nhất phẩm luyện hồn sư rồi. Bọn họ cũng ôm ít nhiều hy vọng với việc được gia nhập vào tổ thiên tài. Ai biết khi danh sách phát xuống, tất cả họ đều bị loại ra. Những thiên tài nhị phẩm kia có được vị trí thì họ còn lý giải được. Song Diệp Huyền là người mới lên nhất phẩm luyện hồn sư được có một năm, thế mà cũng được vào danh sách, đương nhiên là khiến họ khó chịu lắm rồi. Tất nhiên họ cũng chỉ dám âm thầm bàn tán mà thôi. Nếu bắt họ thực sự đi kháng nghị với các vị cao tầng trong hồn sư tháp, thì còn lâu bọn họ mới dám làm. Diệp Huyền nghe thấy hết những âm thanh xôn xao đó, thế nhưng hắn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, căn bản chẳng hề quan tâm đến. Kẻ không làm người khác ghen tị đố kỵ, thì chỉ là người có tài cán tầm thường mà thôi. Với hết thảy những lời nói sau lưng kia, Diệp Huyền chẳng cố ý giải thích cái gì, cũng không đáng phải giải thích gì cả. Diệp Huyền, ngươi đến muộn thật đấy. Một giọng nói êm tai dễ nghe chợt vang lên bên tai Diệp Huyền. Diệp Huyền kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem, thì thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư cười tươi rói rói đi tới. Vân lão sư người. Nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết lại thản nhiên cười tươi. Lúm đồng tiền rung động lòng người như hoa mai nở rộ giữa ngày đông tháng giá, kiều diễm đến lóa mắt, nàng khẽ cười bảo. Xem ra lần này đây chúng ta lại phải đồng hành cùng nhau rồi. Sau phút giật mình ban đầu, Diệp Huyền đã bình tĩnh lại, hắn cười nhẹ nói. Thì ra Vân Ngạo Tuyết lão sư người đã đột phá nhị phẩm luyện hồn sư, ta phải chúc mừng Vân Ngạo Tuyết lão sư trước cái đã mới được. Làm sao mà ngươi biết được? Lúc này đây, lại đến phiên Vân Ngạo Tuyết giật mình, nàng mới đột phá luyện hồn sư nhị phẩm không được bao lâu. Người biết việc này trong toàn bộ hồn sư tháp chỉ đếm được trong 5 ngón tay, ấy thế mà không ngờ Diệp Huyền chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi luyện hồn sư của nàng, bảo nàng làm sao mà không kinh ngạc giật mình cho được. Vốn dĩ nàng đang định cho Diệp Huyền một điều kinh hỉ, thế mà bây giờ ngược lại, nàng mới là người nhận được kinh hỉ đó. Nàng không khỏi đánh giá Diệp Huyền từ trên xuống dưới một lần, không xem thì chẳng làm sao, vừa xem một cái đã bị dọa cho hết hồn, bởi vì nàng phát hiện mình thế mà lại không nhìn thấy tu vi của Diệp Huyền. Chẳng những không thấy tu vi luyện hồn sư của hắn, mà thậm chí tu vi võ giả cũng không thấy luôn. Bây giờ ngươi đang ở tu vi nào rồi? Đừng nói là đột phá tam giai địa võ sư rồi nhé. Vân Ngạo Tuyết nhìn Diệp Huyền rồi nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phải biết rằng nàng cũng là địa võ sư tam trọng, võ sư nhị giai căn bản không thể nào che giấu nổi tu vi ở trước mặt nàng. Chỉ có người ở cùng giai mới có một chút khả năng làm được. Diệp Huyền sờ sờ mũi, lúng túng nói. Ăn may mà thôi. Hắn đâu thể nói. Cho Vân Ngạo Tuyết biết mình thật ra đã sớm đột phá địa võ sư tam giai, tu vi bây giờ ở cùng cảnh giới địa võ sư tam trọng với nàng rồi được. Chung quy khi trước lúc hắn vẫn còn chưa trở thành võ sĩ nhất giai, thì Vân Ngạo Tuyết đã là võ sư nhị giai tam trọng rồi. Mới có hơn 2 năm trôi qua, Vân Ngạo Tuyết vất vả lắm mới đột phá được lên địa võ sư tam trọng, mà mình lại dễ dàng đuổi kịp người ta, để cho nàng biết thì không khỏi đả kích nàng quá đáng. Cho dù là vậy, Vân Ngạo Tuyết vẫn mang vẻ mặt khiếp sợ khó tin và chẳng thốt được điều gì. Tiểu tử nhà ngươi mau nói thật ra ngay, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào? Vân Ngạo Tuyết thực sự bị tốc độ tu luyện của Diệp Huyền dọa cho kinh hãi. Tiếng hô lớn trong trẻo của nàng vang lên giữa đại sảnh, truyền vào tai mỗi người, thu hút ánh mắt của mọi người về phía này. Vân Ngạo Tuyết năm nay mới có 22 tuổi, tam giai địa võ sư, nhị phẩm luyện hồn sư, chính là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều luyện hồn sư trẻ tuổi trong hồn sư tháp. Mỗi luyện hồn sư trẻ tuổi ở hồn sư tháp từng theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt thẳng thừng. Nay họ thấy Vân Ngạo Tuyết trò chuyện sôi nổi với Diệp Huyền, còn làm động tác thân mật như thế, thì không ít nam luyện hồn sư nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, ánh mắt của họ tựa hồ có thể đem ra mà giết người được vậy. Ngạo Tuyết, không biết là việc gì mà khiến nàng giật mình đến thế,
nói ra cho ta nghe thử xem nào. Một giọng nói tao nhã vang lên bên tai Diệp Huyền, chỉ thấy một thanh niên mặc tử bào chừng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn nhìn Vân Ngạo Tuyết. Không có gì. Hiển nhiên là Vân Ngạo Tuyết không muốn nói cho đối phương nghe. Thanh niên kia lại chẳng hề để ý điểm ấy, vẫn cứ tươi cười ôn hòa mà rằng. Ngạo Tuyết, nghe nói nàng đi Lam Nguyệt Thành 2 năm, ta đã sắp sửa xin đến Hồn Sư Tháp, ở Lam Nguyệt Thành đảm nhiệm chức vụ hội trưởng rồi, không ngờ nàng lại trở về đây. Xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố chúng ta lắm, lần này chúng ta có thể cùng nhau đi tham dự Phủ Quang Đại Hội, chắc chắn đây là duyên phận sắp đặt rồi, hy vọng lần này nàng đừng cự tuyệt ta như trước nữa. Nàng cũng biết đấy, trong vương thành này có rất nhiều cô gái theo đuổi ta, thế nhưng các nàng ấy đều không thể làm ta để mắt đến, chỉ có Vân Ngạo Tuyết nàng mới là đối tượng, mà Hà Từ Đình ta ngưỡng mộ trong lòng thôi. Khi người này biểu lộ thái độ ái mộ, cũng biểu đạt một cách cực kỳ tao nhã. Vân Ngạo Tuyết nhướng mày nói, Hà Từ Đình, giữa ta và ngươi chẳng có quan hệ gì cả, hy vọng ngươi đừng có quấn giết lấy ta. Hà Từ Đình cũng không ngại, gã nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười bảo, ngươi chính là Diệp Huyền phải không? Ta đã sớm nghe đại danh của ngươi từ lâu, có điều luyện hồn sư khác với những người khác, chỉ sợ ngươi không biết, ở vương quốc chúng ta hàng năm, số lượng luyện hồn sư thiên tài cường đại xuất hiện nhiều không đếm xuể, người đột phá nhất phẩm trước tuổi 20 không phải là ít, song rất nhiều người thường là phù dung sớm nở tối tàn, người có thể đi tiếp, cuối cùng đột phá đến nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đã ít lại càng ít hơn. Hy vọng lời nói của ta có thể nhắc nhở ngươi ít nhiều, phải tránh kiêu ngạo, tránh nóng nảy. Có lẽ ngươi không biết ta nhỉ? Ta tên là Hà Từ Đình, đệ nhất thiên tài luyện hồn sư của Hồn Sư Tháp, 24 tuổi, nhị phẩm đỉnh phong. Nói đoạn, Hà Từ Đình trực tiếp vươn tay phải ra trước mặt Diệp Huyền, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Vân Ngạo Tuyết lão sư, ở đây nhàm chán quá, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Tuy Hà Từ Đình từ đầu tới cuối vẫn đeo một nụ cười ôn hòa, mỗi câu nói ra nghe cũng rất chi là khách khí, thế nhưng trong mắt Diệp Huyền thì đối phương lại giả dối vô cùng. Bất luận người này thể hiện ra ngoài nho nhã lễ độ thế nào, Diệp Huyền trước sau chỉ cảm nhận được sự kiêu ngạo và thái độ bề trên trịch thượng phát ra từ xương tủy gã mà thôi. Tất thảy sự ôn hòa gã thể hiện ở bề ngoài đều chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang, trong tâm khảm lại khinh thường Diệp Huyền đến cùng cực. Đối với người như thế, Diệp Huyền căn bản lười phản ứng. Thấy Diệp Huyền chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái mà còn cùng Vân Ngạo Tuyết đi thẳng sang chỗ khác, cánh tay phải Hà Từ Đình đang vươn ra nhất thời cứng đờ giữa không trung, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt biến đổi mấy lượt, cuối cùng lại khôi phục nụ cười nhã nhặn lúc đầu. Ta nghe nói Diệp Huyền ngươi có phong cách rất độc đáo, chẳng làm bộ với ai bao giờ. Tại hạ hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy nhỉ. Tính cách thế này mới là phóng khoáng chẳng biết kiêng nể ai, tại hạ bội phục. Ngạo Tuyết, nghe nói Diệp Huyền từng là đệ tử của nàng, đúng là danh sư xuất cao đồ, không bằng nàng dẫn tiến cho ta một chút đi. Không cần phải thế. Vân Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp lời. Tuy liên tiếp bị Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt thẳng thừng, nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt Hà Từ Đình lại trước sau không hề biến mất, ngược lại gã còn cười bảo. Đương nhiên là cần chứ, nghe nói Diệp Huyền này có quan hệ không giống bình thường với Khô Trần Phó Hội trưởng, cha ta Hà Trấn cũng là Hồn Sư Tháp Phó Hội trưởng, huống chi ba chúng ta đều là thành viên tổ thiên tài đi tham dự Phủ Quang Đại hội lần này, từ nhỏ ta đã cực kỳ kính nể Khô Trần Phó Hội trưởng, chúng ta càng nên trao đổi học tập về phương diện luyện hồn một chút mới đúng. Ta tin rằng ánh mắt của Khô Trần Phó Hội trưởng nhất định là có chỗ độc đáo riêng, sẽ không tùy tiện kéo một luyện hồn sư không làm, cho người ta nể phục vào cho đủ số đâu. Tin là Diệp Huyền huynh đệ sẽ không từ chối yêu cầu này của ta chứ. Trong giọng điệu của Hà Từ Đình mang theo một tia khích tướng. Không có hứng thú. Diệp Huyền từ chối ngay tắp lự, vẫn không thèm liếc mắt nhìn Hà Từ Đình. Khóe mắt Hà Từ Đình giật giật hai cái, dường như có nộ khí đang quấn quanh, nhưng cuối cùng gã vẫn nhẹ cười bảo rằng. Chẳng lẽ Diệp Huyền huynh đệ không có tự tin với chính bản thân mình hay sao? Diệp Huyền thản nhiên đáp lời. Ta có tự tin hay không, liên quan quái gì đến ngươi chứ? Nộ khí tóe ra từ hai con mắt của Hà Từ Đình. Thế nhưng gã mau chóng nén xuống, cố gắng giữ lấy dáng vẻ phong độ của mình. Chẳng qua nụ cười tươi rói trên khóe miệng có vẻ thiếu tự nhiên nghiêm trọng so với lúc trước. Ôi, Diệp Huyền huynh đệ tuổi còn nhỏ mà tính tình thì chẳng nhỏ chút nào. Có điều cần gì phải ăn nói như thế cơ chứ? Người ta đều là thiên tài đệ tử của Hồn Sư Tháp, thay mặt Lưu Vân Quốc tham dự Phủ Quang Đại hội, đâu phải là kẻ thù kẻ địch gì của nhau đâu, sao không hữu hảo với nhau một chút? Ngươi thấy ta nói đúng không? Sao? Ta thích nói năng như thế đấy, liên quan đếch gì đến ngươi? Các hạ cứ thế này còn muốn trao đổi đàng hoàng nữa hay thôi? Hà Từ Đình tức giận đến mức thất khiếu đều bốc khói, thế nhưng trước mặt bao nhiêu luyện hồn sư, gã vẫn rất nỗ lực duy trì phong độ. Ai muốn trao đổi gì với ngươi? Thích biến đi đâu thì biến ngay đi. Đừng có tỏ theo ta là được. Ngươi,
ta nể mặt chúng ta đều là thành viên của hồn sư tháp nên mới có lòng tốt nhắc nhở ngươi, không ngờ ngươi lại nói năng với ta như thế, chẳng lẽ vị trí này của ngươi có lai lịch bất chính, nên ngươi mới ngại mặt không dám trao đổi với ta. Hà Từ Đình rốt cuộc cũng không bảo trì được phong độ nữa mà liên tục cười lạnh. Thế có phải hơn không, lưu manh chính là lưu manh, gây sự chính là gây sự, giả vờ giả vịt mãi làm gì? Ngươi, ta không đấu võ mồm với ngươi, thế này đi, ta thật muốn biết, một tên tiểu quỷ mới vừa trở thành luyện hồn sư nhất phẩm được một năm như ngươi, rốt cuộc có được vị trí này như thế nào? Sắc mặt gã xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giá buốt. Hà Từ Đình luôn tự cho mình là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền bắt gã đợi hơn nửa tháng đã khiến cho gã bất mãn trong lòng. Vừa rồi sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và Vân Ngạo Tuyết thân mật với nhau thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lại càng dâng cao. Bấy giờ mới hư tình giả ý muốn đi ra làm quen với Diệp Huyền, rồi bắt Diệp Huyền phải bẽ mặt một phen. Ai ngờ Diệp Huyền nói chuyện miệng sắc như dao làm cho thái độ làm bộ làm tịch của gã bị xé rách, không thể kìm chế được nên mới lộ ra diện mạo sẵn có của mình. Sao rồi hà? Không nói không rằng là cố ý giả ngu hay là không còn lời nào để nói. Số lượng nhất phẩm luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta nhiều không đếm xuể, ít ra cũng phải đến mấy chục người, trong đó không thiếu những luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong. Thế mà cố tình một kẻ mới thăng cấp nhất phẩm được hơn một năm, như ngươi lại có tên trong danh sách, nếu nói không ai giở trò gì thì ai mà tin được. Hà Từ Đình liên tục cười lạnh, những lời này người khác không dám nói, nhưng gã là đệ nhất thiên tài, con trai của phó hội trưởng hồn sư tháp, gã nói chẳng kiêng nể ai hết. Hà Từ Đình, ngươi nói bậy bạ gì đó hả? Vân Ngạo Tuyết tức giận quát lớn. Ngạo Tuyết, ta chỉ đang quan tâm đến sự công chính liêm minh của danh sách những người đi tham dự Phủ Quang Đại Hội, mà thôi, đương nhiên nàng là nhị phẩm luyện hồn sư, ta tất nhiên là không hoài nghi gì nàng. Thế nhưng cái kẻ đường chính không đi mà muốn luồn lách cửa sau kia, không biết có can đảm nhận thử thách của ta hay không? Hà Từ Đình không cam lòng cứ thế bỏ qua, cười lạnh liên thanh, khí thế bức người. Nhất thời lúc ấy, tất cả luyện hồn sư trong đại sảnh hồn sư tháp đều túm tụm với nhau. Thấy cảnh này, họ đều xì sầm bàn luận, trong lòng hưng phấn không thôi. Tuy rằng gần đây danh tiếng của Diệp Huyền ở Vương Thành lên rất cao, nhưng có tên trong danh sách tham dự Phủ Quang Đại Hội là việc có quan hệ mật thiết đến lợi ích cá nhân của mỗi luyện hồn sư. Thế nên khi thấy Hà Từ Đình thật sự chỉ mặt điểm tên tuyên chiến với Diệp Huyền, thì tất cả luyện hồn sư đều cực kỳ hưng phấn mong chờ. Đúng, có bản lĩnh thì chấp nhận thử thách của Hà Từ Đình đại ca đi. Người tham dự Phủ Quang Đại Hội liên quan đến địa vị của Lưu Vân Quốc chúng ta trong liên minh thập tam quốc, càng liên quan mật thiết đến tư cách bước vào Phủ Quang bí cảnh, tất cả tuyển thủ được chọn lựa đều phải đại diện cho những người nổi trội nhất trong Lưu Vân Quốc chúng ta. Nhược bằng có người muốn dựa vào quan hệ cá nhân mà đoạt lấy vị trí thì đừng nói đến thiệt hại lợi ích của ai, mà chính là một thiệt hại nặng nề, một khối u ác tính đối với lợi ích của toàn bộ Lưu Vân Quốc. Nói không sai, Hà Từ Đình đại ca chính là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp chúng ta, nhị phẩm đỉnh phong luyện hồn sư, có huynh ấy thử thách đánh giá chúng ta mới có thể tin tưởng được. Có Hà Từ Đình đi đầu, mấy luyện hồn sư ngay từ đầu đã bất mãn với Diệp Huyền, nhưng không dám mở miệng lập tức nhao nhao ồn ào. Hà Từ Đình, tuy Diệp Huyền huynh đệ mới trở thành nhất phẩm luyện hồn sư không được bao lâu, nhưng nếu đã được nhóm người hội trưởng tuyển vào một trong năm vị thiên tài, thì đương nhiên phải có chỗ đặc biệt của hắn. Ta nghĩ bài kiểm tra đánh giá này của ngươi không cần nữa thì hơn. Đúng lúc này, một nam tử mặc bạch bào tiến lên phía trước, mỉm cười với Diệp Huyền và hào sảng nói. Tạ Kim Đường. Ngươi cũng ra mặt nói chuyện thay cho hắn hay sao? Nhìn thấy người này, Hà Từ Đình nhướng mày lạnh lùng quát, trước khi Vân Ngạo Tuyết đột phá, trừ gã ra thì hồn sư tháp chỉ còn một nhị phẩm luyện hồn sư 25 tuổi, chính là Tạ Kim Đường, đương nhiên người này cũng là một trong số 5 tuyển thủ. Ta chẳng ra mặt nói chuyện thay ai cả, chỉ là cảm thấy bất luận 5 người mà hội trưởng tuyển chọn ra là ai, thì chúng ta cũng đều phải tin tưởng vào hội trưởng. Hoa ngôn xảo ngữ. Hà Từ Đình lạnh lùng cười. Tạ Kim Đường, ngươi đừng có mà chụp mũ cho ta. Hà Từ Đình ta không phải là không tin vào sự lựa chọn của hội trưởng bọn họ, chẳng qua ta thấy kẻ này tuổi còn trẻ như thế, muốn kiểm tra thử xem tạo nghệ của hắn về phương diện luyện hồn sư đến đâu mà thôi, chung quy sắp tới chúng ta sẽ xuất chiến thay mặt cả Lưu Vân Quốc, đương nhiên là phải tìm hiểu một chút xem thực lực của chiến hữu như thế nào rồi, chẳng lẽ chuyện này cũng không được làm hay sao? Nhìn thấy có người ra mặt vì Diệp Huyền, Hà Từ Đình lập tức chuyển giọng ngay, lời nói ra cũng cẩn thận chọn lựa hơn hẳn. Đồng thời ánh mắt gã cũng liếc sang một luyện hồn sư trẻ tuổi khác vẫn đứng ở một bên. Lý Vạn Bằng sư đệ, ngươi nói có đúng không? Người tên Lý Vạn Bằng này cũng là một trong 5 tuyển thủ được hồn sư tháp lựa chọn, 22 tuổi, địa võ sư nhất trọng, nhất phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Lý Vạn Bằng vốn không định tham dự vào trận thị phi này, thấy Hà Từ Đình nhìn về phía mình thì trong lòng lập tức hô to hỏng chuyện, nhưng lúc gã muốn tránh thì đã không còn tránh kịp nữa rồi. Nghe thấy câu hỏi của Hà Từ Đình, gã chỉ có thể đứng ra mà kiên trì nói.
Hà Từ Đình đại ca đương nhiên nói không sai, chúng ta đều đã quen thuộc hiểu rõ nhau từ lâu, chỉ có Diệp Huyền huynh đệ là không thường xuyên ở hồn sư tháp, cho nên không biết rõ được bao nhiêu, làm quen lẫn nhau một chút cũng được. Có điều Diệp Huyền huynh đệ là do hội trưởng chọn lựa ra, chắc hẳn là không vấn đề gì. Lý Vạn Bằng này lắp ba lắp bắp, chỉ có thể cố hết sức không đắc tội với cả hai bên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hà Từ Đình lạnh lùng nhìn Lý Vạn Bằng một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh bảo. Thế nào Diệp Huyền huynh đệ, hay là chúng ta tỉ thí một trận đơn giản đi, cũng là để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Vèo một cái, ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền nhướng mày, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, thì đám người phía sau đại sảnh lại đột nhiên phân tán ra hai bên. Một tiếng động lớn truyền tới, tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vọng lại từ đằng sau họ. Có chuyện gì đây? Mọi người tụ tập cả ở đây làm gì thế? Đám người tách ra, chỉ thấy một lão giả khí thế bất phàm đi ra từ đội ngũ, chính là Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng của Hồn Sư Tháp. Sau lưng ông ta là Khô Trần, Hà Trấn hai vị đại phó hội trưởng, đằng sau nữa là một đoàn trưởng lão đông đảo vây quanh, thanh thế cực lớn. Phù Quang Đại hội là điển lễ long trọng 10 năm mới tổ chức một lần ở Liên minh Thập Tam Quốc, chia thành hai cấp bậc tổ cường giả và tổ thiên tài, là cuộc so tài quy mô lớn nhất của luyện hồn sư Liên minh Thập Tam Quốc. Bởi vậy nhóm luyện hồn sư đứng đầu Lưu Vân Quốc Hồn Sư Tháp đều sẽ đến nơi tổ chức trước, tiến hành so đấu cùng rất nhiều luyện hồn sư trong Liên minh Thập Tam Quốc. Mà năm vị trí trong tổ cường giả của Lưu Vân Quốc đều là nhân vật mạnh nhất đứng đầu Hồn Sư Tháp, người lĩnh đội đương nhiên chính là Hồn Sư Tháp hội trưởng Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư, Khô Trần phó hội trưởng và Hà Trấn phó hội trưởng mỗi người một vị trí. Ngoài ra hai suất còn lại cũng giao cho hai vị trưởng lão đứng đầu Hồn Sư Tháp, cảnh giới luyện hồn sư của hai người này đều là tam phẩm đỉnh phong, trong Hồn Sư Tháp đứng hàng số 1 số 2, không phân cao thấp với Khô Trần trưởng lão trước khi đột phá. Những người này đều là cao tầng trong Hồn Sư Tháp, bình thường tiềm tu trong tháp, luyện hồn sư bình thường căn bản rất ít khi nhìn thấy họ, nay họ đồng thời xuất hiện lập tức dẫn đến một trận rối loạn, cơ hồ tất cả luyện hồn sư đều chen nhau đi lên, nhao nhao hành lễ, cung kính vô cùng. Ở đây đang có chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Huyền bị đám người vây quanh ở giữa, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng không khỏi lạnh giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lãnh liệt quét qua đám người đến mức cả đám run rẩy trong lòng. Sau đó, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng bước vài bước đến trước mặt Diệp Huyền, khuôn mặt lãnh khốc như hàn băng lập tức cười tươi rói rói. Diệp Huyền đại sư, ngươi đến rồi à? Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi đến sớm quá. Khô Trần đi lên cho hắn một cái ôm nồng nhiệt. Vị này chính là Diệp Huyền đại sư đúng không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà. Hà Trấn phó hội trưởng lần đầu tiên gặp Diệp Huyền cũng cười tươi như hoa, nhiệt tình thân mật. Diệp Huyền đại sư, đợi lâu rồi. Bọn ta thật xấu hổ quá, thế mà lại để đại sư phải chờ ở đây. Các trưởng lão hồn sư tháp còn lại cũng thi nhau lên tiếng rất sôi nổi. Thân là những người đứng trên cao tầng của hồn sư tháp, bọn họ đều biết nội tình, biết Diệp Huyền chữa khỏi bệnh nặng nhiều năm hành hạ bệ hạ mà ai cũng bó tay, là một luyện dược sư cực kỳ cường đại. Hơn nữa việc Khô Trần trưởng lão đột phá được, cũng có quan hệ mật thiết với người tên là Diệp Huyền này. Càng kinh người hơn, Khô Trần trưởng lão thường xuyên được dịp trao đổi với Diệp Huyền, tạo nghệ về mặt luyện hồn không ngừng ngày một tăng cao, tuy rằng mới đột phá tứ phẩm được có một năm, nhưng thủ pháp thi triển ra lại chẳng cần Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng phải nhường nhịn nhiều. Tất thảy những điều đó khiến các trưởng lão này đều hâm mộ vô cùng, một đám chỉ chờ có cơ hội để xây dựng quan hệ tốt với Diệp Huyền, khiến cho cảnh giới luyện hồn của mình được thăng tiến thêm. Bởi vậy người này còn nhiệt tình hơn cả người kia, ôm ấp bắt tay đủ hết. Một màn này khiến cho tất cả luyện hồn sư ở đây trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại ra, chẳng hiểu gì cả. Hôm nay các vị trưởng lão đều bị làm sao vậy? Các luyện hồn sư ở đây không phải là chưa từng nghe qua tên tuổi của Diệp Huyền, biết hắn dường như có quan hệ vô cùng tốt với vương thất, và cực kỳ hợp ý với mỗi vị vương tử. Thế nhưng những vị luyện hồn sư địa vị cao quý nhất Thiên Huyền Đại Lục, các vị trưởng lão này đây đều quyền cao chức trọng, cho dù nhìn thấy vương tử cũng vẫn cao ngạo như thường, sao giờ nhìn thấy Diệp Huyền này lại nhiệt tình đến như thế? Điều làm cho họ giật mình nhất là biểu hiện của Hà Trấn phó hội trưởng, người này trước nay thiết diện vô tư, có danh hiệu lãnh diện phán quan trong hồn sư tháp, một khi gặp luyện hồn sư nào làm trái kỷ luật, ông tuyệt đối nghiêm trị không tha, bởi vậy cơ hồ toàn bộ luyện hồn sư trong hồn sư tháp đều vừa kính vừa sợ ông ta. Trong ấn tượng của mọi người, Hà Trấn chưa bao giờ cười, chẳng ngờ lúc này nhìn thấy Diệp Huyền thì lại để lộ hai lúm đồng tiền tươi rói, làm cho cả đám sợ ngây cả người. Người hiểu rõ Hà Trấn nhất vẫn là Hà Từ Đình con trai ông ta, thấy nụ cười trên mặt phụ thân, cảm giác không ổn từ từ nổi lên trong lòng Hà Từ Đình. Sau một hồi hàn huyên thăm hỏi, bà nãy mọi người xúm vào ở đây rốt cuộc là để làm gì thế? Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng quét mắt qua đám đông luyện hồn sư, lại hỏi lại vấn đề ông ta nghi hoặc ban nãy.
Lúc này thì đám luyện hồn sư làm sao còn dám nói gì nữa, người này liếc người kia, liếc qua liếc lại, đều thành người câm. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, là thế này. Thấy cảnh tượng ấy, Vân Ngạo Tuyết vừa mới định giải thích thì bị Diệp Huyền ngăn lại, sau đó hắn cười nhẹ bảo rằng, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, là thế này, những luyện hồn sư ở nơi này của ngài tựa hồ, không ủng hộ việc ta đạt được một vị trí tham dự phủ quang đại hội, ai cũng muốn kiểm tra thử thách ta nghĩ một lúc thì thấy chung quy thời gian ta đạt, được tư cách luyện hồn sư nhất phẩm đúng là chưa dài thật, không bằng các ngài để lại vị trí này cho các tinh anh khác trong hồn sư tháp đi, ta đây vừa hay cũng được yên tĩnh. Diệp Huyền nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm sao có thể như vậy được. Diệp Huyền vừa nói xong, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng đã lo sốt vó, vội vàng mở miệng cản lại. Chợt sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt quét qua đám người trong đại sảnh, lạnh giọng hỏi. Ban nãy, là ai không hài lòng với danh sách người tham gia phủ quang đại hội, nói muốn kiểm tra thử thách Diệp Huyền đại sư. Mau đứng ra đây cho lão phu. Lời nói của Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng giống như sét đánh, nháy mắt liền vang vọng khắp đại sảnh, khiến cho lỗ tai mọi người ù lên, trong lòng hoảng sợ. Ở hồn sư tháp lâu như vậy rồi, lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng luôn luôn ôn hòa cư nhiên, lại nổi giận lớn, tới mức này. Sao hả, không có ai dám đứng ra à? Trong nháy mắt, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Hà Từ Đình. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng ta. Trái tim Hà Từ Đình trầm xuống, mở miệng mấp máy, nhưng lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía phụ thân Hà Chấn của mình cầu xin giúp đỡ. Đông Phương Ngôn Ngữ cũng nhìn về phía Hà Chấn, ngữ khí cũng mềm xuống. Hà phó hội trưởng, đây cũng là con trai của ngươi, vẫn là do ngươi tới hỏi đi. Ánh mắt của Hà Chấn phó hội trưởng cũng trở nên lạnh lùng, sau khi nhìn thấy Hà Từ Đình thì trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, chợt hỏi. Từ Đình, chẳng lẽ ngươi thật sự nói như vậy hay sao? Phụ thân, chuyện không phải như vậy đâu. Hà Từ Đình lúc này rốt cuộc cũng kịp tỉnh táo lại, mở miệng nói. Phụ thân à, Diệp Huyền này chỉ mới đạt được tư cách luyện hồn sư nhất phẩm hơn một năm thôi, lại lấy được một suất dự thi. Còn rất nhiều những luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong khác của hồn sư tháp chúng ta đều không đạt được tư cách nào, trong lòng có điều oán niệm. Ta cũng là vì cảm thấy tò mò, cho nên mới muốn luận bàn với hắn một phen để xác minh thực lực của hắn một cái, mà thôi, nào ngờ hắn nói năng bất kính với ta, ngôn từ ngạo mạn, cho nên ta mới dùng ngữ khí hơi nặng một chút, cũng không phải ta hoài nghi về quyết định của hội trưởng đại nhân và các ngài, kính xin các vị đại nhân đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ, còn không mau xin lỗi cho ta. Hà Chấn quát lạnh, dọa cho Hà Từ Đình sợ giật thót. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, Hà Từ Đình vẫn luôn rất sợ phụ thân lúc này, bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền huynh đệ, vừa rồi là do ta đường đột, với ánh mắt của hội trưởng và mọi người, chọn ngươi vào đội ngũ thiên tài tự nhiên là có dụng ý riêng của bọn họ. Chuyện vừa rồi, xin ngươi đừng để trong lòng, ta cũng là vì suy nghĩ cho cả đội ngũ, dù sao thì làm đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp, người mạnh nhất tổ thiên tài của hồn sư tháp. Ta cũng phải tìm hiểu một chút về thực lực của mỗi người trong đội ngũ một chút. Nói tới đây, gã cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng khôi phục vẻ chấn định và tự tin như cũ. Lúc đầu ngữ khí của Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng vô cùng nghiêm khắc, nhưng sau khi biết được là mình thì ngữ khí lại lập tức trở nên ôn hòa. Rõ ràng là mình rất có trọng lượng trong lòng Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, nhất định sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà trách phạt gì mình. Nghĩ cũng đúng thôi, mình dẫu sao cũng là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp, phụ thân cũng là phó hội trưởng của hồn sư tháp. Lúc trước sở dĩ bọn họ khách khí với Diệp Huyền như vậy, cũng là vì nể mặt bệ hạ mà thôi, sau này lại tức giận, cũng là vì hành vi của mình có chút tổn hại tới uy nghiêm của bọn họ, giờ mình nói mấy câu xuôi tay một chút thì nhất định sẽ bỏ qua hết. Mà phụ thân nghiêm khắc như vậy rõ ràng cũng là vì tìm một bậc thang để đi xuống, cho nên mình nói vài câu như vậy thì chắc gã sẽ không giận nữa, ở trước mặt nhiều luyện hồn sư như vậy cũng có bậc thang đi xuống. Tên xúc sinh nhà ngươi, tới lúc này rồi mà còn không biết hối cải nữa. Chỉ là khiến cho Hà Từ Đình không thể ngờ chính là, vị phụ thân luôn yêu thương gã có thừa, sau khi nghe thấy những lời gã nói thì lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tát một cái từ sau, chỉ nghe vang lên một tiếng bốp thật lớn, Hà Từ Đình bị đập bay ra ngoài, cả người rơi mạnh xuống đất, có máu tươi rỉ ra khóe miệng. Phụ thân, người, ta, Hà Từ Đình ôm mặt, mở to hai mắt nhìn phụ thân của mình, vẻ mặt không dám tin, đầu óc cũng choáng váng. Đồ chết dẫm này, ngươi dám nghi ngờ tu vi của Diệp Huyền đại sư, còn dám tự xưng là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp. Hừ, sao lão tử lại sinh ra tên tiểu tử chết tiệt không có mắt nhìn như ngươi chứ? Hà Chấn nháy mắt liền mắng ầm lên, mặt mũi đỏ gay, vẻ mặt vô cùng tức giận, vừa luôn miệng lải nhải vừa bước lên tẩn cho Hà Từ Đình một trận, ra tay hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi run lẩy bẩy, kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra là Hà Chấn phó hội trưởng thật sự nổi giận, xuống tay độc ác không giống như đang giả vờ giả vịt.
Tất cả mọi người ở đây nhìn mà ngây ra, bọn họ thật không hiểu nổi Hà Chấn này, tuy rằng ông luôn mặt lạnh nghiêm khắc, nhưng đối với đứa con Hà Từ Đình này của mình thì luôn yêu thương có thừa, đặt trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sở dĩ Hà Từ Đình có thể 24 tuổi trở thành luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, cũng có liên quan tới Hà Chấn phó hội trưởng dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, mọi người thật sự không hiểu nổi, vì sao thái độ của Hà Chấn phó hội trưởng hôm nay lại quay ngoắt một trời một vực thế này, ra tay với con trai mình hung ác tới vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng thầm sợ hãi, Diệp Huyền này rốt cuộc có địa vị gì, mà có thể khiến cho Hà Chấn vì hắn làm ra chuyện như vậy, chứ? Mà người đần ra không hiểu gì nhất chính là bản thân Hà Từ Đình, gã lớn tới như vậy, lần đầu tiên bị Hà Chấn đánh tới cỡ này. Phụ thân, ta, bị Hà Chấn nện cho một trận như vậy, Hà Từ Đình hoàn toàn choáng váng, mặt sưng phù lên như đầu heo, hàm răng cũng bay mất mấy cái, trong miệng vẫn còn phun máu. Hai mắt bầm đen phù lên như bánh bao. Ngươi cái gì mà ngươi, hôm nay nếu như ngươi không xin lỗi Diệp Huyền đại sư cho đàng hoàng, thì ta không có đứa con trai như ngươi. Hà Chấn tức giận mắng, chỉ chớp mắt, trên gương mặt lạnh lùng liền lộ ra nụ cười, quay sang Diệp Huyền nói. Diệp Huyền đại sư, tiểu nhi không hiểu chuyện, lão phu đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời rồi, xin đại sư rộng lòng thứ lỗi. Thái độ dành cho Diệp Huyền kia khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không hiểu gì hết. Trong lòng Hà Chấn lúc này đã thầm mắng đứa con trai ngu ngốc của ông muốn chết rồi, mặc dù ông là phó hội trưởng của hồn sư tháp, nhưng kỳ thật cũng giống như Khô Trần trưởng lão trước khi đột phá vậy, chỉ là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong mà thôi. Sở dĩ ông có thể đảm nhiệm chức phó hội trưởng là bởi vì ông làm việc nghiêm túc, quản chuyện hành chính lại có thủ đoạn, cho nên mới được Đông Phương Ngôn Ngữ đề bạt thành phó hội trưởng. Mà trình độ luyện hồn sư thật sự của ông thì xem với Khô Trần trưởng lão trước khi đột phá, thuộc về cái loại chỉ cách một bước nhỏ, nhưng một mực không cách nào đột phá tới tứ phẩm được. Chỉ là khiến ông không ngờ chính là sau một lần bế quan, thì Khô Trần trưởng lão cư nhiên lại đột phá tới tứ phẩm, được bệ hạ sắc phong làm phó hội trưởng của hồn sư tháp. Đều là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong, Hà Chấn liền phấn chấn tinh thần, tỉnh táo điều tra một lượt tất cả những chuyện diễn ra trước và sau khi Khô Trần trưởng lão đột phá, cuối cùng lại tập trung trên người Diệp Huyền. Theo như ông tìm hiểu, thì việc Khô Trần trưởng lão đột phá tuyệt đối có liên quan tới Diệp Huyền. Về sau điều tra kỹ hơn thì mới phát hiện là Diệp Huyền chỉ trợ giúp Khô Trần trưởng lão hoàn thiện cái trận pháp mà thôi. Trong lòng Hà Chấn liền cảm thấy có chút mất mát. Không ngờ sau này lại truyền ra tin tức Diệp Huyền chữa khỏi bệnh tình của Triệu Kính bệ hạ, khiến cho Hà Chấn cảm thấy rất hiếu kỳ. Cuối cùng sau khi điều tra rõ ràng thì Hà Chấn lại khiếp sợ phát hiện, tuy rằng Khô Trần dựa vào trận pháp mà đột phá, nhưng sau mỗi lần trao đổi với Diệp Huyền xong thì ở phương diện luyện hồn đều có đề thăng và kiến giải kinh người, trong thời gian ngắn ngủi không tới một năm, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học cư nhiên không ngừng tăng lên, thậm chí còn gần bằng với Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, thậm chí còn sâu hơn Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng một bậc. Trong lòng Hà Chấn hiểu rõ, tất cả những chuyện này nhất định là có liên quan với Diệp Huyền, cho nên mấy tháng mà Diệp Huyền rời đi, ông đều nghĩ hết đủ mọi cách để làm thân với Diệp Huyền, muốn Diệp Huyền chỉ điểm cho mình một phen, để cho ông có thể đột phá tam phẩm đỉnh phong bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ là ông thật không ngờ, ông còn chưa kịp làm thân với Diệp Huyền thì đứa con trai của mình cứ nhiên lại đi đắc tội với đối phương, trong lòng Hà Chấn lập tức nghẹn một bụng lửa giận, cho nên mới có một màn bạo lực khi nãy. Diệp Huyền đại sư, đều là con trai ta không hiểu chuyện, ngươi cứ nói đi, mặc kệ đại sư muốn trừng phạt đứa con trai kia của ta thế nào đi nữa, Hà Chấn ta đều sẽ không chớp mắt một cái, bằng không thì ta sẽ không xứng đứng ở chỗ này. Hà Chấn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, đồng thời đá Hà Từ Đình một cái. Còn không mau xin lỗi Diệp Huyền đại sư cho ta. Hà Từ Đình nhìn thấy phụ thân thật sự nổi giận, trong lúc nhất thời cũng bất chấp đau đớn toàn thân, vội vàng đứng lên, cắn răng, nén đau nói. Diệp Huyền đại sư, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta lần này đi. Nói xong câu này, Hà Từ Đình hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặt mũi đỏ bừng. May mắn là gã bị đánh sưng vù thành đầu heo rồi cho nên người khác không nhìn ra. Thân là đệ nhất thiên tài của hồn sư tháp, gã đã bao giờ bị mất mặt như vậy trước mọi người đâu. Tên tiểu tử chết tiệt này, lớn giọng một chút ta không nghe thấy. Nhìn thấy Hà Từ Đình tới lúc này rồi mà còn sĩ diện, Hà Chấn nhịn không được lại đá gã thêm một cước thật mạnh, lạnh giọng nói. Trong lòng Hà Từ Đình cảm thấy xấu hổ muốn chết, lại phải lớn giọng xin lỗi lại lần nữa. Bộ dạng chật vật khiến cho vô số luyện hồn sư xung quanh đều trợn mắt há mồm. Trước kia Hà Từ Đình ở trước mặt bọn họ vĩnh viễn đều là vị đệ nhất thiên tài tao nhã, anh tuấn tiêu sái của hồn sư tháp, nhưng hôm nay lại chật vật tới như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ, cũng sẽ không tin một màn trước mặt này là thật. Diệp Huyền đại sư, tiểu nhi của ta không hiểu chuyện, ta cũng đã bắt hắn xin lỗi rồi, không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy như thế nào. Nếu như còn không hài lòng thì cứ việc nói ra.
Hà Chấn chân thành nói. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Hà Từ Đình một cái, thản nhiên nói. Nếu hắn đã xin lỗi rồi thì bỏ đi, nếu như không phải nể mặt Hà Chấn phó hội trưởng ngài, thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy Diệp Huyền vốn cũng không để trong lòng, cũng lười nói nhảm gì với tên Hà Từ Đình kia. Vậy thì đa tạ Diệp Huyền đại sư. Hà Chấn vội vàng nói, thấy Diệp Huyền cũng không truy cứu nữa, trong lòng của ông không khỏi thở phào một hơi. Ông sợ nhất chính là Diệp Huyền để cho Hà Từ Đình mất đi tư cách dự thi, mất đi cơ hội tham dự phủ quang đại hội lần này, về phần vết thương do bị mình đánh, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không chết thì không thành vấn đề. Một trận sóng gió từ đó biến thành không. Đội ngũ nhanh chóng tập kết, bắt đầu xuất phát. Một nhóm đội ngũ, luyện hồn sư mười mấy người rồng rắn nối đuôi nhau rời khỏi hồn sư tháp. Sau khi đi tới cửa hàng, đội ngũ của Triệu Kính Bệ Hạ đã sớm chờ ở bên ngoài cửa thành. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền đi tới thì lập tức nhiệt tình bước lên nghênh đón. Trong số nhiều người như vậy, người đầu tiên Triệu Kính thăm hỏi, cũng không phải Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng của hồn sư tháp mà là Diệp Huyền. Một màn này càng khiến cho những luyện hồn sư còn lại ở đây âm thầm kinh hãi, cũng không dám hoài nghi hay bất mãn gì về tư cách dự thi của Diệp Huyền nữa. Mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ đều là luyện hồn sư hàng đầu của Lưu Vân Quốc, cũng là trụ cột cường đại nhất của Lưu Vân Quốc, là hy vọng tương lai của bọn họ, vì cam đoan cho sự an toàn của đội ngũ. Lần này Triệu Kính Bệ Hạ đã sắp xếp cho Sở Vân Phi tự mình dẫn đội, đi tới Thủy Vụ Sơn Mạch. An bài như vậy cũng là vì đề phòng trên đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ cách lúc diễn ra phủ quang đại hội còn gần một tháng, vì đề phòng tới trễ, cho nên sau khi hàn huyên một lát thì đội ngũ liền nhanh chóng rời khỏi Vương Thành. Vị trí của phủ quang bí cảnh chính là nằm trong một thâm sơn ở phía đông bắc của Liên minh Thập Tam Quốc, bởi vậy cho nên mỗi lần tổ chức phủ quang đại hội đều tổ chức ở bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch. Còn nơi đội ngũ các bên tập trung chính là Thiên Kim Quốc ở gần Thủy Vụ Sơn Mạch. Thiên Kim Quốc này là một trong ngũ đại cường quốc của Liên minh Thập Tam Quốc, tuy rằng khu vực này có tên gọi là Liên minh Thập Tam Quốc, nhưng kỳ thật cũng không phải chỉ có 13 quốc gia, chỉ vì trong này có 13 vương quốc so ra tương đối mạnh nhất, ngoại trừ 13 vương quốc này ra thì còn có Chư Quốc và Công Quốc, những vương quốc nhỏ nằm ở trong khu vực này, thậm chí có một vài tiểu quốc có diện tích còn nhỏ hơn cả lãnh địa Thiên Húc Hành Tỉnh của Diệp Huyền. Mà ở trong 13 vương quốc này có 5 cường quốc, theo thứ tự là Thiên Kim Quốc, Hỏa Ô Quốc, Thạch Chân Quốc, Lưu Vân Quốc và Đông Thăng Quốc. 8 vương quốc khác trong Liên minh Thập Tam Quốc đều yếu hơn so với ngũ đại cường quốc một chút, bởi vậy cho nên mỗi lần, quán quân đều sinh ra ở trong ngũ đại vương quốc này, rất ít khi có ngoại lệ. Tuy rằng Lưu Vân Quốc nằm trong ngũ đại cường quốc, nhưng luận thực lực tổng thể thì lại chỉ có thể xếp vào hàng thứ tư thứ năm, bất phân cao thấp với Hỏa Ô Quốc, nhưng thực lực lại yếu hơn so với Đông Thăng Quốc và Thạch Chân Quốc. Về phần Thiên Kim Quốc thì vẫn luôn là bá chủ trong Liên minh Thập Tam Quốc. Trên đường đi, sau khi trải qua chuyện ở Hồn Sư Tháp, thái độ của toàn bộ đội ngũ luyện hồn sư đối với Diệp Huyền liền triệt để thay đổi hẳn. Ánh mắt của những tuyển thủ trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Huyền đều vô cùng kính sợ, ngay cả người luôn kiêu căng ngạo mạn như Hà Từ Đình, cũng chỉ rú rú bên trong xe ngựa của mình, một mực không ra ngoài. Đối với ánh mắt kính sợ của rất nhiều luyện hồn sư, Diệp Huyền cũng lười để ý tới, một mình ngồi trong xe ngựa của mình tu luyện. Thỉnh thoảng mấy người Sở Vân Phi và Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng lại tới bàn bạc, lúc đó hắn mới có thể dừng tu luyện lại để trao đổi một phen. Nói là trao đổi, kỳ thật mỗi khi Diệp Huyền nói chuyện với mấy người Sở Vân Phi và Đông Phương Ngôn Ngữ, thì toàn là do Diệp Huyền chỉ bảo, mỗi một câu Diệp Huyền nói ra đều giống như có ma lực, khiến cho rất nhiều trưởng lão và cao tầng của hồn sư tháp đều phải suy nghĩ một trận, lấy được không ít chỗ tốt. Trải qua một tháng đi đường, đội ngũ của mấy người Diệp Huyền rốt cuộc đi tới thành thị tổ chức đại hội ở Thiên Kim Quốc là Mai Lý Thành một tuần trước khi đại hội diễn ra. Mai Lý Thành là một thành thị biên cảnh của Thiên Kim Quốc, cũng là tòa thành thị lớn duy nhất nằm gần phủ quang bí cảnh. Xuất phát từ Mai Lý Thành, đi hơn ngàn dặm về phía đông chính là Thủy Vụ Sơn Mạch nổi tiếng vô cùng nguy hiểm. Đội ngũ luyện hồn sư tới từ Liên minh Thập Tam Quốc sẽ tập hợp ở nơi này, sau đó lại tiếp tục cùng nhau lên đường đi tới Thủy Vụ Sơn Mạch để thi đấu. Thân là nơi tổ chức phủ quang đại hội nhiều lần, Thiên Kim Quốc đã sớm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngay khi đội ngũ của mấy người Diệp Huyền vừa mới đi tới thì đã được mời đi vào, trong một tòa phủ đệ xa hoa. Bên trong phủ đệ này, khắp nơi đều là từng tòa đình viện riêng lẻ, hiển nhiên là an bài cho các tuyển thủ của các quốc gia dùng. Còn 7 ngày nữa phủ quang bí cảnh sẽ bắt đầu, bởi vậy, cho nên những đội ngũ tham gia thi đấu từ các quốc gia 3 ngày nữa sẽ xuất phát. Diệp Huyền, có muốn đi dạo một vòng Mai Lý Thành hay không? Sắp xếp đội ngũ xong xuôi thì Vân Ngạo Tuyết liền đi tới gian phòng của Diệp Huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe nói ở Mai Lý Thành này, mấy ngày nay đều sẽ tổ chức những tràng đấu giá hội lớn, trong đấu giá hội thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ chân dị vật, không bằng chúng ta cùng đi xem có được không? Mỗi khi diễn ra phủ quang đại hội,
đều là lúc tất cả luyện hồn sư cường đại nhất của Liên minh Thập Tam Quốc tụ tập, những thương hội của Thiên Kim Quốc và Liên minh Thập Tam Quốc đương nhiên sẽ nắm chắc lấy cơ hội này, mỗi ngày sẽ cử hành một tràng đấu giá hội quy mô lớn ở trong Mai Lý Thành, những bảo vật xuất hiện bên trong bình thường đều xa hoa đắt đỏ và quý hiếm hơn so với những đấu giá hội bình thường, những bảo vật áp trục thấp nhất cũng là dị bảo lục giai, đủ khả năng hấp dẫn tất cả luyện hồn sư ở trong Mai Lý Thành. Đừng nói là tuyển thủ thiên tài như Vân Ngạo Tuyết, cho dù là luyện hồn sư cự phách như hội trưởng Đông Phương Ngôn Ngữ, phó hội trưởng Khô Trần, cũng sẽ tới đấu giá hội xem thử, hoặc đấu giá chú đồ, quả thật là vô cùng náo nhiệt. Bất quá Diệp Huyền cũng vẫn cự tuyệt, chỉ còn một tuần nữa là tới lúc Phủ Quang Đại hội diễn ra, hắn cần phải chuẩn bị một chút, không rảnh để làm những chuyện khác. Huống hồ gì, hắn chiếm được chữ vật giới chỉ của Lữ Hạo rồi, bây giờ cũng không thiếu tài nguyên gì, loại đấu giá hội kiểu này, căn bản không hấp dẫn được hắn. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Huyền bắt đầu công đoạn chuẩn bị sau cuối, từ chỗ Khô Trần phó hội trưởng, hắn biết được một số điển cố ở Thủy Vụ Sơn Mạch kia, cùng với tình huống của các lần diễn ra Phủ Quang Đại hội trước kia, còn có danh sách luyện hồn sư thiên tài của các đại vương quốc, trong Liên minh Thập Tam Quốc mấy năm bay, bao gồm cả tư liệu cường giả, cũng có vô cùng đầy đủ. Đối với những luyện hồn sư thiên tài kia, Diệp Huyền chỉ xem qua đại khái rồi thôi, thứ hắn chú ý chính là cường giả trong Liên minh Thập Tam Quốc, cùng với lịch sử của Thủy Vụ Sơn Mạch này và tình huống của Phủ Quang Bí Cảnh. Từ những tài liệu như Lục Sắc Hoa, Diệp Huyền có thể nhận ra, trình độ của Phủ Quang Bí Cảnh này rất có thể cao hơn hẳn so với tưởng tượng của mình, chứ không phải là loại bí cảnh nhỏ bình thường. Về phần rốt cuộc nó cao bao nhiêu thì trước khi tiến vào bên trong, hắn tạm thời không cách nào phân biệt rõ ràng được. Tốn thời gian 2 ngày, Diệp Huyền rốt cuộc xem hết toàn bộ tư liệu của Phủ Quang Bí Cảnh, sau khi trong lòng có chỗ hiểu rõ về nó, lúc này hắn mới đi ra khỏi phòng của mình, đi ra đường cái của Mai Lý Thành. Trên đường cái, người tới người đi, vô cùng náo nhiệt, Diệp Huyền chỉ tùy tiện đi dạo một vòng. So với vương thành của Lưu Vân Quốc thì mặc dù kiến trúc trong Mai Lý Thành này không xa hoa lắm, nhưng cái gì cần đều có đủ, vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là một ít cửa hàng, bên trong cư nhiên bán đủ thứ tài liệu mà luyện hồn sư cần dùng. Cư nhiên là thủ tâm thảo. Ở trên một vài quầy hàng, Diệp Huyền nhìn thấy vài cọng đăng bảo màu đen, giá bán đề chỉ có 10 vạn huyền tệ, khiến hắn có chút kinh ngạc. Thủ tâm thảo này là linh dược tứ giai, có tác dụng loại trừ một số loại độc tố đặc biệt, bởi vì điều kiện sinh trưởng của nó rất khắc nghiệt, cho nên, ở một số nơi trên đại lục bình thường chỉ có thể dùng huyền thạch mới mua được, hơn nữa bình thường chính là có tiền cũng không mua được, về phần dùng huyền tệ thì căn bản không thể nào mua được. Diệp Huyền không chút do dự liền mua hết toàn bộ thủ tâm thảo này. Lúc này hắn rốt cuộc cũng phát hiện, nơi hoang vu hẻo lánh cũng có chỗ tốt của riêng nó. Tuy rằng tài liệu bên trong Liên minh Thập Tam Quốc rất ít, rất nhiều thứ quý hiếm ở bên ngoài khó mà tìm thấy ở nơi này, nhưng cũng đồng dạng, một số thứ ở bên ngoài bị người ta tranh đoạt sứt đầu mẻ chán, ở nơi này lại rất ít người biết được tác dụng của nó, cũng ít khi cần dùng tới, cho nên sẽ bán với giá cực kỳ rẻ. Có cơ hội tốt như vậy, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua, một đường đi dạo, chọn mua được một số thứ mà sau này hắn có thể dùng tới. Ở bên ngoài tương đối chân quý, ở đây lại tương đối rẻ. Dạo qua một số cửa hàng, thật đúng là khiến Diệp Huyền tìm được không ít thứ tốt. Ở trước một cửa hàng, Diệp Huyền lại nhìn thấy vài viên huyền minh thạch đang đặt ở một xó, không ai thăm hỏi gì tới. Hắn cảm thấy tâm động một chút lập tức bước lên, cẩn thận dò xét một phen, phát hiện quả thật chính là huyền minh thạch, cố nén kích động trong lòng, mở miệng hỏi. Lão bản, mấy khối đá này bán như thế nào? Âm phong thạch, 1 vạn huyền tệ một khối. Lão bản liếc qua một cái liền chậm rãi báo giá. Ta muốn mua hết 5 khối này. Diệp Huyền không chút do dự liền móc ra chi phiếu 5 vạn huyền tệ, nhưng trong lòng thì lại âm thầm lắc đầu. Lão bản này cư nhiên coi huyền minh thạch thành âm phong thạch, đúng là có mắt không tròng. Huyền minh thạch là một loại tài liệu đặc biệt có thể ổn cố hồn lực của luyện hồn sư. Luyện hồn sư tu luyện hồn lực sẽ thường xuyên xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hồn lực sinh ra ba động, tẩu hỏa nhập ma, còn huyền minh thạch lại có tác dụng có thể ổn cố hồn lực. Chỉ cần điều phối thành chất lỏng, dùng nó trước khi tu luyện, thì có thể khiến cho võ hồn của luyện hồn sư trở nên ổn cố hơn gấp mấy lần. Chỉ cần không phải tu luyện loại hồn quyết đặc biệt quỷ dị nào đó, bình thường sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Còn âm phong thạch, cũng là một loại tài liệu có thể tinh luyện ra âm thuộc tính chi lực, có thể dùng trong việc phối chế một số dược tề, tuy rằng cũng khá chân quý, nhưng so với huyền minh thạch thì lại kém xa cả vạn dặm. Hai thứ này rất giống nhau, người bình thường khó mà phân biệt được điểm khác nhau của hai loại. Nhưng ở trên Thiên Huyền Đại Lục đã có một cách xử lý vô cùng đơn giản, đó chính là dùng hồn lực thông qua một loại tần sóng nào đó xâm nhập vào bên trong. Nếu như là huyền minh thạch thì hồn lực sẽ có cảm giác như bị nghẽn lại, còn âm phong thạch thì lại không có loại cảm giác này. Bất quá tính ra thì phương pháp như vậy ở nơi như Liên minh Thập Tam Quốc cũng không có ai biết được,
cũng vì bản thân của vị lão bản này là một vị luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong. Nếu như ở trong Liên minh Thập Tam Quốc biết được cách này thì luyện hồn sư như, gã không thể nào không biết điểm này được. Lão bản đợi đã. Ngay lúc Diệp Huyền đang chuẩn bị gom hết 5 khối huyền minh thạch kia lại, thì đột nhiên có vài tên thanh niên nhanh chóng bước tới, ánh mắt nhìn về phía huyền minh thạch lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền có chút kinh hỉ lóe lên. Chúng ta muốn mua mấy khối đá này, lão bản, người nói giá đi. Một tên thanh niên trong số đó đứng chặn trước huyền minh thạch, trầm giọng nói với lão bản kia. Các vị mấy khối đá này ta đã mua rồi, các ngươi làm như vậy có vẻ như không ổn lắm đâu. Diệp Huyền nhíu mày nói. Hắn nói rất đúng, các vị, mấy khối âm phong thạch này đúng là đã bị vị tiểu huynh đệ này mua rồi. Nếu như các ngươi còn cần thì đợi mấy ngày nữa, có thêm một đợt âm phong thạch chuyển tới thì ta sẽ bán cho các ngươi, hoặc là các ngươi thương lượng với vị tiểu huynh đệ kia đi. Lão bản kia mở miệng nói. Mấy người kia cũng không thèm nhìn tới Diệp Huyền một cái, ánh mắt không ngừng đánh giá huyền minh thạch kia, sau đó chợt liếc nhìn nhau, thầm gật dầu, tên thanh niên lúc nãy vừa mở miệng chợt vung tay lên, dùng ngữ khí không cho phép thương lượng nói. Chúng ta muốn mua mấy khối âm phong thạch này, như vậy đi, mặc kệ lúc trước hắn ra giá bao nhiêu, chúng ta đều trả gấp đôi, ngươi thấy vậy thì sao? Trên mặt lão bản lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà vị tiểu huynh đệ này đã đưa tiền cho ta rồi, như vậy. Nhìn thấy chi phiếu 5 vạn tệ nằm trong tay lão bản kia, thanh niên nọ trực tiếp lấy ra chi phiếu 10 vạn tệ ném lên quầy. Ta ra 10 vạn huyền tệ, như vậy đủ rồi chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Lão bản vội vàng cầm lấy chi phiếu 10 vạn huyền tệ kia, trả 5 vạn huyền tệ lại cho Diệp Huyền. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, mấy vị này ra giá cao hơn để mua mấy khối âm phong thạch này, 5 vạn huyền tệ này, ta trả lại cho ngươi. Chỉ thấy Diệp Huyền căn bản không chịu cầm lấy chi phiếu kia. Thừa dịp mấy người kia giao dịch liền bỏ hết mấy khối huyền minh thạch này vào trong chữ vật giới chỉ, xoay người đi ra cửa. Tiểu tử, ngươi dám lấy đá của chúng ta, mau đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy những gì Diệp Huyền làm, tên thanh niên dẫn đầu lập tức hừ lạnh mở miệng. Mấy tên thanh niên nháy mắt liền bao vây Diệp Huyền. Tình huống xảy ra ở đây lập tức khiến cho những võ giả đang mua sắm ở xung quanh chú ý tới, cả đám súng lại gần đó chờ xem. Tiểu tử, mau giao âm phong thạch của chúng ta ra đây. Một tên thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt hung ác. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái gì mà âm phong thạch của các ngươi, đây rõ ràng là thứ ta đã mua, dựa vào cái gì mà phải giao ra, mau tránh ra cho ta, đừng có cản đường của ta. Thứ ngươi đã mua. Mấy tên thanh niên kia khinh khỉnh liếc nhìn Diệp Huyền nói. Ngươi không thấy lão bản kia đã trả huyền phiếu lại cho ngươi rồi sao, bây giờ mấy khối âm phong thạch này chính là đồ của bọn ta, mau ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không thì... Hừ hừ. Nói xong thì một tên thanh niên lập tức lạnh giọng nói với lão bản kia. Lão bản, có phải ngươi đã bán âm phong thạch này cho chúng ta rồi đúng không? Lão bản này cũng âm thầm trách bản thân mình làm việc thừa thải, vì 5 vạn huyền tệ mà gây ra chuyện như vậy, bất quá chuyện tới nước này lại, gã lại không thể không nương theo, mở miệng nói. Các vị nói đúng lắm, ta đã trả huyền phiếu của hắn lại cho hắn rồi. Vậy ta có nhận lại à? Diệp Huyền cười lạnh. Lúc trước ta và ngươi đã sớm nói giá xong xuôi, huyền phiếu ngươi cũng đã cầm rồi thì xem như giao dịch đã hoàn thành. Bây giờ lại muốn trả huyền phiếu đòi đồ của ta lại, ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ? Diệp Huyền nói ra như vậy, tất cả mọi người đứng vây xem xung quanh rốt cuộc, cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này, cả đám ô lên bàn tán. Rõ ràng mọi người đều cảm thấy lão bản kia buôn bán gian tham, đồ đã bán đi rồi, sao có thể vì có người trả giá cao hơn mà đi đòi lại để bán tiếp như vậy, được chứ? Tiểu tử, xem ra ngươi không muốn giao ra chứ gì? Ngươi có tin là hôm nay bọn ta sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi cửa hàng này hay không? Một tên thanh niên mũi ưng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hàn ý bức người. Sắc mặt của Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, đối phương cư nhiên còn dám uy hiếp mình, không khỏi sinh lửa giận, lạnh lùng nói. Hóa ra chị An trong Mai Lý Thành loạn tới như vậy, Diệp Huyền ta lần đầu tiên nghe thấy chuyện thế này, mau cút ngay cho ta, nếu như không cút đi thì ta lại muốn hỏi cao tầng của Mai Lý Thành này thử xem, lẽ nào trật tự của cái gọi là đệ nhất cường quốc Thiên Kim Quốc trong Liên minh Thập Tam Quốc. Chẳng lẽ lại thối nát tới vậy, lão bản cửa hàng bán đồ xong có thể trắng trợn đổi ý, mua đồ cư nhiên lại bị uy hiếp, chậc chậc, ta quả thực đã được mở rộng tầm mắt rồi. Lão bản kia nghe xong lời Diệp Huyền nói thì run rẩy một cái, Mai Lý Thành là nơi tập hợp của luyện hồn sư các nước tham gia phủ quang đại hội, vì để lại ấn tượng tốt cho các đại vương quốc, trị an tuyệt đối vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là ở một số phòng đấu giá và cửa hàng, bị chỉ đích danh ra lệnh, yêu cầu không được lừa lọc gài bẫy luyện hồn sư của các vương quốc còn lại. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói miệng mà thôi, bất quá tất cả cửa hàng đều biết, dù cho có gài bẫy thì ít nhất cũng phải làm âm thầm, không thể trắng trợn. Nếu như khiến chấp pháp đội tới đây, biết được chuyện này thì sợ là gã cũng phải vất vả một phen. Hảo tiểu tử, ngươi quả thật là ngông cuồng.
Tên thanh niên mũi ưng kia cười lạnh một tiếng, bước lên trước muốn ra tay với Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo và âm lãnh. Chỉ là không đợi gã kịp làm gì, thì lại bị tên thanh niên cầm đầu mặc áo trắng đứng kế bên ngăn lại, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, sau đó lại nhìn những người vây xem xung quanh càng lúc càng nhiều, nhíu mày. Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi là bằng hữu của ta không đúng, như vậy đi, chúng ta ra 10 vạn huyền tệ mua lại mấy khối âm phong thạch trong tay ngươi, ngươi thấy vậy có được không? Không bán. Diệp Huyền trực tiếp trả lời. Tên thanh niên áo trắng nhướng mày. Vậy 20 vạn huyền tệ thì sao, có mấy khối âm phong thạch mà thôi, chúng ta cũng vì cần gấp cho nên mới mua lại từ ngươi, nếu đồng ý thì xem như lần này ngươi ở không, cũng lời được 15 vạn huyền tệ rồi. Có bao nhiêu tiền cũng không bán. Diệp Huyền cười lạnh, cự tuyệt không chút do dự. Trong lòng hắn thập phần nghi hoặc, âm phong thạch cũng không phải thứ gì quý giá, trong tiệm này không có thì tìm thêm vài tiệm nhất định sẽ có thể tìm được, giá cả cũng không lệch bao nhiêu so với mình, vì sao đối phương lại một mực muốn mua, cho bằng được mấy khối âm phong thạch trong tay mình, thậm chí không tiếc dùng giá cao hơn gấp mấy lần, như thế quả thật nằm ngoài dự đoán của Diệp Huyền. Chẳng lẽ đối phương cũng biết được đó là huyền minh thạch chứ không phải âm phong thạch? Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, cách phân biệt huyền minh thạch và âm phong thạch mặc dù cũng không phức tạp, nhưng đối với tạo nghệ luyện hồn học ở Liên minh Thập Tam Quốc mà nói, thì không phải chuyện dễ dàng gì, nếu không thì bản thân vị lão bản kia cũng là luyện hồn sư, nhất định sẽ không bán giá rẻ như cho không kiểu này được. Chỉ là từ biểu hiện của mấy tên thanh niên này mà xem thì rõ ràng bọn họ cũng biết được giá trị của huyền minh thạch, điều này không khỏi khiến cho Diệp Huyền có chút tò mò đối với bọn họ. Vừa cẩn thận đánh giá một phen, thì Diệp Huyền rốt cuộc phát hiện có điểm lạ. Lúc đầu hắn không cẩn thận quan sát, vừa xem xét một phen thì lại phát hiện mấy tên thanh niên này đều vô cùng bất phàm. Đối phương tổng cộng có 4 người, người cầm đầu chính là thanh niên mặc áo bào trắng kia, giống như một pho tượng thạch điêu, vẻ mặt trâu tròn ngọc sáng, như đao tước ra, trầm tĩnh tỉnh táo, mang tới một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy ổn trọng cho người khác. Tiếp theo chính là tên thanh niên mũi ưng kia, ánh mắt sắc bén, hành vi ngông cuồng, trên mặt toát ra vẻ cao cao tại thượng giống như không ai bì nổi, có một cỗ khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hai gã thanh niên khác thì cũng dung mạo phi phàm, tuy rằng đã che giấu vô cùng tốt, nhưng cũng giống với tên thanh niên mũi ưng kia, từ trong khung đều toát ra vẻ khinh khỉnh. Loại khinh khỉnh và xem thường này cũng không giống như nhằm vào một người nào đó, mà là nhằm vào một khu vực nào đó, chính là loại cảm giác giống như người cao đẳng gặp phải người hạ đẳng vậy. Trong lòng Diệp Huyền chợt động, khí chất của 4 người này đều có cảm giác như khác hẳn người thường. Loại thiên tài cao cao tại thượng, mắt cao tay ngắn, coi trời bằng vung này, Diệp Huyền không phải là chưa từng gặp qua, Hà Từ Đình chính là loại người đó, tự xưng là đệ nhất thiên tài của Lưu Vân Quốc, chỉ nhìn người bằng lỗ mũi. Những người này lại khác với Hà Từ Đình, đều là loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng khí chất trên người bọn họ, so với Hà Từ Đình thì mạnh hơn rất nhiều, lại có loại cảm giác như vượt xa Liên minh Thập Tam Quốc, loại cảm giác vượt trội này là từ đâu mà tới. Đều là thành viên của Liên minh Thập Tam Quốc, giữa các thiên tài đỉnh cấp, dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không kém nhau là mấy. Nhưng mấy người kia lại khiến cho Diệp Huyền cảm thấy, thiên tài của Liên minh Thập Tam Quốc ở trong mắt bọn họ lại giống như một con kiến hôi mà thôi, có một loại miệt thị phát ra từ trong xương tủy. Chẳng lẽ mấy người này là thiên tài đỉnh tiêm của đệ nhất cường quốc Thiên Kim Quốc này? Nghe nói trong Thiên Kim Quốc này còn có cường giả lục giai tôn cấp, mấy người kia chính là nhân vật do bọn họ bồi dưỡng ra. Hảo tiểu tử! Trong lúc Diệp Huyền đang dò xét mấy người kia, tên thanh niên mũi ưng nọ nghe Diệp Huyền nói vậy, thì trong mắt lập tức sinh ra một tia sát khí. Rõ ràng trong lòng của gã đã động sát ý với Diệp Huyền, chỉ thấy trong mắt gã lóe lên tinh quang, giống như đang muốn động thủ, nhưng bị thanh niên mặc áo bào trắng bên cạnh ngăn lại, ghé vào tai gã thì thầm vài câu. Nói xong thì tên thanh niên áo trắng cùng với hai gã thanh niên khác đều nhìn Diệp Huyền chòng chọc một cái, sau đó xoay người rời đi, hiện trường chỉ còn lại một mình tên thanh niên mũi ưng. Đợi mấy người kia đi rồi, ánh mắt của tên thanh niên mũi ưng đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu tử, ta hỏi lại một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có bán hay không? Diệp Huyền không muốn nhiều lời với đối phương, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, tin ta đi, ngươi sẽ hối hận nhanh thôi. Tên thanh niên mũi ưng cười lạnh. Diệp Huyền mặc kệ, không để ý tới đối phương nữa, xoay người rời đi. Đột nhiên, một đạo hồn lực ba động vô hình chợt xuất hiện ở sau đầu hắn. Một cỗ hồn lực cường đại cư nhiên hóa thành một hình chóp nhọn vô hình hung hăng đâm về phía sau ót của hắn. Trong lòng Diệp Huyền nổi giận. Khi mua được huyền minh thạch, tâm trạng của hắn vốn đang rất tốt, cư nhiên lại bị mấy tên thanh niên này nhào tới quấy rồi. Hắn cũng lười chẳng muốn so đo làm gì, nhưng thật không thể ngờ. Tên thanh niên mũi ưng này ép bán không được thì cư nhiên lại muốn đánh lén sau lưng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn dễ bắt nạt hay sao? Cuối cùng Diệp Huyền không nén lửa giận trong lòng nữa, cứng rắn đón lấy một đòn hồn lực trùng kích của đối phương. Sau khi hồn lực trùng kích kia tiến vào trong cơ thể đối phương,
thì giống như hòn đá bị ném vào trong biển rộng, nháy mắt liền biến mất. Ngay sau đó liền có một cỗ hồn lực trùng kích cường đại hơn so với cỗ hồn lực trùng kích khi nãy rất nhiều lướt đi từ não hải của Diệp Huyền, nhắm ngay tên thanh niên mũi ưng kia đâm tới. Tên thanh niên mũi ưng kia đột nhiên bất ngờ phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo muốn ngã. Lúc nhìn về phía Diệp Huyền thì sắc mặt kinh hoàng tái mét. Sau một lúc lâu, gã giơ tay chỉ vào Diệp Huyền, vẻ mặt tức giận nói: Ngươi cư nhiên dám đả thương ta. Trong lòng của gã vô cùng chấn động, không rõ vì sao sau khi hồn lực trùng kích của mình tiến vào trong cơ thể của Diệp Huyền rồi, mà đối phương lại không hề hấn gì hết. Động thủ rồi, hai người kia cư nhiên động thủ rồi. Trong cửa hàng của Mai Lý Thành chúng ta cấm động thủ. Ai đi thông báo cho chấp pháp đội đi. Đám người ồ lên bàn tán, quả nhiên, chỉ một lát sau liền có một chấp pháp đội mặc khôi giáp vội vàng chạy tới cửa hàng này. Là ai động thủ ở trong cửa hàng của Mai Lý Thành chúng ta? Đội trưởng chấp pháp đội kia lạnh lùng liếc nhìn lão bản, mở miệng hỏi. Là hắn, vừa rồi chính hắn đả thương ta. Tên thanh niên mũi ưng kia không đợi lão bản kịp mở miệng liền lớn giọng la lên. Ngươi từ đâu tới? Cư nhiên dám động thủ ở nơi này. Sau khi đội trưởng chấp pháp đội nghe thanh niên mũi ưng kia nói xong, thì thanh âm lập tức lạnh như băng, mấy tên đội viên chấp pháp đội nháy mắt liền bao vây Diệp Huyền. Hiện tại là lúc chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội, trong Mai Lý Thành chúng ta nghiêm cấm động thủ, ngươi coi quy định của Mai Lý Thành chúng ta thành gió thoảng bên tai đúng không? Nghe nói có người động thủ thì càng ngày càng có thêm nhiều người bu lại xem. Diệp Huyền nheo mắt nhìn tên đội trưởng chấp pháp đội kia, thản nhiên nói. Ta không hề động thủ, vừa rồi tự bản thân tên tiểu tử này phun ra một ngụm máu, không liên quan gì tới ta hết. Nói bậy, rõ ràng là do ngươi động thủ. Tên thanh niên mũi ưng kia lạnh lùng nói. Nực cười, ở đây có nhiều người như vậy, có ai nhìn thấy ta động thủ hay không? Ta căn bản không động tới một ngón tay, sao có thể động thủ được chứ? Lập tức có đội viên chấp pháp đội đi ra ngoài hỏi thăm, một lát sau liền trở lại, lắc đầu nói. Đội trưởng, vừa rồi đúng là người này không có động thủ. Tên này là dùng hồn lực trùng kích đả thương ta, những người khác làm sao mà nhìn thấy được. Tên thanh niên mũi ưng kia lập tức mở miệng nói. Diệp Huyền nhịn không được bèn cười phá lên. Xem đồ ngươi mặc thì chắc cũng là một luyện hồn sư, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Ở đây cũng có rất nhiều luyện hồn sư, thử hỏi một tiếng xem, ngươi cảm thấy ta có thể dùng hồn lực trùng kích đả thương ngươi, mà không để cho người khác phát giác ra được hay sao? Nghe nói hai người đều là luyện hồn sư. Sắc mặt của mấy đội viên chấp pháp đội đều biến đổi, hiện tại chính là thời điểm chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội, có rất nhiều luyện hồn sư trong Liên minh Thập Tam Quốc đều tụ tập ở nơi này, chức trách của chấp pháp đội bọn họ chính là tránh cho giữa các luyện hồn sư xảy ra xung đột, ảnh hưởng tới danh dự của Thiên Kim Quốc. Hai người đối diện này đều là luyện hồn sư, hơn nữa đều còn trẻ tuổi như vậy, rất có thể chính là đệ tử thiên tài của vương quốc nào đó, khiến cho trong lòng của đội trưởng chấp pháp đội lập tức cảm thấy rối rắm. Nhưng rõ ràng là chính ngươi đã hạ thủ. Các vị, còn không mau bắt hắn lại cho ta, chẳng lẽ chấp pháp đội các ngươi làm việc kiểu như vậy? Tên thanh niên mũi ưng tức giận nói. Đội trưởng chấp pháp đội lạnh lùng nhìn gã một cái, lạnh giọng nói. Ngươi có chứng cứ gì không? Chỉ cần ngươi có chứng cứ chứng minh hắn dùng hồn lực trùng kích đả thương ngươi, thì chúng ta lập tức dẫn hắn đi ngay, nếu như không có chứng cứ thì chúng ta cũng không thể tin lời nói một phía của ngươi được. Sắc mặt của tên thanh niên mũi ưng trở nên lạnh lẽo, gã biết rõ, lúc nãy chính là do Diệp Huyền động thủ. Nhưng gã lại không thể đưa ra được chứng cứ nào hết. Gã cũng biết rõ, đội trưởng chấp pháp đội này cũng tin lời gã nói, chỉ là gã không đưa ra được chứng cứ cho nên bọn họ cũng không thể làm gì được. Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó. Tên thanh niên mũi ưng lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền tràn đầy vẻ oán độc. Được rồi, không có việc gì rồi thì giải tán đi, mọi người đừng có tụ tập ở đây nữa. Đội trưởng chấp pháp đội kia xua tay nói. Đợi đã. Diệp Huyền lúc này đột nhiên lại nói. Các vị tới đúng lúc này. Có phải cửa hàng trong Mai Lý Thành các ngươi đều là hắc điếm hay không? Vì sao đồ ta đã mua rồi? Đã không được bảo vệ thì thôi đi, lại còn liên tục bị người khác uy hiếp, thậm chí còn bị ép giao ra thứ ta đã mua nữa. Chẳng lẽ cửa hàng trong Mai Lý Thành các ngươi buôn bán như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu là như vậy thì không bằng ăn cướp cho rồi, có khác gì cường đạo thổ phỉ đâu. Mấy tên đội viên chấp pháp đội đang chuẩn bị rời đi. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì không thể không dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lão bản của cửa hàng, lạnh lùng hỏi. Hắn nói đều là thật sao? Trong lòng lão bản của cửa hàng run lên, vội vàng nói. Các vị đại nhân, hiểu lầm thôi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, lúc trước giao dịch chưa xong cho nên mới xảy ra chuyện loạn như vậy, ta cũng không có ép hắn giao đồ ra, hơn nữa huyền phiếu lúc trước hắn đưa cho ta cũng đã trả lại cho hắn rồi. Thấy Diệp Huyền một mực không chịu bỏ qua, trong lòng lão bản lập tức nao nao. Tuy rằng gã cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm,
địa vị cao quý, nhưng lúc này chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội, toàn bộ Thiên Kim Quốc đều đề cao giữ vững trật tự quy định, cửa hàng này của gã cũng không có đặc quyền gì hết. Diệp Huyền châm chọc nói, hay cho một câu hãy còn chưa giao dịch xong, lúc trước giá cả đã nói rõ ràng, ngươi cũng đã nhận huyền phiếu rồi mà còn dám nói là chưa giao dịch xong, thật đúng là không biết phải trái đúng sai, điên đảo thị phi trắng đen, chẳng lẽ quy tắc giao dịch trong Mai Lý Thành các ngươi lại khác với những nơi khác, của Liên minh Thập Tam Quốc, hay sao? Ta rõ ràng là đã trả huyền phiếu lại cho ngươi rồi. Tên lão bản cửa hàng vội nói, đây chỉ là ngươi đơn phương muốn trả cho ta mà thôi, ta có đồng ý hay chưa? Nhìn thấy người khác ra giá cao hơn thì lập tức đơn phương hủy bỏ giao dịch, đòi lại đồ đã bán, tiến hành giao dịch lần nữa. Thiên Kim Quốc quả nhiên không hổ là đệ nhất vương quốc của Liên minh Thập Tam Quốc, quả đúng là kiêu ngạo bá đạo, không kiêng nể gì hết. Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi ngậm máu phun người, các vị đại nhân, ta không có mà. Lão bản cửa hàng đổ mồ hôi như mưa. Rốt cuộc là có hay không, vừa rồi rất nhiều người ở đây đều nhìn thấy, mấu chốt chính là lão bản cửa hàng này chỉ đổi ý cháo trở không nói. Nhưng hắn còn vì muốn kiếm thêm chút tiền, mà cư nhiên cấu kết với khách hàng khác uy hiếp ta. Các vị đại nhân, nếu như không phải các ngươi tới, thì có lẽ ta đã bị bọn họ xử lý vì không đồng ý giao dịch rồi. Ta tin tưởng Mai Lý Thành, ta nghĩ Mai Lý Thành nhất định sẽ cho ta một cái công đạo. Trong lòng của lão bản cửa hàng trầm xuống, không thể nói được gì nữa. Đội trưởng chấp pháp đội kia suy nghĩ một lát, đưa mắt nhìn quần chúng vây quanh xung quanh, lúc này mới gật đầu nói. Tình hình cụ thể ta đã hiểu rồi, ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi. Diệp Huyền lập tức nói, được, đa tạ vị chấp pháp đại nhân này, quả nhiên xử lý mọi chuyện vô cùng công bằng công chính, xem ra Thiên Kim Quốc không hổ là đệ nhất vương quốc, vẫn còn rất quy củ. Nói xong, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tên lão bản cửa hàng kia, đột nhiên nói, yêu cầu đầu tiên của ta chính là muốn người này, công khai xin lỗi ta trước mặt mọi người, yêu cầu thứ hai chính là phải bồi thường cho ta. Đội trưởng chấp pháp đội nhìn về phía lão bản cửa hàng, còn không mau xin lỗi cho ta. Dạ dạ, thật xin lỗi, vừa rồi ta bị ma quỷ che mắt, kính xin các hạ đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân, cho ta một cơ hội đi. Lão bản cửa hàng mở miệng nói, mặt đỏ lên, xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng của gã nhục nhã khỏi nói, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống cho rồi, trong lòng cũng tràn đầy oán hận Diệp Huyền. Tên số tiểu tử chết tiệt, cư nhiên để cho ta xin lỗi ngươi trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngươi cứ chờ đó, chỉ cần ngươi còn ở trong Mai Lý Thành này, ta mà không tìm cơ hội giết chết ngươi thì ta cũng không cần phải tiếp tục lăn lộn nữa. Trước mặt mọi người, lão bản cửa hàng xấu hổ và tức giận nói xin lỗi xong xuôi. Bây giờ đã xin lỗi xong rồi, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu tiền cứ nói đi. Đội trưởng chấp pháp mở miệng nói. Ta muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần 10 gốc tài liệu lục giai thôi. Diệp Huyền thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì toàn trường liền xôn xao. Đòi bồi thường 10 gốc tài liệu lục giai mà còn nói không nhiều lắm. Nói đùa gì chứ, chỉ sợ bán hết cả cửa hàng này cũng không đủ tiền của 10 gốc tài liệu lục giai nữa là. Ngươi, chuyện này không thể được. Lão bản cửa hàng tức giận tới mức toàn thân đều run lên. Đội trưởng chấp pháp kia nhíu mày. Các hạ à, yêu cầu này của ngươi cũng hơi quá đáng. Trong lòng của gã cũng có chút khó chịu, Diệp Huyền yêu cầu bồi thường kiểu này quả thực quá mức khoa trương, cho dù có bán luôn lão bản cửa hàng cũng không đủ mà đền. Diệp Huyền thản nhiên nói, không bồi thường cũng được thôi, như vậy chỉ cần lão bản cửa hàng này để ta đánh một quyền là được rồi. Ánh mắt của đội trưởng chấp pháp nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh như băng. Cửa hàng ở bên trong Mai Lý Thành này tuyệt đối không cho phép động thủ, chứ đừng nói chi là giết người, lẽ nào ngươi không biết sao? Diệp Huyền mở miệng nói, chuyện này ta đương nhiên là biết, vị đại nhân này ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải muốn giết hắn, chẳng qua là muốn đánh hắn một quyền để giải cơn tức mà thôi. Phải biết là nếu như không phải các vị đại nhân tới kịp thì sợ là ta không chỉ bị đánh có một quyền thôi đâu, yêu cầu này cũng không quá đáng mà. Hơn nữa, lấy thực lực của ta đánh hắn một quyền, đừng nói là giết hắn, ngay cả làm hắn phun máu cũng chưa chắc đã được nữa là. Đương nhiên, hắn không muốn cũng được, lấy 10 gốc linh dược lục giai ra bồi thường là được rồi, con người của ta vẫn luôn rất nói đạo lý. Người xung quanh đều âm thầm câm nín, thiếu niên này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng không ngờ bụng dạ lại khó lường cỡ này, giống như tên thanh niên mũi ưng ban nãy đột nhiên phun một búng máu vậy, tuy rằng mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối là do thiếu niên này động tay động chân. Bây giờ muốn đánh cho lão bản này, một quyền nên lấy 10 gốc tài liệu lục giai ra làm cớ, người này phòng trừng cũng không hề đơn giản. Những người hiểu được chút mờ ám trong việc này, đều cảm thấy bi ai thay cho lão bản cửa hàng này, chịu bị đánh một quyền. Chỉ riêng thủ đoạn hung ác của người trẻ tuổi này thôi thì cũng đủ hiểu một quyền này, nhất định không nhẹ nhàng gì cho cam. Đội trưởng chấp pháp đội nhìn về phía lão bản cửa hàng. Chọn lựa thế nào thì tùy vào ngươi. Gã không muốn quản quá nhiều, chỉ mong giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Lão bản cửa hàng cắn răng, sắc mặt thay đổi vài cái, cuối cùng hung ác nói. Được, ta đồng ý nhận một quyền của hắn. Vậy là được rồi. Đội trưởng chấp pháp đội kia gật đầu, quay sang nói với Diệp Huyền. Mau tranh thủ đánh hắn một quyền đi. Hiển nhiên, theo như gã thấy, đây chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Sau khi Diệp Huyền nghe thấy câu này thì bước lên không chút do dự, đánh một quyền lên ngực của lão bản cửa hàng, sau đó phủi phủi tay, lui lại một bên đứng, ôm quyền nói với đội trưởng chấp pháp đội. Nếu như chuyện ở chỗ này đã giải quyết xong thì ta liền cáo từ. Đội trưởng chấp pháp đội nhìn lão bản cửa hàng vẫn bình yên vô sự, liền gật đầu, lúc này Diệp Huyền mới xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Tiểu tử, ngươi uy phong quá nhỉ, cứ chờ đó. Thanh niên mũi ưng kia cũng đi theo Diệp Huyền ra ngoài, sau khi cảnh cáo một cái thì kiêu ngạo rời đi. Diệp Huyền mặc kệ không để ý tới đối phương, cười lạnh một cái, biến mất trên đường cái. Trong cửa hàng, một ít phục vụ viên trong cửa hàng đều xông tới. Lão bản, ngươi không sao chứ? Lão bản cửa hàng lắc đầu. Gã vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ ra tay hung ác thế nào, không ngờ một quyền này đánh xuống, gã căn bản không có phản ứng gì, ngay cả đau đớn một tí cũng không có. Trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra tên tiểu tử kia cũng chỉ hù dọa là giỏi, để cho hắn đánh thì hắn không dám mạnh tay chút nào. Các vị chấp pháp đại nhân, lần này làm phiền các vị vất vả rồi. Lão bản cửa hàng chắp tay với mấy đội viên chấp pháp đội, tuy rằng chuyện này chấp pháp đội không đứng ở phía gã, nhưng sau này còn phải gặp nhau dài dài. Cho nên lão bản cửa hàng này vẫn đi lên nói vài câu xã giao. Sau này ngươi phải chú ý một chút, đặc biệt là trong khoảng thời gian chuẩn bị diễn ra phủ quang đại hội thế này, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Đội trưởng chấp pháp đội khiến trách hai câu. Dạ, dạ, ta nhất định nhớ rõ. Trong lòng lão bản cửa hàng khinh thường, nhưng vẫn làm ra vẻ thụ giáo. Nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ xem nên xử lý Diệp Huyền kiểu gì, có thể mở được cửa hàng ở bên trong Mai Lý Thành này. Gã cũng là người có chút bản lĩnh. Tra ra tin tức của Diệp Huyền cũng không khó khăn gì, một khi đối phương không có địa vị gì, nếu không báo thù này thì sau này, gã còn lăn lộn trong Mai Lý Thành này kiểu gì nữa. Đội trưởng chấp pháp đội sao có thể không hiểu lòng dạ của đối phương, cũng không nói gì, phất phất tay, mang theo đội viên xoay người rời đi. Người xung quanh nhìn thấy lão bản cửa hàng này giống như không có thay đổi gì hết, lúc này cũng đều cảm thấy khá kinh ngạc, đều lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Liền ngay tại lúc này, lão bản cửa hàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Quỳ rạp xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, đồng thời trên mặt của gã lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, từng tia võ hồn chi lực không ngừng tản ra khỏi đan điền của gã, giống như đang lâm vào tan vỡ. Sắc mặt lão bản cửa hàng tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ, chỉ thấy gã vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược từ trên người, ném hết vào trong miệng như nhai kẹo, đồng thời hai tay liên tục đánh xuất ra thủ quyết, không ngừng phách động xung quanh cơ thể, một cỗ hồn lực tạo thành một màn phòng hộ vô hình ngăn cản võ hồn bay đi, nhưng vẫn vô dụng, trước mắt bao người. Võ hồn chi lực trong cơ thể lão bản cửa hàng kia không ngừng bốc hơi, đột nhiên, một đạo võ hồn hư ảnh hình thú đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của gã, sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết thì liền triệt để vỡ nát, biến mất không còn gì nữa. Võ hồn của lão bản cửa hàng khi nãy hay còn bình thường lúc này triệt để vỡ nát, không thể nào khôi phục được nữa. Một màn bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người. Bọn họ sao có thể không rõ, lão bản cửa hàng bị như vậy hoàn toàn là... Bởi vì một quyền của Diệp Huyền lúc nãy gây nên, trong lòng không khỏi thầm khiếp sợ, thầm nghĩ thủ đoạn của người trẻ tuổi khi nãy thật độc ác, cư nhiên lại làm ngoan tuyệt tới mức này, trực tiếp phế đi võ hồn của lão bản cửa hàng. Đội trưởng chấp pháp đội sắp bước ra khỏi cửa hàng cũng ngừng bước, nhìn thấy một màn này thì trong mắt liền run lên, không khỏi âm thầm kinh hãi vì thủ đoạn của Diệp Huyền. Tu vi của lão bản cửa hàng này gã cũng biết rõ phần nào, hơn nữa người này lại còn là một luyện hồn sư nhất phẩm, vừa rồi Diệp Huyền thần không biết quỷ không hay. Cứ nhiên đánh một quyền phế đi võ hồn của lão bản cửa hàng, hơn nữa còn khiến cho người khác căn bản không thể nào cảm giác ra được. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao tới như vậy, rõ ràng tuyệt đối có địa vị không nhỏ. Ít nhất cũng là luyện hồn sư thiên tài của vương quốc nào đó, rất có thể chính là tuyển thủ tham dự phủ quang đại hội, luyện hồn sư bình thường căn bản không thể nào làm được điều này. Nghĩ như vậy, đội trưởng chấp pháp đội âm thầm cảm thấy may mắn với quyết định của mình khi nãy. Luyện hồn sư là một đám người đáng sợ nhất trên đời này. Những luyện hồn sư thiên tài có thể tham dự phủ quang đại hội, thì lại càng là báu vật của một quốc gia, tuyệt đối không thể để bị bất cứ thương tổn gì, bằng không, chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn tới xung đột giữa hai quốc gia. Về phần lão bản của cửa hàng này, tuy rằng có thân phận cao quý, cũng có được quan hệ nhất định ở vương quốc, nhưng gã thân là đội trưởng chấp pháp đội, cũng không phải kẻ bình thường, quan trọng nhất chính là vừa rồi gã cũng làm việc theo lý, toàn bộ quá trình không dùng tới đặc quyền riêng gì hết, không sợ lão bản cửa hàng này tìm gã trả thù. Dù sao đi nữa, đối phương cũng không tìm tới trên đầu gã được. Nhưng thật ra thì tên thiếu niên mũi ưng khi nãy còn chưa kịp rời khỏi. Sau khi đứng ở bên ngoài cửa hàng nhìn thấy một màn này,
thì trong lòng lại cực kỳ kinh hãi. Gã không dám tin là Diệp Huyền cư nhiên lại ngoan lệ tới mức này, thật sự dám ra tay hủy võ hồn của lão bản này, so với thủ đoạn của gã thì không thua kém là bao. Thế nhưng tên tiểu tử kia lấy được Huyền Minh Thạch, lại đắc tội với mấy huynh đệ nhà mình, sớm muộn gì cũng không có quả ngon mà ăn. Cười lạnh, tên thanh niên mũi ưng kia nháy mắt liền biến mất trong dòng người. Diệp Huyền thì lại không đặt chuyện ở đây vào trong lòng, lấy được Huyền Minh Thạch khiến cho tâm tình của hắn rất tốt, không ngừng củng cố tu vi hồn lực của bản thân mình. Trong lòng hắn có một loại cảm giác, lần phủ quang đại hội này sẽ xuất hiện nguy cơ nào đó. Thời gian hai ngày nháy mắt liền trôi qua, tới một ngày trước khi diễn ra phủ quang đại hội, các đội ngũ dự thi của các quốc gia đều tụ tập lại với nhau, cùng đi tới khoảng đất trống gần Thủy Vụ Sơn Mạch, chuẩn xuất phát đi vào sơn mạch. Thủy Vụ Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, diện tích bao la, bên trong yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng. Chỉ mới đứng ở trước Thủy Vụ Sơn Mạch này, thôi liền có một cỗ huyền khí nồng đậm tản ra từ bên trong, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng, vô cùng thích thú. Nhìn về phía xa, ở trong Thủy Vụ Sơn Mạch tại phía xa, có một tầng sương mù che chắn cảnh tượng xung quanh, như ẩn như hiện, giống như một loại cảm giác như mộng như thật, khiến cho người ta cảm thấy mờ mờ ảo ảo, giống như đang được ở trong tiên cảnh. Mà phủ quang bí cảnh chính là ở trong một mảnh sơn cốc của Thủy Vụ Sơn Mạch này, bởi vậy cho nên phủ quang đại hội mới diễn ra ở nơi này. Bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch, yêu thú hoành hành, huyền thú ẩn hiện, vô cùng nguy hiểm. Bất quá hơn trăm năm nay, qua nhiều lần tổ chức phủ quang đại hội khiến cho các quốc gia đã tìm ra một con đường tương đối an toàn, lại có thêm các cường giả hàng đầu của vương quốc hộ tống, bình thường đều cực kỳ an toàn. Diệp Huyền nhìn vào dãy sơn mạch nhìn như tiên cảnh kia, trong lòng cũng thầm giật mình. Bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch này cho hắn một cảm giác như không ở tại nhân gian. Thật không ngờ ở trong khu vực Liên minh Thập Tam Quốc vắng vẻ này, cư nhiên còn có một thánh địa xinh đẹp tới như vậy, quả là tiên cảnh trốn nhân gian. Sở Vân Phi lão đệ, mấy năm không gặp, phong thái vẫn không đổi chút nào. Đột nhiên, một tiếng cười hào sảng truyền tới, khiến cho lỗ tai của mấy người Diệp Huyền ù lên. Người tới cũng một thân trường bào màu xanh, long hành hổ bộ, đi đường uy vũ sinh phong, sau lưng còn vác theo một cây búa lớn, ý khí phất cao. Long Chiến lão ca, ngươi cũng tới à? Sở Vân Phi nhìn thấy người này thì cũng mỉm cười bước lên nghênh đón. Hai người nắm chặt tay, cười ha hả. Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư, đã lâu không gặp. Chào hỏi với Sở Vân Phi xong, thì đại hán kia quay đầu nhìn về phía mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ chào hỏi. Khô Trần cúi người ở một bên nhẹ nhàng giới thiệu. Vị này chính là Long Chiến của Thạch Chân Quốc, là đệ nhất cao thủ của Thạch Chân Quốc, có quan hệ không tệ với Lưu Vân Quốc của chúng ta. Những lời này, đương nhiên là nói cho mấy người trẻ tuổi như Diệp Huyền nghe. Trong Liên minh Thập Tam Quốc, quan hệ rắc rối phức tạp, mấy người Diệp Huyền sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột tương lai của Lưu Vân Quốc. Nói cho bọn họ biết những điều này sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Long Chiến này một thân huyền khí hùng hậu và nồng đậm, so với Sở Vân Phi thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hơn nữa cơ nhục gân cốt lại chặt chẽ, thực lực đã ở cảnh giới võ tông tam trọng, hiển nhiên là một người có sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Những đệ nhất cao thủ của các vương quốc này hưởng hết đủ loại tư nguyên của vương quốc, công pháp và tu vi đều vô cùng đáng sợ. Mặc dù võ tông bình thường Diệp Huyền cũng không để vào mắt, nhưng cường giả mạnh nhất của một quốc gia như Long Chiến, thì Diệp Huyền vẫn cẩn thận dò xét một chút để phòng ngừa hậu hoạn về sau. Những thứ khác không nói tới, Diệp Huyền ít nhất có thể cảm giác ra, cỡ như Sở Vân Phi và Long Chiến, để ở các đại tông môn hoặc đại đế quốc ở thế giới bên ngoài, tuy rằng không cách nào trở thành võ tông hàng đầu trong các tông môn và đế quốc đó, nhưng cũng thuộc hàng ưu tú. Xem ra luyện hồn sư thiên tài của Lưu Vân Quốc lần này rất ưu tú nha. Không tệ không tệ, toàn bộ tinh thần sung mãn, hy vọng lần này lưỡng quốc chúng ta có thể giành được thứ hạng tốt, ở phủ quang đại hội, lấy được thêm càng nhiều tài nguyên trong phủ quang bí cảnh. Long Chiến đưa mắt nhìn mấy luyện hồn sư thiên tài của Lưu Vân Quốc, mỉm cười nói lời khích lệ. Chỉ đám danh con tầm thường này mà cũng có thể gọi là ưu tú, ta thấy Lưu Vân Quốc này chính là chẳng còn người tài gì nữa rồi, không tới 2 năm, chỉ sợ sẽ rớt ra khỏi hàng ngũ đại cường quốc ngay thôi. Đúng lúc này, từ phía xa liền truyền tới một giọng nói đầy mỉa mai, tràn ngập ý trào phúng, trắng trợn tới mức cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe hiểu rõ ràng. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy có một đám luyện hồn sư đang từ từ đi tới, người dẫn đầu mặc trường bào màu đen, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, nụ cười cũng hết sức khó coi, lộ ra hai hàm răng vàng ố, khinh khỉnh cười nhạo, phong mang lộ rõ trên người lão giống như gai nhọn, khiến cho người khác không dám tới gần. Ta còn đang nói là miệng của kẻ nào thúi như vậy, hóa ra là của tương đại răng vàng của Hỏa Ô Quốc, chậc chậc, vừa mới mở miệng một cái thì đúng là, còn khiến người ta khó chịu hơn cả mùi giấm mà. Nhìn thấy người này, sắc mặt Sở Vân Phi lập tức trầm xuống, cười lạnh nói. Người này chính là đệ nhất cao thủ của Hỏa Ô Quốc, tên gọi Tương Chính, Hỏa Ô Quốc và Lưu Vân Quốc luôn đối đầu với nhau,
hai đại vương quốc mỗi năm giao chiến chết không biết bao nhiêu binh sĩ, thù hận bên trong có ngồi kể ra 10 ngày 10 đêm cũng không hết nổi. Bởi vậy cho nên mỗi lần hai đại vương quốc cùng tham gia đại hội, thì giữa hai bên nhất định sẽ có một trận tranh đấu. Chẳng lẽ điều ta nói không đúng sao? Nhìn đội ngũ của Lưu Vân Quốc các ngươi đi, đứng ở bên cạnh ngươi chính là tuyển thủ dự thi lần này đúng không? Chậc chậc, bên trong còn có cả nữ nhân và trẻ con, ngay cả thiếu niên mười mấy tuổi mà cũng đưa ra dự thi cho đủ số. Đây không phải hết người thì là gì? Ta thấy các ngươi nhận thua sớm một chút cho rồi, vậy còn giữ lại được chút mặt mũi, nếu không đợi tới lúc có kết quả ra, thì ta sợ Lưu Vân Quốc các ngươi sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa hết. Tên tướng chính kia cười lạnh nói. Lời lão nói ra cũng khiến tất cả tuyển thủ của những vương quốc khác quay sang nhìn. Đúng như lời tướng chính đã nói, mấy tuyển thủ dự thi năm nay, trong đám Diệp Huyền đều đứng ở bên cạnh Đông Phương Ngôn Ngữ, còn những luyện hồn sư tới đây xem thì đứng ở một bên. Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền đang đứng bên cạnh Khô Trần, thì không ít tuyển thủ của các vương quốc khác đều xì xào bàn tán. Trong số tuyển thủ dự thi của Lưu Vân Quốc thật sự có một thiếu niên à? Thoạt nhìn chắc tuổi còn chưa tròn 20 đúng không? Thiếu niên kia thật sự là tuyển thủ dự thi của Lưu Vân Quốc à? Không giống chút nào, mặc dù Phù Quang Đại hội có thi đấu của tổ thiên tài, yêu cầu cũng dưới 25 tuổi, không hạn chế số tuổi thấp nhất, nhưng tuyển thủ bình thường tham gia đại hội ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi. Người trẻ tuổi như vậy trước kia chúng ta thật đúng là chưa hề nhìn thấy qua bao giờ. Có lẽ là chúng ta lầm rồi, thiếu niên này là vãn bối của vị trưởng lão nào đó, trong hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc, cho nên mới đứng ở phía trước. Trong lúc nhất thời, không ít tuyển thủ dự thi của các vương quốc khác đều bàn tán xôn xao. Vân Ngạo Tuyết thì còn đỡ, dù rằng mọi năm có khá ít nữ tuyển thủ tham gia Phủ Quang Đại hội, nhưng cũng vẫn có, đâu phải tất cả luyện hồn sư vĩ đại đều là nam giới đâu. Nhưng tuổi tác của Diệp Huyền lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, tuyển thủ dự thi mười mấy tuổi, lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy, trong lòng đều có chút không tin. Ta thấy ngươi vẫn nên quản đội ngũ của mình cho tốt thì hơn, không biết lần trước là, đội ngũ của vương quốc nào giành được thứ tự không tệ ở Phủ Quang Đại hội, kết quả sau khi tiến vào trong Phủ Quang bí cảnh thì tuyển thủ lại tử thương thảm trọng, cuối cùng chẳng những chỉ có hai tên thiên tài sống sót đi ra được, ngay cả trưởng lão cũng chết hết một người, chậc chậc, đúng là thê thảm mà. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cũng cười lạnh nói. Được, được lắm, cứ chờ đó đi. Sắc mặt của tương chính kia trầm xuống, trong mắt lóe ra lục quang, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo những luyện hồn sư khác đi tới một khu vực khác. Các ngươi nhớ kỹ mặt của đối phương đi, đặc biệt là luyện hồn sư lớn tuổi của đối phương đó, bọn họ đều là luyện hồn sư của Hỏa Ô Quốc. Nếu như ở trong Phủ Quang bí cảnh các ngươi gặp phải đối phương, thì phải chú ý một chút. Khô Trần nghiêm mặt dặn dò mấy người Diệp Huyền. Hỏa Ô Quốc và Lưu Vân Quốc tiếp giáp với nhau, mấy trăm năm qua vẫn luôn đánh nhau không ngừng. Số lượng binh sĩ bỏ mạng trên chiến trường của hai bên mỗi năm nhiều vô số kể, cao tầng hai bên cũng tranh đấu vô cùng nghiêm trọng. Hai đại vương quốc đều ước gì chiếm đoạt được đối phương, một khi gặp phải ở bên trong Phủ Quang bí cảnh, thì tuyệt đối sẽ rơi vào kết cục đánh tới chết mới thôi. Mấy người Vân Ngạo Tuyết đều gật đầu, ghi nhớ bộ dạng của đối phương ở trong lòng, Diệp Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Diệp Huyền nhạy cảm phát giác vài cỗ sát khí bắn tới từ các nơi khác nhau, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ ngẩn ra. Những nơi phóng tới sát khí này cũng là đội ngũ dự thi của vương quốc khác, bộ dạng của mấy người kia, Diệp Huyền cũng hết sức quen thuộc, chính là mấy người vài hôm trước gây sự với Diệp Huyền vì Huyền Minh Thạch. Chỉ là khiến Diệp Huyền khiếp sợ, và nghi hoặc chính là mấy người kia cư nhiên lại không đứng cùng một chỗ, chỗ đội ngũ của bọn họ đứng rõ ràng là nhiều vương quốc khác nhau, khiến cho trong lòng hắn lập tức nổi lên chút nghi hoặc. Tên thanh niên mũi ưng ở lại sau cùng ngày hôm đó, đứng ở một nơi cách Diệp Huyền không xa, đội ngũ gã đứng vô cùng cường đại, không phân cao thấp so với đội ngũ của Diệp Huyền, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn một chút. Trong lúc đối mặt với Diệp Huyền, khóe miệng của đối phương nhếch lên cười lạnh, đầy sát khí và vẻ âm hàn. Trong lòng Diệp Huyền chợt động. Khô Trần phó hội trưởng, đội ngũ kia ngươi có biết hay không? Khô Trần nhìn sang chỗ mà Diệp Huyền chỉ, nói. Đội ngũ ngươi nói chính là của Đông Thăng Quốc. Đông Thăng Quốc này cũng là một trong ngũ đại cường quốc, tổng thực lực so với Lưu Vân Quốc chúng ta thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu, quan hệ cùng với Lưu Vân Quốc chúng ta không mặn không nhạt, nhưng lại có chút xung đột biên cảnh với Thạch Chân Quốc. Diệp Huyền thầm ghi tạc trong lòng, đồng thời lại hỏi thêm về đội ngũ mà những kẻ còn lại đang đứng. Đúng như hắn đã đoán, bốn người phe đối phương cư nhiên chia ra đứng ở trong bốn vương quốc khác nhau, ngoại trừ tên thanh niên mũi ưng kia đứng ở bên trong đội ngũ của Đông Thăng Quốc thuộc hàng ngũ đại vương quốc gia, thì vương quốc chỗ ba người còn lại đứng lại thuộc về bát đại vương quốc khác. Bốn người này sao lại đi cùng với nhau chứ? Trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm thấy không đúng, lần trước hắn rõ ràng nhìn thấy bốn người bọn họ đi cùng với nhau, vô cùng thân mật khắng khít. Loại quan hệ này, bình thường chỉ có những đệ tử đồng tộc khác mới có được,
Diệp Huyền vốn còn cho rằng cả bốn người đều là thiên tài của một vương quốc nào đó, bây giờ xem ra, rõ ràng là không phải, lập tức liền khiến hắn có chút bất ngờ. Đặc biệt là tên thanh niên mặc áo bào trắng dẫn đầu lần trước, thịnh khí dọa người, trên người có một loại cảm giác cao cao tại thượng, đứng trên tất cả, nay cũng đứng trong đội ngũ dự thi của một vương quốc khác, tuy rằng khí thế bất phàm, nhưng loại miệt thị tất cả, cao cao tại thượng lúc trước lại biến mất không còn một mảnh, khiến cho Diệp Huyền có một loại cảm giác không chân thực. Loại cảm giác này thật giống như một con phượng hoàng chui vào trong ổ gà, cố ý trút bỏ tất cả lông vũ của mình, như muốn che giấu thứ gì đó. Bốn người này, rõ ràng quan hệ vô cùng tốt, tại sao lại chia ra ở trong bốn vương quốc khác nhau? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như nói gần đây bọn họ mới vừa làm quen với nhau, sau đó tâm tâm tương tích thì kiểu gì Diệp Huyền cũng không tin. Bởi vì quan hệ của bọn họ ngày hôm đó thật sự rất khăng khít, cứ như thể. Diệp Huyền đột nhiên chấn động tinh thần, ánh mắt sáng ngời. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, bốn người đối phương giống cái gì rồi. Chính là giống với những sư huynh đệ đồng môn trong một số đại tông môn trên đại lục, luôn vô cùng tin tưởng và khăng khít với nhau, loại cảm giác này tuyệt đối không sai đi đâu được. Chẳng lẽ bốn người này đến từ tông môn nào đó trong Liên minh Thập Tam Quốc? Nhưng như vậy cũng không đúng, không nói, ở trong Liên minh Thập Tam Quốc không có tông môn nào có thể đào tạo ra, được thiên tài cỡ này, cho dù là thật đi nữa, biểu hiện bề ngoài của bốn người này bây giờ cũng không đúng. Ánh mắt của họ thi thoảng đối diện với nhau nhưng vẫn cố gắng giấu giấu giếm giếm, cũng không phải loại cảm giác bình thản nên có. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không tin, trong Liên minh Thập Tam Quốc này có tông môn nào đã bồi dưỡng ra được những thiên tài này, rồi mà lại còn đưa tới bốn vương quốc khác nhau được. Nhìn thấy Diệp Huyền không ngừng dò xét mình, thanh niên áo trắng kia giống như cũng đã nhận ra điểm này, ánh mắt thản nhiên nhìn qua, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang sắc bén, cũng có một tia sát ý chợt lóe lên. Tia sát y này rất mỏng manh, nhưng lại bị Diệp Huyền nhạy cảm nhìn ra được. Lai lịch của đám người kia đúng là kỳ lạ, bất quá ta cũng không cần quản bọn họ, chỉ cần tới lúc đó bọn họ chớ có nên chọc tới ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền thản nhiên quay đầu, trong lòng vô cùng hờ hững. Tuy rằng hắn cảm giác không đúng, nhưng cũng không nói ra, cũng không đặc biệt ghi để ở trong lòng, mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn chỉ muốn tiến vào phủ quang bí cảnh tìm kiếm một phen. Cũng không phải vì trả thù gì, nên lười xung đột với người xung quanh. Bất quá nếu như người khác cảm thấy hắn dễ bắt nạt, muốn làm gì hắn thì cũng đừng có trách hắn không nể mặt. Thời gian dần dần trôi qua, từng luyện hồn sư lục tục đi tới. Những đại vương quốc trong Liên minh Thập Tam Quốc, bao gồm một số tiểu công quốc, khoảng chừng mấy ngàn người tụ tập ở trong này. Tất cả những người này có thể nói chính là chiến lực cao nhất của Liên minh Thập Tam Quốc, đại biểu cho thế lực mạnh nhất Liên minh Thập Tam Quốc. Theo từng vị cường giả tiến tới, rất nhiều luyện hồn sư ở đây liền trở nên kích động hơn. Mau nhìn đi, vị kia chính là Tả Nhất Minh hội trưởng của Đông Thăng Quốc, quả nhiên khí thế bất phàm. Vị mặc huyền bào này chính là Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng của Lưu Vân Quốc, cũng là luyện hồn sư tứ phẩm lâu năm, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học đã tới trình độ đăng phong tạo cực rồi. Vệ Quang hội trưởng của Thạch Chân Quốc cũng tới rồi. Khí tức trên người của Hứa Tín Hoa hội trưởng của Hỏa Ô Quốc so với lần trước thì lại càng thêm nồng đậm, gần như ánh mắt của tất cả luyện hồn sư ở đây đều tập trung trên người của các vị hội trưởng hồn sư tháp của Ngũ Đại Cường Quốc, bọn họ chính là tổng đại biểu của luyện hồn sư khắp Liên minh Thập Tam Quốc, cũng là người thể hiện tạo nghệ cao nhất của luyện hồn sư trong Liên minh Thập Tam Quốc. Đột nhiên, theo một đám luyện hồn sư khí thế dập trời tiến vào, tất cả người ở đây đều sôi trào lên. Nhìn kia, đội ngũ của Thiên Kim Quốc tới rồi. Đi ở phía trước nhất chính là Trúc Thiên Lam hội trưởng của Thiên Kim Quốc, nghe nói 10 năm trước ngày ấy đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Bây giờ đang tiến hành trùng kích luyện hồn sư tông cấp ngũ phẩm, là người có hy vọng trở thành luyện hồn tông sư ngũ phẩm của Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta. Vị đi bên cạnh ngài ấy chẳng lẽ chính là Võ Tôn Tề Hiền sao? Người đó chính là cường giả võ tôn lục giai duy nhất trong Liên minh Thập Tam Quốc chúng ta sao? Bá đạo uy mãnh, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là nhân trung chi long, nếu như ta có con gái nhất định sẽ gả cho hắn. Hừ, ngươi có con gái không? Nếu như ngươi có con gái thì nhất định cũng là một kẻ quái dị. Nếu như ta mà là nữ nhân thì chỉ yêu nam nhân như vậy mà thôi. Khẩu vị của ngươi nặng quá. Mọi người đều ồn ào bàn tán. Diệp Huyền cũng chú ý tới đội ngũ này, tinh thần và khí thế của đội ngũ này, rõ ràng đều cường đại hơn so với các vương quốc khác nhiều. Đặc biệt là người dẫn đầu, khí chàng quanh người hình thành một cỗ bình chướng vô hình, ngăn chặn bất kỳ huyền lực nào xâm nhập. Đây là bức tường do huyền lực ngưng kết tạo thành, chỉ có võ tôn lục giai mới có thể làm được. Đây là đội hình của đệ nhất cường quốc trong Liên minh Thập Tam Quốc sao? Quả nhiên là đáng sợ, khí thế như vậy, chỉ có Thiên Kim Quốc mới có được. Mấy người Vân Ngạo Tuyết đứng một bên cũng thì thào nói. Võ tôn lục giai, toàn bộ Liên minh Thập Tam Quốc này chỉ có một mình Tề Hiền của Thiên Kim Quốc, ở trong lòng dân chúng của Liên minh Thập Tam Quốc,
Tề Hiền này chính là thần của Liên minh Thập Tam Quốc, có được danh khí rất lớn. Diệp Huyền vô thức nhìn đám thanh niên áo trắng và thanh niên mũi ưng, chỉ thấy bốn người kia rũ mắt xuống, không cuồng nhiệt như những võ giả khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý tứ sâu xa, giống như theo bọn họ thấy thì võ tôn lục giai cũng không phải thứ gì xa vời tới mức không thể chạm tới vậy. Loại cảm giác siêu nhiên hơn người này, cho dù là ở trước mặt Tề Hiền cũng không hề giảm bớt. Sau nửa ngày, tất cả đội ngũ tham dự của các đại vương quốc đều đến đông đủ, lúc này cả đám người mới rồng rắn kéo nhau đi vào bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch. Bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch, nguy nga hùng tráng, núi non trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là quần sơn kéo dài không dứt, cây cối xanh tươi tùm chỉ thẳng lên trời cao, được mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian, vô cùng xinh đẹp. Tại bên dưới cảnh sắc xinh đẹp thế này, cất giấu sát khí vô tận, yêu thú hoành hành, huyền thú ẩn nấp, mỗi năm có vô số võ giả bỏ mạng ở nơi này. Phù Quang Đại hội diễn ra bao nhiêu năm nay, các đại vương quốc cũng đã tổng kết ra được một con đường tương đối an toàn, dưới sự hộ tống của cường giả các quốc gia, mọi người hữu kinh vô hiểm, ngày hôm sau liền đi tới chỗ Phù Quang bí cảnh. Đây là một sơn cốc trống trải, ở bên trong sơn cốc đã sớm bố trí một cái lôi đài này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dấu vết loang lỗ, tang thương cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, rõ ràng có lịch sự không ngắn. Xung quanh lôi đài, võ giả của Thiên Kim quốc đã sớm tiến hành quét dọn sửa sang lại, tạo thành một khoảng đất trống thật lớn. Ở bên ngoài khoảng đất trống kia thậm chí còn xây thêm một số đình viện bằng gỗ. Sau khi mọi người tới nơi đều dựa theo địa vị của các vương quốc mà vào ở, Thiên Lam hội trưởng của Thiên Kim quốc đại biểu cho Liên minh Thập Tam quốc tuyên bố quy tắc so tài luyện hồn của Phù Quang đại hội này. Phù Quang đại hội lần này cũng sẽ giống như trước kia, đều chia ra hai cấp bậc là tổ thiên tài và tổ cường giả. Nội dung tỉ thí của hai tổ này cũng có chỗ khác nhau, trong đó tổ cường giả so tài cũng không công khai, thuộc về thi đấu nội bộ. Đây cũng không phải hội trưởng các nước có quy luật ngầm hay ăn gian gì, mà là thân là những luyện hồn sư hàng đầu của Liên minh Thập Tam quốc, bọn họ có rất nhiều thủ pháp và kỹ xảo độc môn do chính bản thân sáng tạo ra, rất khó mà để lộ ra công khai được. Thực tế thì trận so tài của tổ cường giả lại giống như là đại hội giao lưu trao đổi giữa các cường giả luyện hồn sư của Liên minh Thập Tam quốc hơn, đơn giản phân chia cao thấp, cạnh tranh cũng không kịch liệt gì. Tiêu điểm của Phù Quang đại hội chính là ở tổ thiên tài. Thiên tài của một quốc gia đại biểu cho tương lai của một quốc gia đó, bởi vậy cho nên một quốc gia có càng nhiều thiên tài, thì lực ảnh hưởng trong Liên minh Thập Tam quốc lại càng lớn. Hơn nữa, danh ngạch các quốc gia có thể tiến vào Phù Quang bí cảnh cũng là định ra từ kết quả quyết đấu của tổ thiên tài. Căn cứ nhiều năm thử nghiệm, ngũ đại cường quốc liền tổng kết ra, số người cao nhất mà Phù Quang bí cảnh có khả năng thừa nhận là 200 người. Trong đó năm đại cường quốc đều có được danh ngạch của riêng mình. Mỗi vương quốc có 10 danh ngạch, theo thứ tự là 5 thiên tài, ngũ cường sẽ có được tư cách trực tiếp đi vào Phù Quang bí cảnh, không cần tỉ thí. Diệp Huyền cũng là một trong số đó, đây cũng vì cái gì danh ngạch 5 thiên tài lại dẫn phát nhiều thiên tài của Lưu Vân quốc ngấp nghé như thế, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Kể từ đó năm đại vương quốc ngay từ đầu đã phân đi 50 danh ngạch, còn lại 100 danh ngạch sẽ do các thiên tài quyết đấu ra. Tất cả luyện hồn sư thiên tài của vương quốc cùng nhau thi đấu quyết ra top 50. Người top 50 trừ có được danh ngạch vào Phù Quang bí cảnh của mình ra, còn có thể mang theo một cường giả của vương quốc tiến vào, nếu như bản thân đã có danh ngạch, có thể mang hai cường giả của vương quốc đi vào. Bình thường mà nói, năm đại vương quốc ưu tiên chọn ra 25 thiên tài, cũng sẽ có 50 danh ngạch, qua nhiều năm như vậy, đây chính là đầu tiên năm đại vương quốc tuyển ra thiên tài, thành tích sẽ xếp hạng sau top 50. Nói cách khác kể từ đó sẽ có 100 danh ngạch đi vào Phù Quang bí cảnh. Hơn nữa 50 người ngay từ đầu, tổng cộng đã có 150 người, 50 người cuối cùng sẽ căn cứ vào bài danh mà định ra. Người đứng đầu tổ thiên tài đầu tiên của Phù Quang Đại hội sẽ có 15 danh ngạch, thứ 2, thứ 3 là 7, thứ 4 đến thứ 10 là 3, tổng cộng 50. Bởi vậy top 10 của Phù Quang Đại hội vô cùng trọng yếu, mỗi khi có thêm một danh ngạch sẽ có thêm một cường giả của vương quốc mình đi vào, cuối cùng sẽ đạt thêm nhiều ưu thế trong Phù Quang bí cảnh, đạt được thêm tài nguyên tu luyện. Cho nên thiên tài quyết đấu mới được là phần đáng xem nhất trong Phù Quang đại hội, cũng là nơi đấu tranh kịch liệt nhất. Sau khi tất cả vương quốc tuyên thệ tỉ thí công bình thì mọi người hơi nghỉ ngơi, một giờ sau bắt đầu tỉ thí Phù Quang đại hội. Diệp Huyền, Phù Quang đại hội lần này, ta hy vọng ngươi không cần giữ lại cái gì, tranh thủ mang lại thứ tự tốt cho Lưu Vân quốc chúng ta. Khô Trần trưởng lão đi tới bên cạnh Diệp Huyền và nói lời thấm thía. Tuy hắn không biết thực lực chân chính của Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nhưng trong nhiều tuyển thủ như thế, hắn xem trọng nhất cũng chỉ có một mình Diệp Huyền mà thôi, đây là cảm giác của hắn khi tiếp xúc lâu với Diệp Huyền, thậm chí hắn ẩn ẩn còn có loại cảm giác, một khi Diệp Huyền nghiêm túc, thậm chí phó hội trưởng hồn sư tháp như hắn còn chưa chắc vượt qua Diệp Huyền. Hắn cũng không biết loại cảm giác này tới từ đâu, nhưng với tư cách một gã luyện hồn sư,
hắn tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình thật sâu. Khô Trần lo lắng duy nhất là Diệp Huyền không nghiêm túc. Diệp Huyền, tuy ta không biết thực lực chân thật của ngươi mạnh bao nhiêu nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nghiêm túc sẽ dễ dàng đạt được top 10, nếu như có thể, tận lực đạt được thứ tự tốt. Phải biết rằng Lưu Vân Quốc chúng ta là một trong 5 đại cường quốc, nhưng lại là xếp cuối cùng trong 5 cường quốc. Trên thực tế những năm qua cạnh tranh với Hỏa Ô Quốc, cũng làm quốc lực Lưu Vân Quốc chúng ta tổn thương rất lớn. Nếu như bài danh Lưu Vân Quốc chúng ta lần này, không vào được top 5 sẽ rớt khỏi vị trí 5 cường quốc. Mặc dù Phủ Quang Đại hội là nơi luyện hồn sư thi đấu nhưng có thể từ trong đó, phản ánh thực lực của quốc gia. Bởi vậy thiên tài mỗi vương quốc đều phải toàn lực ứng phó, ta hy vọng ngươi cũng có thể không ngoại lệ. Khô Trần nói chuyện thành khẩn, ẩn ẩn mang theo một tia thỉnh cầu. Nếu như không phải Khô Trần phó hội trưởng nhắc nhở, Diệp Huyền cũng không có ý định tranh đoạt thứ tự tốt làm gì, hắn cũng không muốn tranh quá nhiều danh tiếng trong tỉ thí. Nói trắng ra hắn hướng tới các loại tài liệu và bảo vật trong Phủ Quang bí cảnh. Diệp Huyền đại sư, nếu như ngươi không xuất ra chút thực lực, dựa vào trình độ các thiên tài khác của Lưu Vân Quốc chúng ta khó có thể đạt được top 10, theo ta được biết, lúc các quốc gia ngoài 5 đại cường quốc đang vận sức chờ phát động, đều cố gắng đạt được bài danh thật tốt, tranh thủ giết vào thứ tự của 5 đại cường quốc, tình thế lúc này rất nghiêm trọng. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cũng truyền âm nói một câu. Diệp Huyền vô ý thức nhìn sang đám thiếu niên áo bào trắng, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cũng không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra tất cả vương quốc đều có chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Rất nhanh, tất cả vương quốc liên minh 13 nước phái cường giả đỉnh cấp và luyện hồn sư tới nơi này, bọn họ đều an vị trên ghế. Hiện tại trọng tài giải thi đấu là phó hội trưởng hồn sư tháp của 5 đại vương quốc, tổng cộng 15 người. Phó hội trưởng như Khô Trần trưởng lão chỉ chủ trì tuyến 2 của 5 đại vương quốc mà thôi, trong đó có thiên tài đệ nhất của các tiểu vương quốc. Thiên Kim Quốc đệ nhất luyện hồn sư Trúc Thiên Lam đại sư đứng lên và cười nói. Hoan nghênh các vị đi vào Thủy Vụ Sơn Mạch tham gia Phủ Quang Đại hội 10 năm một lần. Ở chỗ này ta đại biểu tất cả luyện hồn sư tuyên bố, Liên minh 13 nước tổ chức Phủ Quang Đại hội lần thứ 10, hiện tại, bắt đầu. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng hư không, kéo dài thật lâu không dứt. Hiện tại, cho mời đại biểu tuyển thủ thiên tài Liên minh 13 nước chúng ta lên sân thi đấu. Trúc Thiên Lam vừa dứt lời, nhiều đội luyện hồn sư đến từ các quốc gia lúc này, bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của mình. Mỗi một vương quốc căn cứ địa vị cao thấp, có thể phái ra tuyển thủ dự thi cũng khác nhau. Đi trước hết chính là 25 người có danh ngạch tấn cấp trực tiếp, như Diệp Huyền đi lên, bọn họ không cần tham gia đấu vòng loại, có thể trực tiếp tham gia thi đấu chính thức, đại biểu luyện hồn sư thiên tài đỉnh cấp nhất của 5 đại cường quốc. Trước mắt bao người, 25 tên thiên tài xếp hàng theo thứ tự khu vực của mình. Lúc đám người Diệp Huyền đi ra và tòa trường đều sôi trào, tất cả mọi người mở to hai mắt và đứng thẳng thân thể, và nhón chân quan sát bọn họ, bởi vì mỗi người cũng biết 25 người này có thể nói là luyện hồn sư thiên tài ưu tú nhất Liên minh 13 nước. Hội trưởng hồn sư tháp tương lai của 5 cường quốc sẽ được lựa chọn ra trong bọn họ, được xưng tụng là hào quang sáng ngời. Nhìn kìa, đây là đệ nhất luyện hồn sư thiên tài hạ thất hệ của Thiên Kim quốc chúng ta, từ lúc 2 năm trước cũng đã đột phá luyện hồn sư tam phẩm, thực lực bây giờ tuyệt đối thập phần đáng sợ, có khả năng đạt được quán quân Phủ Quang đại hội đệ lần này. Cái gì? Đệ nhất luyện hồn sư Thiên Kim quốc chính là mỹ nữ xinh đẹp như vậy? Thật sự là xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thực lực cường đại như thế, ta nhớ năm đó Trúc Thiên Lam đại sư cũng lớn như thế này nhưng mới vừa đột phá tam phẩm mà thôi. Quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân, chậc chậc, nếu như ta có thê tử như thế là tốt rồi, năm nay ta cũng mới 48, được tụng trẻ tuổi giàu có, phong lưu phóng khoáng, anh hùng phối mỹ nhân, đúng là giai thoại một đời. Ngươi cút xa một chút, ngươi dám khinh nhờn hạ thất hề nữ thần Thiên Kim quốc chúng ta, đi chết đi. Ai nha, đừng đánh mặt, ta phải dựa vào gương mặt này kiếm cơm đấy. Trong lúc nhất thời cả sơn cốc vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nghị luận liên tục. Trong suy nghĩ đại đa số luyện hồn sư, Thiên Kim quốc, với tư cách đệ nhất cường quốc có được luyện hồn sư thiên tài cũng là mạnh nhất, là người đạt quán quân của Phủ Quang đại hội, tuyệt đại đa số những lần trước đều là Thiên Kim quốc đạt được quán quân, hạ thất hề có khả năng trở thành quán quân Phủ Quang đại hội lần này. Cùng lúc đó, ở đây có không ít ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh Diệp Huyền, vẻ mặt bọn họ ngạc nhiên không nhỏ. Nói đùa gì vậy? Thiếu niên này thật sự là tuyển thủ Lưu Vân Quốc sao, còn là lĩnh đội. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng ở vị trí đầu tiên trong 5 tên thiên tài Lưu Vân Quốc, tất cả luyện hồn sư nơi này vô cùng ngạc nhiên, cả đám còn không dám tin vào mắt của mình. Lưu Vân Quốc đang làm cái gì thế? Không ngờ cho một tên thiếu niên trẻ tuổi như vậy làm lĩnh đội, bọn chúng có bị điên hay không? Bọn họ thật sự cho rằng thiếu niên này có thể tiến vào top 50 sao? Không phải là hậu nhân quyền quý nào đó trong Lưu Vân Quốc đi cửa sau đấy chứ? Phải biết rằng 5 tuyển thủ dự thi có thể trực tiếp tiến vào Phủ Quang bí cảnh, cũng có khả năng quyền quý mở cửa sau cho hậu nhân của mình đấy.
thiếu niên này tên gọi là gì? Mọi người nhanh ghi nhớ, nếu như hắn không thể tiến vào top 50 thì có trò hay xem rồi. Hắc hắc, Lưu Vân Quốc đang đùa giỡn với thể diện của mình đấy. Cả Sơn Cốc lúc này xôn xao, từ thời điểm ở bên ngoài thành bọn họ cũng đã chú ý tới Diệp Huyền. Với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất, Diệp Huyền mới 16 tuổi đứng, trong một đám thanh niên hơn 20 tuổi liền lộ ra dáng vẻ thập phần non nớt, cho rằng là hậu duệ của quyền quý trong Lưu Vân Quốc. Mọi người không ngờ Diệp Huyền thật sự là một trong năm tên thiên tài của Lưu Vân Quốc, không chỉ như thế, hơn nữa còn là lĩnh đội của năm người. Lĩnh đội, đó là khái niệm gì? Nói chung chỉ có thiên tài đỉnh cấp trong vương quốc mới có tư cách này, đại biểu là hình tượng và thể diện của vương quốc. Mà Diệp Huyền xuất hiện lập tức làm cho mọi người nơi này có cái nhìn đặc biệt về cao tầng Lưu Vân Quốc. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, lần này Lưu Vân Quốc các người bán thuốc gì thế? Thiếu niên này, thật sự là, nói đùa gì vậy? Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, không phải nói Lưu Vân Quốc các ngươi không có người đấy chứ? Nếu không Hỏa Ố Quốc ta cho các ngươi mượn vài người. Chẳng những các luyện hồn sư bình thường đang xem thi đấu giật mình không thôi, ngay cả luyện hồn sư cường giả làm trọng tài lôi đài cũng biểu lộ ngạc nhiên, thần sắc buồn bực nhìn Đông Phương Ngôn Ngữ. Hỏa Ố Quốc Hứa Tín Hoa càng không cố kỵ mở miệng chào phúng, cũng không lưu mặt mũi cho đám Đông Phương Ngôn Ngữ làm gì. Đông Phương Ngôn Ngữ chỉ cười to nhìn mọi người nơi đây, nàng nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm. Không nói gì, trên mặt lại mang theo nụ cười tự đắc sâu xa. Đối với Diệp Huyền nàng có lòng tin rất lớn, cho dù không lấy được quán quân cũng là top 10. Hiện tại các ngươi cười đi, lúc đó các ngươi sẽ giật mình bao nhiêu. Diệp Huyền cùng 24 tuyển thủ thiên tài khác lên đài, lúc này đứng ở nơi hẻo lánh trên lôi đài, ngay sau đó là các tuyển thủ vương quốc khác lên đài. Khoảng chừng hơn 1.000 tên tuyển thủ đi vào trên lôi đài, đội hình mênh mông cũng làm tất cả mọi người rung động không thôi. Diệp Huyền cũng thoáng giật mình. Không nghĩ tới tiểu tiểu liên minh 13 nước lại có thể tìm ra nhiều luyện hồn sư như thế này. Dựa theo quy định giải thi đấu, cho dù là sơ thí, cũng phải là luyện hồn sư dưới 25 tuổi mới có tư cách tham dự. Sau khi thành viên đến đông đủ, Phù Quang Đại hội sơ thí lập tức mở ra. Một người chủ trì đi vào lôi đài, nói, nội dung sơ thí Phù Quang Đại hội lần này là khống thú. Khống thú? Rất nhiều tuyển thủ liên tục nghị luận. Khống thú là kỹ năng hạng nhất của luyện hồn sư cần phải biết, kỳ thật rất đơn giản. Chính là lợi dụng hồn lực tiến hành trao đổi với huyền thú sau đó, trấn an cảm xúc của bọn chúng. Khảo hạch như vậy là trụ cột nhất trong luyện hồn sư, thời điểm mỗi một gã luyện hồn sư tấn cấp sẽ phải thông qua khảo hạch như thế. Lúc trước Diệp Huyền kiểm tra luyện hồn sư nhất phẩm, cũng là trấn an huyền thú nhất giai Thanh Mộng Lang mới thành công thông qua khảo hạch, đạt được huy chương luyện hồn sư nhất phẩm. Trước mắt bao người, tất cả huyền thú đã chuẩn bị tốt được dẫn ra. Là ác mộng thú nhất giai. Độ khó của lần sơ thí này hơi cao một chút. Ác mộng thú là huyền thú nhất giai có hồn lực mạnh nhất trong vài loại huyền thú, trấn an chúng khó hơn các huyền thú nhất giai khác nhiều. Bởi như vậy mới càng có cảm giác chờ mong chứ. Cả Sơn Cốc lập tức có tiếng ầm ĩ xôn xao vang lên, không ít tuyển thủ đứng trên lôi đài sau khi nhìn thấy là ác mộng thú, sắc mặt của bọn họ biến hóa và lo lắng không nhỏ. Xem ra Phủ Quang Đại hội lần này đúng là có khác, an bài như thế cũng hợp lý. Trong nội tâm Diệp Huyền âm thầm gật đầu, có thể tiến hành sơ thí đề là luyện hồn sư nhất phẩm trở nên được hồn sư tháp kiểm tra tại các quốc gia, nếu cho bọn họ trấn an huyền thú nhất giai bình thường, thì đó là chuyện không có độ khó gì, mà ác mộng thú lại có thể biết được mỗi người khống chế hồn lực có tốt hay không, từ đó sẽ có hiệu quả đào thải rất tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên sau khi trận đấu bắt đầu, gần như tất cả tuyển thủ đối mặt với ác mộng thú đều có vẻ mặt nhăn nhó khó nhìn, mặc cho bọn họ dùng hồn lực câu thông với ác mộng thú như thế nào. Ác mộng thú trước mặt bọn họ vẫn gào thét không thôi, không thể trấn an. Nhưng có một bộ phận luyện hồn sư bắt đầu không ngừng nếm thử thi triển hồn lực của mình, câu thông với ác mộng thú trước mặt mình. Với tư cách tuyển thủ dự thi, Diệp Huyền cũng không cần tham gia trận đấu như thế. Lực chú ý của hắn vô ý thức tập trung lên người ba tên thiếu niên áo trắng. Sau khi nhìn sang, bỗng nhiên đồng tử Diệp Huyền co rút. Chỉ thấy tên thủ lĩnh áo bào trắng đi tới trước mặt ác mộng thú, đột nhiên ánh mắt của hắn bắn ra một đạo hào quang màu xanh. Ác mộng thú trước mặt hắn chấn động như muốn quỳ rạp trên đất, đồng tử của nó co rút lại, ngay sau đó nó không ngừng gào thét, dường như đang dùng hồn lực đấu tranh với tên thanh niên áo trắng. Tên thanh niên áo trắng kia cũng không ngừng phóng xuất hồn lực chấn động giống như áp chế hồn lực của ác mộng thú. Nếu như có luyện hồn sư nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ cho rằng thanh niên áo bào trắng đang tiến hành giao phong hồn lực với ác mộng thú, những chuyện này trong mắt Diệp Huyền lại khác, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy. Kỳ thật thanh niên áo bào trắng trong lần đối mặt đầu tiên đã khuất phục ác mộng thú, những chuyện hắn làm kế tiếp giống như giao phong kịch liệt chỉ là vì che mắt người khác, mà thôi. Không để ý đến thanh niên áo bào trắng biểu diễn, Diệp nhìn lên người hai tên thanh niên khác,
hắn cũng nhìn ra mánh khóe của bọn chúng, rõ ràng hai tên thanh niên kia có thể, trong vài giây đã khuất phục ác mộng thú trước mặt của mình nhưng không có dừng lại, mà là giả vờ giả vịt tiếp tục tại giao phong. Hiển nhiên không làm náo động. Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Huyền chỉ hoài nghi thân phận của đám người này, như vậy trải qua chuyện hiện tại, trong nội tâm Diệp Huyền đã dám khẳng định đám người thanh niên áo bào trắng tuyệt đối không phải luyện hồn sư bản thổ liên minh 13 nước. Một giây phục tùng ác mộng thú, nghe thập phần khoa trương, nhưng trên thực tế cũng không tính là như thế nào, đổi lại bất cứ tên luyện hồn sư nào cũng có thể làm được như thế. Diệp Huyền chú ý chính là thủ pháp đối phương dùng phục tung ác mộng thú, loại kỹ xảo này thập phần cao siêu, tuyệt đối không phải liên minh 13 nước có khả năng đạt tới tình trạng, như vậy được hơn nữa, chẳng những kỹ xảo cao siêu, loại thủ pháp luyện hồn này có tính ẩn nấp cực cao, cái khác không nói, ngay cả đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng cũng không nhận ra những con ác mộng thú này đã sớm bị bọn chúng phục tùng qua. Đám người này có lai lịch gì? Tới tham gia phủ quang đại hội là có âm mưu gì? Trong nội tâm Diệp Huyền đang âm thầm suy nghĩ. Sau khi trận đấu tiếp tục, lục tục ngo ngoe có luyện hồn sư hoàn thành phục tùng ác mộng thú, trong đó có 3 người như thanh niên áo bào trắng, bọn chúng không nhanh không chậm hoàn thành, đã không xếp phía sau, cũng không quá nhanh, biểu hiện thập phần ít xuất hiện. Nửa canh giờ sau sơ thí chấm dứt, gần ngàn tên tuyển thủ ở bị loại đi còn 4 thành, chỉ còn lại hơn 400. Các vị, kế tiếp chúng ta chính thức tuyên bố phủ quang đại hội sẽ bắt đầu. Người chủ trì đi vào lôi đài, vẻ mặt hưng phấn. Lần tổ chức phủ quang đại hội này chúng ta sẽ phân thành 3 chàng, mỗi chàng đào thải nhân số nhất định, lần khảo hạch này là khảo hạch hồn lực phong bạo của hồn sư. Hồn lực phong bạo, vẻ mặt mọi người nghi hoặc. Dưới ánh mắt của mọi người, tên người chủ trì không nói gì, ngay sau đó âm thanh vang lên thật dài truyền khắp bốn phía, bỗng nhiên có vô số hào quang màu trắng hồng xuất hiện, những hào quang trắng hồng này bay thẳng lên trời cao, hồn lực chấn động bành trướng bao phủ tất cả, nó giống như nhược thủy vô hình. Hồn lực vô hình tạo thành uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa vào trong. Khí tức hồn lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ, khảo nghiệm này là khảo hạch cường độ hồn lực của mỗi tuyển thủ. Luyện hồn sư có thâm niêm lên tiếng. Chỉ sợ có không ít người đã đoán được, đúng vậy, khảo hạch hồn lực phong bạo chính là kiểm tra cường độ hồn lực của luyện hồn sư. Người chủ trì lúc này cao giọng nói, hồn lực là trụ cột của mỗi luyện hồn sư, mặc kệ ngươi là luyện hồn sư thực lực mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu. Cường độ hồn lực là biểu hiện thực lực mạnh yếu của mỗi luyện hồn sư trực quan nhất, cho nên trận đấu phù quang đại hội của chúng ta lần này tỉ thí cường độ hồn lực. Các vị cũng nhìn thấy, trong mỗi người đều có một viễn cổ đại trận, mắt của đại trận là trung tâm lôi đài. Một khi đại trận này bị kích thích sẽ phóng xuất ra hồn lực trùng kích, càng đến gần mắt trận thì cường độ càng mạnh. Cường độ trùng kích phân thành 6 tầng, một tầng thấp nhất tương với hồn lực luyện hồn sư nhất phẩm trùng kích, tầng thứ cao nhất tương đương với luyện hồn sư lục phẩm trùng kích. Nói cách khác, cường độ hồn lực nơi này là cường độ của hồn tôn lục phẩm. Lời này vừa ra đã làm toàn trường xôn xao. Cường độ hồn lực của hồn tôn lục phẩm, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn sư mạnh nhất trong liên minh 13 nước là Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam Đại Sư, cũng chỉ là luyện hồn sư tứ phẩm, khoảng cách ngũ phẩm còn kém một bước ngắn. Không nghĩ tới hồn lực phong bạo này cao nhất lại có thể sánh bằng hồn tôn. Người chủ trì mỉm cười, hiển nhiên hắn hết sức hài lòng với vẻ mặt khiếp sợ của mọi người. Cửa ải khảo hạch này sẽ khảo nghiệm năng lực thừa nhận cường độ hồn lực của các vị, quy tắc khảo hạch có 2 điểm, thừa nhận cấp độ càng cao, dưới trình độ cấp độ ngang nhau mà kiên trì thời gian càng dài, thì đạt được cũng càng cao. Đại hội lần này áp dụng quy tắc tích lũy điểm tổng hợp điểm 3 lần thi đấu, mà quyết định bài danh, trong hồn lực phong bạo, khảo hạch kiên trì thời gian dài nhất, cấp độ cao nhất là 200 điểm, sau đó căn cứ vào biểu hiện khác nhau, điểm sẽ giảm dần theo thứ tự, bài danh ngoài 300 không có điểm tích lũy, đào thải khỏi thi đấu. Tốt. Hiện tại mời các vị tuyển thủ chuẩn bị, trận đầu tỉ thí khảo hạch, bắt đầu. Người chủ trì vừa dứt lời, hắn nhảy xuống lôi đài. Cùng lúc đó một đạo hồn lực vô hình trùng kích tỏa ra từ trung ương của lôi đài. Dường như có thủy triều hư vô trùng kích thân ảnh mỗi góc lôi đài. Một ít tuyển thủ tu vi hồn lực yếu kém bị trùng kích bất ngờ, nên sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, thiếu chút nữa không chịu được và bị đào thải. Cũng may có thể tiến vào vòng thứ hai, tất cả mọi người chính là tồn tại nổi bật trong những người dự thi. Rất nhiều người liên tục khoanh chân ngồi xuống giống như ngồi bên bờ lôi đài, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, lợi dụng các loại thủ đoạn làm bớt cường độ trùng kích thân thể, tranh thủ kiên trì thời gian càng dài. Rốt cục đến phiên chúng ta lên sân khấu. Chậc chậc, thật sự là quá yếu, chút hồn lực cường độ như thế trùng kích đã làm các ngươi không chịu nổi rồi kìa. Nghe nói hồn lực phong bạo đại trận là trận bàn bay ra khỏi phù quang bí cảnh hơn 100 năm trước ra ngoài, ẩn chứa ảo diệu của thượng cổ luyện hồn sư. Kiên trì thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng nhiều, ta ngược lại muốn biết hồn lực phong bạo có ẩn chứa ảo diệu như thế nào. Thời điểm rất nhiều tuyển thủ như Lâm Đại Địch,
ở phương hướng tuyển thủ năm đại vương quốc có tiếng châm chọc khiêu khích vang lên. Rất nhiều tuyển thủ dự bị của năm đại vương quốc kia hoặc là khinh thường, hoặc là hung hăng càn quấy, hoặc là cười lạnh, cả đám liên tục cất bước tiến lên, vậy mà đi tới vị trí của mắt trận. Đi ở phía trước là Thiên Kim quốc Hạ Thất Hề, thần sắc của nàng bình tĩnh, đối mặt hồn lực nhất phẩm trùng kích nhưng không biến sắc chút nào, dường như lực trùng kích trên người nàng không phải một tia hồn lực khủng bố, mà là một cơn gió nhẹ thổi qua. Quả nhiên Hạ Thất Hề không hổ danh là thiên tài cường quốc Thiên Kim quốc, thực lực quả nhiên đáng sợ. Phong độ như vậy, phong thái như vậy thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Đám người nghị luận với nhau, Hạ Thất Hề trực tiếp đi tới gần một nửa mắt trận và khoanh chân ngồi xuống. Ở bên cạnh Hạ Thất Hề có một ít tuyển thủ liên tục khoanh chân ngồi xuống, cũng không vượt qua một bước, cũng ngồi cùng vị trí trục hoành với nàng. Trên khán đài Trúc Thiên Lam vuốt vuốt chòm râu cười nói. Đám tiểu tử này thật khôn khéo, biết rõ thu hoạch ở nơi này sẽ có hồi báo tốt nhất. Vị trí bọn họ ngồi nằm ở vào khu vực mắt trận và biên giới trung tâm của lôi đài, nơi nà, hồn lực trùng kích trọng yếu nhất cũng là địa điểm rõ ràng nhất. Ở chỗ này bọn họ có thể cảm nhận được ảo diệu từ hồn lực của đại thần mang lại, bắt dược tin tức trọng yếu trong hồn lực. Xa hơn về phía trước cũng không phải là không thể được, mỗi khi tiến thêm một bước thừa nhận hồn lực trùng kích gia tăng đâu chỉ một phần, đối với những dự thi tuyển thủ như bọn họ mà nói không phải chuyện có lợi gì. Trong lúc nhất thời trên lôi đài hình thành kỳ quan vô cùng kỳ lạ, dự định hơn 20 tên tuyển thủ trên cơ bản ngồi lên vị trí của mình, còn lại hơn 400 người đang ngồi ở biên giới lôi đài. Bọn họ đang cầu ổn, cho nên sẽ không tùy tiện về phía trước. Ồ, tuyển thủ dự định như thế nào mà chỉ có 24, có phải quá ít hay không? Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên hấp dẫn người chung quanh chú ý. Mọi người liên tục quay đầu nhìn sang, cẩn thận khẽ đếm, quả nhiên phát hiện trong tuyển thủ dự định rõ ràng chỉ có 24, lại thiếu một, dường như thiếu lĩnh đội của Lưu Vân Quốc. Rốt cục có người nhạy cảm phát giác được người không có mặt là ai, lập tức mở miệng lên tiếng, một đám người lập tức tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền. Lúc này mọi người nhanh chóng phát hiện thân ảnh Diệp Huyền đang ở biên giới lôi đài. Trời ạ, tiểu tử này thật sự là tuyển thủ dự định sao? Vì sao hắn lại trốn ở bờ lôi đài như thế? Ta nói hắn còn trẻ như vậy thì có bản lĩnh gì, thật mất mặt. Nhìn bộ dạng của hắn sẽ không phải không vượt qua được cả vòng đầu tiên đây chứ. Chẳng những khán giả phía dưới, ngay cả rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng dùng sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Huyền, bộ dạng buồn cười nhưng không dám cười. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng là tuyển thủ dự định. Ta thấy thế nào cũng giống rùa đen rút đầu. Trong năm thiên tài của Đông Thăng Quốc, nam tử mũi ưng có xung đột với Diệp Huyền từ trước cười lạnh, trong giọng nói mang theo trào phúng không nhỏ. Vị huynh đệ kia nói đúng, ta thấy tuyển thủ Lưu Vân Quốc không phải rùa đen rút đầu, chính là thế hệ nữ lưu, xem ra tên tuổi năm đại cường quốc cũng hữu danh vô thực. Đệ nhất thiên tài Hỏa Ố Quốc Trần Tước Minh e sợ thiên hạ không loạn, nghe được nam tử mũi ưng trào phúng Diệp Huyền cũng cười lạnh lên tiếng. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội đả kích Lưu Vân Quốc, thân là thiên tài Hỏa Ố Quốc như hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối mặt mọi người trào phúng, Diệp Huyền bất động thanh sắc, chỉ thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không nghe bất cứ tin tức nào từ bên ngoài. Xem ra tiểu tử này chẳng những là rùa đen rút đầu, mà còn là đà điểu sợ hãi vùi đầu vào trong cát trốn tránh, là phế vật. Đám người Trần Tước Minh trào phúng làm cho tuyển thủ Lưu Vân Quốc lúc này cũng đỏ mặt, rất nhiều luyện hồn sư quan sát Lưu Vân Quốc cũng đỏ mặt, sắc mặt không tốt. Là ai nói bậy, thối không ngửi được. Rốt cuộc Vân Ngạo Tuyết không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ôi, ngươi còn dám phản bác, thân là tuyển thủ dự định lại ngồi chung lôi đài với những kẻ kia, như thế nào, ta nói phế vật còn sai hay sao? Ta thấy Lưu Vân Quốc cũng không có người, những tuyển thủ khác buồn bực không dám thả rắm, cuối cùng lại để cho một nữ nhân xuất đầu. Chậc chậc, nếu như là ta dứt khoát đập đầu tự sát cho rồi. Trần Tước Minh cười lạnh liên tục. Đủ rồi, nơi này là lôi đài, không phải nơi các ngươi chửi bới tranh chua. Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt Trần Tước Minh cứng đờ, chợt hừ lạnh nói. Hạ Thất Hề, người khác sợ ngươi, Trần Tước Minh ta không sợ ngươi, lúc này là Phủ Quang Đại Hội, chưa biết ai thắng ai thua đâu đấy. Trong khi mọi người giao phong với nhau, Diệp Huyền thân là người trong cuộc lại có vẻ mặt như thường. Dường như bọn họ không phải đang bàn luận về hắn. Lúc này lực chú ý của các luyện hồn sư đều tập trung vào hồn lực trùng kích, cũng không quan tâm chuyện khác. Diệp Huyền hiện tại đều đặt lực chú ý của mình vào ảo diệu của trận pháp hồn lực phong bạo. Theo thời gian trôi qua, uy năng của trận pháp dâng tăng lên, cường độ hồn lực phong bạo cũng chậm rãi tăng lên. Phốc phốc, bên kia bờ lôi đài có một gã luyện hồn sư đột nhiên biến sắc, hắn phun máu tươi và lăn xuống dưới lôi đài, sắc mặt của hắn tái xám. Có luyện hồn sư đầu tiên bị đào thải. Kế tiếp cường độ hồn lực phong bạo tăng lên đã không ngừng có luyện hồn sư, không kiên trì nổi nên ngã xuống khỏi lôi đài, bọn họ thở hổn hển từng hơi, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục bộ dạng hồng nhuận phơn phớt, khí tức hồn lực trên người cô đọng hơn trước rất nhiều.
quả nhiên ta đoán đúng, trận pháp hồn lực phong bạo không chỉ dùng kiểm tra cường độ hồn lực của luyện hồn sư, nó càng có năng lực trợ giúp cô đọng hồn lực, thừa nhận thời gian càng dài sẽ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Trong nội tâm Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Từ lúc hắn quan sát trận pháp hồn lực phong bạo mở ra đã có cảm giác khác bình thường. Bởi vì hồn lực phong bạo cũng không chỉ có hồn lực trùng kích đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa hiệu quả cô đọng tự nhiên. Đơn giản mà nói đây giống như một loại khảo nghiệm, Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp hồn lực giống như thế. Trong nội tâm của hắn không nén được lòng hiếu kỳ muốn cảm ngộ trận pháp này, từ đầu tới cuối. Ngồi ở vị trí đám người Hạ Thất Hề thật sự có thể dễ dàng cảm ứng, được hồn lực chấn động nhưng cảm giác toàn bộ trận pháp lại không rõ ràng như vậy, cho nên Diệp Huyền mới có thể ngồi ở biên giới trận pháp cảm nhận thật kỹ. Lúc này có sương mù trắng hồng bao phủ, nó không ngừng phóng ra khỏi mắt trận ở trung tâm lôi đài. Chỉ qua hơn một phút đã có hơn 100 tên luyện hồn sư liên tục ngã xuống lôi đài. Những luyện hồn sư này ở phương diện hồn lực trụ cột hơi kém một chút, bọn họ ngã xuống không đại biểu bọn họ thất bại, cũng đại biểu bọn họ mất đi tư cách tham dự cuộc thi. Bởi vì nhân số hạn chế đầu tiên của vòng thứ nhất là 300 người. Bên bờ lôi đài, mỗi tên luyện hồn sư đều cắn răng và yên lặng không nói gì. Đột nhiên thân thể Diệp Huyền thân đứng lên làm vô số người chú ý tới. Tiểu tử này không kiên trì nổi sao? Nhưng hắn đang ngồi ở biên giới lôi đài. Hắn ngồi ở phía sau so với 24 người khác, trong những tuyển thủ phía trên không có ai có vẻ kiên trì không nổi, hắn không kiên trì nổi cũng là chuyện quá bình thường. Nếu tiểu tử kia hiện tại bị loại thì quá khôi hài rồi. Tuyển thủ dự định không thông qua được vòng đầu tiên, chuyển đi sẽ làm cho cả Lưu Vân Quốc biến thành trò cười. Đến, chúng ta oán xem tiểu tử này mất bao lâu để bị đào thải, ta đoán là 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, ngươi đánh giá hắn quá cao rồi. Ta đoán 2 phút, ngươi không thấy hắn vừa rồi ngồi ở khu vực biên giới sao? Vốn đại đa số người xem đều đặt lực chú ý lên các tuyển thủ đỉnh cấp, như Hạ Thất Hề, trải qua mọi người nghị luận với nhau như thế gần như, hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của mọi người, ngược lại tập trung lên người của Diệp Huyền. Đám người bọn họ chú ý cũng không phải Diệp Huyền có thể đi tới một bước nào, mà là Diệp Huyền Huyền bị loại bỏ bao lâu. Nếu như Diệp Huyền trong tình huống có nhân số bị loại bỏ vượt qua 300 người, vậy thì khôi hài. Đường đường tuyển thủ dự tuyển của năm đại cường quốc không thể qua được vòng sơ khảo của lôi đài, không hề nghi ngờ. Đến lúc đó, Lưu Vân Quốc sẽ có thanh danh lan xa trong liên minh 13 nước, cũng là trò cười lớn nhất. Trong mắt của bao người, thân ảnh Diệp Huyền lại sáng ngời nhưng dường như có chút bất ổn. Hô hấp của mọi người cứng lại, trước mắt trong trận pháp có hơn 320 tên tuyển thủ, nói cách khác còn cần đào thải hơn 20 đối thủ, bọn họ rất ngạc nhiên vì sao Diệp Huyền không phải là một trong số đó. Trên lôi đài, cường độ hồn lực phong bạo không ngừng tăng lên. Phốc phốc, không ngừng có luyện hồn sư ngã xuống lôi đài, thời điểm chỉ còn lại 300 người, cũng chỉ có Diệp Huyền lảo đảo nhưng không có bị loại bỏ. Hiện tại nội tâm của nhiều người sinh ra cảm giác thất lạc không nói thành lời. Tuy kiên trì đến bây giờ nhưng đoán chừng cũng là cực hạn của tiểu tử này kia rồi, thiếu niên mười mấy tuổi thiếu niên, nhiều lắm là luyện hồn sư nhất phẩm, có thể kiên trì được bao lâu chứ? Trong nội tâm không ít người đang có suy đoán như vậy. Hồn lực phong bạo không ngừng tăng cường. 250 người. 200 người. 150 người, 100 người, 50 người. Không ngừng có luyện hồn sư bị cường độ hồn lực tăng lên loại bỏ thật nhanh, làm cho mọi người khiếp sợ là, Diệp Huyền mà nội tâm bọn họ cho rằng sẽ bị loại bỏ lại có thể đi tiếp, hắn vẫn đứng vững trên lôi đài như đá ngầm trong biển cả. Vào lúc này cường độ hồn lực phong bạo đã đạt, tới trình độ luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong. Điều này sao có thể? Những kẻ đang chờ xem kịch vui cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao, tại sao Diệp Huyền có thể kiên trì lâu như thế này? Nếu dùng tuổi mà nói, trên lôi đài trừ Diệp Huyền ra đã có không thấp hơn 20 tuyển thủ. Đúng lúc này Diệp Huyền đang ngồi khoanh chân nhắm mắt lại mở mắt ra, sau đó hắn đứng dậy trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Hành động của hắn làm vô số luyện hồn sư trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt của bọn họ bắn ra hào quang, nói thầm có phải gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ không? Hắn còn có thể đi về phía trước trong thời điểm như hiện tại. Cường độ hồn lực phong bạo đang dần dần tăng lên, nó không ngừng áp bách tuyển thủ, đều có mấy người bắt đầu không kiên trì nổi nên lung lay sắp đổ giống như sắp bị đào thải, tiểu tử này còn có thể đi lên. Trong khi mọi người suy đoán, lại thấy Diệp Huyền không có đi lên phía trước nữa. Hắn đi tới một góc biên giới khác của lôi đài và khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt toàn trường như rơi xuống. Từ biên giới lôi đài bên này đổi thành biên giới bên kia, tiểu tử này đang làm gì đó? Trận nhãn của hồn lực phong bạo nằm ở khu vực trung tâm. Mặc kệ hắn đi tới nơi nào, cường độ hồn lực trùng kích đều là như nhau. Hành động của Diệp Huyền hiện tại chẳng khác gì cởi quần nói bậy, căn bản vẽ vời cho thêm chuyện. Bọn họ xem không hiểu, ngay cả đám người Trúc Thiên Lam hội trưởng phía trên cũng không hiểu ra làm sao, không rõ Diệp Huyền đang làm gì đó. Khi hồn lực phong bạo không ngừng gia tăng, vào lúc mọi người không kiên trì nổi và bị đào thải ra khỏi thi đấu, hôm nay chỉ còn lại gần 30 người,
như Lưu Vân Quốc Lý Vạn Bằng là tuyển thủ dự định nhất phẩm đỉnh phong, cũng thối lui tới khu vực biên giới của lôi đài, cường độ hồn lực trùng kích làm bọn họ lung lay sắp đổ. Phốc phốc, rốt cục vài tên luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong tuyển thủ dự định cũng bắt đầu đào thải. 20 người, 15 người, nhân số càng ngày càng ít, cục diện đã đến tình trạng thập phần khẩn trương. Đúng lúc này đã thấy Diệp Huyền Lai đứng lên lần nữa, hắn thoải mái nhàn nhã đi sang biên giới khác của lôi đài và khoanh chân ngồi xuống, dường như hồn lực phong bạo bành trương và trùng kích không có tác dụng với hắn. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ cho rằng Diệp Huyền căn bản không thể kiên trì, nhưng lại có thể kiên trì tới mức này, thậm chí còn rất nhàn nhã, dường như hắn vẫn còn dư lực. Phốc phốc. Đúng lúc này Vân Ngạo Tuyết và các luyện hồn sư nhị phẩm cũng bắt đầu không kiên trì nổi, bọn họ liên tục phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch và lui bước về phía khu vực biên giới của lôi đài. Trừ Diệp Huyền ra, rốt cuộc mọi người cũng phát hiện không đúng. Trận pháp hiện tại còn 15 người, trừ tuyển thủ dự định của năm đại cường quốc gia, còn lại 3 gã tuyển thủ, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại biên giới, bọn họ chưa từng nhúc nhích mảy may, thậm chí trong đó có một người bị hồn lực trùng kích, thần sắc của bọn họ như cũ và không có biến hóa gì. Trong đó có mấy người từng xung đột với Diệp Huyền. 3 người này là ai? Không ngờ có thể kiên trì tới mức này. Người dưới đài vô cùng khiếp sợ. Phốc 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 phốc. Hồn lực phong bạo tăng cường lần nữa, đám người Tạ Kim Đường, Vân Ngạo Tuyết và luyện hồn sư nhị phẩm tới từ năm cường quốc đều liên tục đào thải. Đột nhiên xuất hiện 3 người vẫn kiên trì và không có dấu hiệu bị loại bỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dường như đó là Mục Trấn Quốc Chu Lương. Bên cạnh chính là Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi. Người áo bào trắng là Vô Thương Quốc Loan Hồng. Không nghĩ tới vương quốc của chúng ta có luyện hồn sư thiên tài như thế, không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn sư ở quốc gia 3 người liên tục khiếp sợ mở miệng, đồng thời nội tâm tràn ngập cuồng hỉ và hưng phấn. Mục Trấn Quốc, Hắc Lâm Quốc, Vô Thương Quốc. Những người còn lại có vẻ mặt không tên, vẻ mặt khó có thể tin, đều là liên minh 13 nước, người 3 quốc gia này, thường xuyên nghe nói quốc gia mình chỉ đứng trung hạn du trong liên minh 13 nước, mà thôi, lúc nào xuất hiện luyện hồn sư thiên tài nghịch thiên như vậy. Trên đài hội nghị, đám người Trúc Thiên Lam cũng có vẻ mặt như thế. Hiện tại thế cục lại biến hóa lần nữa. Trên lôi đài hồn lực phong bạo lại tăng mạnh hơn trước. Lưu Vân Quốc Hà Từ Đình, Hỏa Ô Quốc Trần Tước Minh, Thạch Chân Quốc Hứa Chính Thanh đều là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong cũng thổ huyết và bị đào thải. Trong hồn lực phong bạo hiện tại đều là tiêu chuẩn luyện hồn sư tam phẩm. 3 người kia vẫn đứng vững trên lôi đài. Điều đó không có khả năng. Trong đầu tất cả mọi người đều có ý niệm như thế. Bọn họ không nghĩ tới Hà Từ Đình, Trần Tước Minh là luyện hồn sư thiên tài của năm cường quốc đều bị đào thải, mấy người kia rõ ràng còn có thể ở lại trong trận pháp. Cát Lợi Huy hội trưởng, Mục Trấn Quốc của ngươi lúc nào xuất hiện thiếu niên thiên tài như thế? Hiện tại cường độ trên lôi đài đã là tam phẩm đấy. Trúc Thiên Lam hội trưởng kềm nén không được mở miệng hỏi thăm. Mục Trấn Quốc lĩnh đội Cát Lợi Huy cũng ngây ngốc, tại vương quốc của mình còn có luyện hồn sư nghịch thiên như vậy, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Chu Lương thật là thiên tài của Mục Trấn Quốc, hắn là lực lượng mới xuất hiện gần nửa năm nay thôi, thu nạp vào trong hồn sư tháp Mục Trấn Quốc tại Vương Thành, nói thực ra ta cũng bị thực lực của hắn làm giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Chu Lương là thiên tài Cát Lợi Huy mới khai quật trong nửa năm gần đây, mặc dù biết hắn thiên phú kinh người nhưng không ngờ rằng lại kinh người đến mức này, làm cho hắn cũng phải chấn động. Với tư cách là đệ nhất luyện hồn sư của Mục Trấn Quốc, Cát Lợi Huy cũng là tam phẩm đỉnh phong. Nhưng Chu Lương hôm nay biểu hiện có thể kiên trì dưới hồn lực phong bạo tam phẩm, chẳng phải nói hắn không kém mình bao nhiêu sao? Giật mình qua đi, trong nội tâm Cát Lợi Huy lúc này mừng như điên, Chu Lương biểu hiện càng nghịch thiên, đạt được thứ tự càng cao, bọn người Mục Trấn Quốc có nhân số tiến vào phủ quang bí cảnh sẽ càng ngày càng nhiều, từ đó Mục Trấn Quốc sẽ có lợi thế thật lớn. Hắc mã, đây mới là đại hắc mã ngang trời xuất thế. Trong lòng mọi người đều bị cảm khái. Nhìn thấy mấy người còn lại trên lôi đài, rất nhiều người đều im lặng lắc đầu, ánh mắt ngây ngốc, trên trận đấu trước, bọn họ, cho dù thế nào cũng không nghĩ tới cục diện phủ quang đại hội lại có bộ dạng, như thế này. Trong tình huống mọi người khiếp sợ không nhỏ, cảnh tượng kế tiếp càng làm nội tâm bọn họ chấn động. Lúc trước đám người Loan Hồng biểu hiện không quá nổi bật, đột nhiên đứng lên đi tới gần vị trí của Hạ Thất Hề và thanh niên Mũi Ưng, ngay sau đó ngồi xuống, 5 người xếp bằng ở cùng một chỗ. Sắc mặt Thiên Kim Quốc đệ nhất thiên tài Hạ Thất Hề biến hóa. Hiện tại nàng đã nỏ mạnh hết đà, cho tới nay nàng vẫn được cho rằng là thiên tài mạnh nhất liên minh 13 nước, như thế nào cũng không ngờ lại có người có thể sánh vai với mình, hơn nữa còn không phải một. Nàng cắn răng tiếp tục kiên trì. Hiện tại 5 tên thiên tài đỉnh cấp đặt song song với nhau và tiếp nhận khảo hạch. Sắc mặt đám người kia đỏ lên, lúc này chẳng diện mênh mông cuồn cuộn, sau nhiều lần phủ quang đại hội nhưng lần này làm bọn họ hưng phấn không thôi.
Cái gì Hà Từ Đình, Trần Tước Minh cũng biến sắc, sắc mặt khó coi, bọn họ vẫn tự xưng mình là thiên tài đệ nhất vương quốc, nhưng ngay cả vòng sơ khảo như thế này lại không lọt vào top 5, đối với bọn họ mà nói việc này là đả kích cực lớn. Hồn lực phong bạo tiếp tục tăng cường, rốt cục trong 5 người dẫn đầu có người không kiên trì nổi đó, chính là Hắc Lâm quốc Bạch Khởi, hắn là người bại trận đầu tiên. Ngay sau đó là Mục Trấn quốc Chu Lương cũng không kiên trì nổi và lui về phía sau, ngay sau đó Thiên Kim quốc Hạ Thất Hề cũng đến cực hạn phun ra một ngụm máu tươi cùng ngã xuống đài với Chu Lương. Toàn trường xôn xao, mọi người vẫn cho rằng quán quân Liên minh 13 chính là đệ nhất thiên tài Hạ Thất Hề, không ngờ nàng bại sớm như thế. Hôm nay ở trên lôi đài còn lại Đông Thăng quốc thanh niên và Vô Thương quốc thanh niên áo bào trắng Loan Hồng, cường độ hồn lực phong bạo đã là tam phẩm trung kỳ. Nhìn thấy Hạ Thất Hề suy tàn, sắc mặt Thiên Kim quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng hết sức khó coi, hắn nhìn sang Đông Thăng quốc Tả Nhất Minh hội trưởng. Tả Nhất Minh hội trưởng, thật không nghĩ tới Đông Thăng quốc các ngươi có thiên tài như thế. Trong nội tâm Tả Nhất Minh hội trưởng lúc này vô cùng khiếp sợ, dù sao đối phương gia nhập hồn sư tháp Vương Thành không bao lâu, hắn cũng không chú ý nhiều, cho tới nay hắn vẫn nghĩ Đông Thăng quốc đệ nhất luyện hồn sư thiên tài chính là Đinh Lam nhị phẩm đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới là Đinh Lam lại bại sớm như thế. Ngược lại hắn chưa bao giờ chú ý tới Dạ Phồn Tinh lại ngang trời xuất thế kiên trì, đến bây giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.